Nhất niệm vĩnh hằng chương 973, nghe tin đã sợ mất mật, một. Trương Đại Bàng có cảm giác giống như nằm mộng. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn đầm lầy ở bốn phía xung quanh một chút, thần sắc cổ quái. Hắn đang suy nghĩ, có quỷ mới tin được lời Bạch Tiểu Thuần mới vừa nói. Hắn thật sự hiểu Bạch Tiểu Thuần rất rõ, biết trạng thái này của Bạch Tiểu Thuần có vài phần khoác lác rất lớn. Chỉ có điều cũng chính bởi vì hiểu rõ, trong lòng Trương Đại Bàng cũng không khỏi do dự mặc dù tiểu thuần thích nói khoác nhưng sẽ không quá mức khoa trương hắn nói những tồn tại đang sợ bên trong đầm lầy này sẽ tránh chẳng lẽ lại là sự thật sao trong lúc trương đại bàng do dự thần thức tản ra hai mắt hắn dần dần mở to hắn phát hiện bốn phía xung quanh nơi đây lại có thể hoàn toàn không có một chút sóng dao động sức sống nào vì vậy ở trong sự đắc ý của bạch tiểu thuần theo hai người không ngừng đi về phía trước chấn động trong lòng trương đại bàng càng lúc càng mạnh đến cuối cùng, hắn cũng trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đi một đường đi tới, một khắc trước còn có thể phát hiện ra phía trước có vô số sóng dao động sức sống. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, giống như sau khi phát hiện bọn họ đến, trong nháy mắt chúng giống như bị xua đuổi, dường như phía sau tiếp phía trước bỏ chạy, chớp mắt lại biến mất không thấy bóng dáng. Điều này khiến cho Trương Đại Bàng phải rất nhiều lần quay đầu lại, ánh mắt đầy quỷ dị nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Như thế nào? Đại sư Huynh, Ta đã nói, ta đã rất nghiêm túc cảnh cáo bọn chúng. Hừ hừ, dám đánh lén đại sư huynh của ta, ta không tiêu diệt đầm lầy này đã xem như là có thiện tâm. Bạch Tiểu Thuần càng thêm đắc ý, trong lòng hắn rất phấn chấn. Hắn cảm thấy phương pháp thần sát này tuy có tai hại, nhưng trước đó hiệu quả thật sự khiến người ta thỏa mãn. Hắn chính là một người như thế. Bất kể gặp phải chuyện gì, bất kể ở trường hợp nào, đều có thể tìm chuyện vui cho mình. Bạch Tiểu Thuần cứ tiếp tục như vậy ở dưới sự chấn động kinh ngạc không ngừng của trương đại bàng hai người ở trong đầm lầy này không gặp bất kỳ trở ngại nào so với đi ở trong tông môn của bản thân còn muốn thuận lợi hơn bọn họ một đường đi về phía trước trong sự yên tĩnh này trong sự an toàn này khiến cho trương đại bàng có nhiều lần thần sắc đều hoảng hốt nhất là có một lần một con đĩa bỏ chạy không nhanh bị trương đại bàng một tay nắm lấy con đĩa kia cuối cùng run rẩy sau khi Bạch Tiểu Thuần tới gần, con đĩa kia phát ra tiếng thép chói tai, thậm chí giống như cầu xin tha thứ. Khi Trương Đại Bàng ngơ ngác buông tay, về một tiếng, con đĩa kia trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Còn có một lần, Trương Đại Bàng thấy được một con nhện kích thước giống như con nhện trước đây đánh lén mình. Con nhện này vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nhất thời lại run rẩy, điên rồi chạy trốn. Trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần cũng không nghĩ tới, một đoạn đường xa như vậy các hung vật kỳ dị bên trong đầm lầy này kỳ lại còn có thể vẫn sợ hãi đối với mình chẳng lẽ trước đó thời điểm ta không có ý thức vì đầm lầy này đặc biệt cho nên tản ra huyết vụ bao trùm quá lớn bạch tiểu thuần vô cùng kinh ngạc trong sự mơ hồ hắn cảm thấy chắc là như vậy chính hắn cũng không biết hấp thu bao nhiêu sức sống nhưng hắn cũng hiểu được muốn ngưng tụ ra một giọt bất tử huyết cần tiêu hao cực kỳ khủng khiếp nghĩ tới đây bạch tiểu thuần cũng hít một hơi lạnh cũng may vân lôi tử bị sợ vỡ mật. Bằng không tuy rằng thần sát cường đại khủng khiếp, nhưng ở dưới tình huống mình mất đi ý thức, đụng phải đối thủ lợi hại giảo hoặc một chút, mình ở dưới tình huống không có ý thức, có thể nói là trăm chỗ sơ hở. Rất khoa trương là mấy ngày sau, hai người nhìn thấy được một đám sói gầy hung tàn. Chúng dựa vào tốc độ kinh người, đang bao vây tấn công một tu sĩ. Tu sĩ này chính là Tôn Ngô Long đằng quỷ hải Tông Nam Mạch. Nam Mạch am hiểu biến hóa thời khắc này màu da xanh của tôn ngô đã biến thành màu nâu thậm chí thân thể đều thỉnh thoảng giống như hư ảo mỗi lần trở nên hư ảo hắn dường như đều hóa thân trở thành một con rất cực lớn giữ tận muốn từ trong đàn sói gầy này chạy trốn chỉ có điều cho cho hắn liều mạng như thế nào cũng vẫn không có cách nào chạy ra được đàn sói xung quanh hắn có chừng hơn ngàn con bao vây hắn từng tầng xung quanh cũng không thiếu những thi thể Hiển nhiên loại chuyện bao vây săn giết này đã tiến hành một khoảng thời gian. Hơn nữa ở phía xa còn có một con sói đầu đàn. Con sói này giống như bộ xương khô, đứng ở nơi đó, trong mắt mang theo sự lạnh lùng tàn khốc cùng với nhìn bằng nửa con mắt. Trên người nó tản ra khí thế, có thể so với thiên nhân. Trong lòng tôn ngô tuyệt vọng, cay đắng. Hắn biết lần này mình chạy trời không khỏi nắng. Sở dĩ đến nay đàn sói đói này còn chưa có giết chết mình, rõ ràng bởi vì chúng xem mình là mồi muốn dẫn dụ những người khác đi qua chỉ có điều hắn hiểu rõ trừ phi là thiên nhân đến nếu không ai tới gần đều cứu không được mình nếu không phải như vậy người tới gần mình đều sẽ phải chết không thể nghi ngờ hắn không phải loại người vì mạng sống của mình có thể hành sự không có nguyên tắc không có điểm mấu chốt lúc này hắn sớm có quyết đoán sở dĩ hắn thường xuyên biến hóa ra thân con rết chính là muốn dựa vào khí tức trên thân con rết tản ra nhắc nhở tất cả người đi ngang qua cảnh giác nhưng trong cục diện vô cùng nguy hiểm này, theo Bạch Tiểu Thuần cùng Trương Đại Bàng từ phía xa đi tới, đám sói đói cuối cùng mỗi người chợt run rẩy, thậm chí đều phát ra những tiếng kêu bi thương. Trong phút chốc, trên nghìn con sói đói thật như chó nhà có tang, trực tiếp bỏ chạy. Hơn nữa còn là cả đàn chạy nhanh. Mà chạy nhanh nhất, chính là con sói đầu đàn kia, nó là kẻ đầu tiên nhận ra được Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc run rẩy, nó hoàn toàn không có một chút do dự nào, trong nháy mắt lại nhanh chóng chạy trốn nhưng không đợi nó chạy đi thật xa giọng nói của bạch tiểu thuần bỗng nhiên truyền ra ngươi lưu lại tất cả những kẻ khác giải tản đi theo lời bạch tiểu thuần nói truyền ra đám sói đói đang chạy nhanh mỗi người run rẩy chợt chui vào trong đầm lầy trong nháy mắt bốn phía xung quanh hơn một nghìn con sói đói chớp mắt chỉ còn lại một con con sói đầu đàn kia run rẩy liên tục sự lạnh lùng tàn khốc trong mắt đã bị sợ hãi thay thế nhưng rốt cuộc nó thật sự không dám chạy trốn đi mà run lẩy bẩy nằm ở nơi đó, cố gắng khiến cho cái đuôi cứng đờ của mình, không ngừng lắc lư. Trương Đại Bàng đã quen với hình ảnh như vậy. Nhưng đối với Tôn Ngô mà nói, hắn đã nhìn tới trợn tròn mắt, thở hổn hển. Thời điểm hắn chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lập tức lại nhận ra thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng trong lòng hắn vẫn hoảng sợ đến cực hạn. Theo hắn thấy, cho dù là thiên nhân, có lẽ muốn khiến cho những sói đói này bỏ chạy, cũng tuyệt đối làm không được. Một câu nói, khiến cho con sói đầu đàn kia không chỉ thật sự không dám chạy trốn còn lộ ra ý lấy lòng như vậy loại cảm giác chấn động cùng sống sót sau tai nạn này khiến cho hắn vội vàng đi tới phía trước bạch tiểu thuần ôm quyền quỳ gối thật sâu cảm ơn bạch tiền bối cứu mạng bạch tiểu thuần vội ho một tiếng trên đoạn đường này hắn ở trước mặt trương đại bàng đều lộ ra loại uy nghiêm có thể chấn áp đầm lầy khiến cho hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng hiện tại thật vất vả mới thấy được người mới tất nhiên phải ở trên người đối phương thể hiện thật tốt chỗ không tầm thường của mình vì vậy tay phải bạch tiểu thuần giơ lên vẫy một cái nhất thời con sói đầu đàn kia run rẩy dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trước mặt bạch tiểu thuần tùy ý để bạch tiểu thuần đi vỗ nhẹ vào đầu của nó nó không dám từ chối chỉ có thể cố gắng lay động cái đuôi cảnh tượng như vậy khiến cho tôn ngô lại há hốc miệng hắn ngơ ngác nhìn con sói đầu đàn kia đang lắc lư cái đuôi thật sự không có cách nào liên hệ được với dáng vẻ lạnh lùng tàn khốc ngạo nghễ của nó lúc trước. Dường như hắn nhìn thấy, không phải là cùng một con soi. Lần này tạm tha cho ngươi một mạng. Bạch Tiểu Thuần hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua từ trên những thi thể này. Hắn phát hiện bên trong số đó không có người của đông mạch bọn họ. Vì vậy hắn hờ hững mở miệng. Thân thể của con sói đầu đàn kia run rẩy, Không biết là nó sợ hay là kích động, nó ô ô vài tiếng, thoáng một cái vội vàng chui vào trong đầm lầy, không nhìn thấy hình bóng nữa. Sau khi con sói đầu đàn kia rời đi, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới nhìn về phía Tôn Ngô. Bị ánh mắt của hắn đảo qua, thân thể Tôn Ngô có chút run rẩy. Nhưng hắn lại kiên trì, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cúi đầu. Trương Đại Bàng ở một bên, cũng vội ho một tiếng, hiếp mắt nhìn Tôn Ngô một chút. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nam Mạch. Bạch Tiểu Thuần hỏi một câu hồi bẩm tiền bối phản bối là đệ tử long đằng quỷ hải tông nam mạch bạch tiểu thuần nhớ lại một chút nhớ tới thiên quỷ tử dưới tay bại tướng hắn trong cuộc đỏ mắt kia vì vậy hắn gật đầu được ngươi liền đi theo ta đi ta dẫn ngươi rời khỏi đầm lầy này tôn ngô vừa nghe nhất thời mừng như điên hắn kích động vô cùng theo hắn thấy đầm lầy này thật sự giống như một cơn ác mộng lúc này có thể được bạch tiểu thuần dẫn theo bên người đối với hắn mà nói, có thể so với tạo hóa. Hắn lộ ra thần sắc cung kính, liên tục bái lạy. Cảm ơn bạch tiền bối. Trương Đại Bàng cũng cười ha ha một tiếng, tiến lên ôm tôn ngô, vỗ bả vai của đối phương, mở miệng cười. Gặp nhau chính là có duyên. Nào nào, tới nói cho ta nghe một chút về chuyện nam mạch các ngươi đi. Hoàn cảnh nơi ở của các ngươi như thế nào? Trương Đại Bàng cũng rất tò mò về Nam Mạch. Lúc này, Tôn Ngô ở bên này đang cảm kích, ngoại trừ những điều không thể nói những cái khác có thể nói đều nói ra kỹ càng tỉ mỉ nói một hồi bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi nhanh chóng mở miệng ta nhớ ra rồi ba ngày trước ta từng gặp được một tu sĩ đông mạch các ngươi lúc đó hắn bị nhốt ở bên trong một chỗ tuyệt địa ta vốn định cứu hắn nhưng cho dù là ta cũng không dám tới gần chỗ đó muốn cứu hắn ít nhất cũng phải mấy người cùng làm mới có hy vọng hắn tự xưng là tống khuyết bảo ta nếu có thể nhìn thấy người của Đông Mạch, thay mặt hắn cầu cứu. Tôn Ngô vội vàng mở miệng. Khuyết Nhi. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Địa điểm thí luyện, chia ra làm bốn khu vực sa mạc, đầm lầy, bình nguyên cùng với rừng cây. Trong những nơi này cất dấu nguy hiểm đáng sợ vô tận. Đến nay, tu sĩ của bốn mạch gần nghìn người, nhưng còn sống sót, lại không biết có bao nhiêu người. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cũng ý thức được, vì sao yêu cầu của lần thí luyện này đối với tu sĩ lại cần tu vi chí ít cũng là Nguyên Anh? Thật vậy, ở trong địa điểm thí luyện này, dưới Nguyên Anh không nói nửa bước khó đi, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Cho dù là Nguyên Anh, cũng giữ nhiều lành ít. Giống như tôn ngô này, vốn chính là thiên chi kiêu tử Nguyên Anh đại viên mãn của Nam Mạch. Thậm chí ở bên trong tông môn này, hắn cũng được xem là tồn tại có khả năng cực lớn thành tựu thiên nhân. Nhưng cho dù là như vậy, ở vừa rồi trong đàn sói, cũng vẫn rơi vào tình trạng mạng treo một đường. Có thể tưởng tượng được mức độ nguy hiểm trong địa điểm thí luyện này. Lúc này lại nghe đến Tôn Ngô nói ra chuyện tống khuyết cầu cứu, Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu. Hơi thở hắn có chút dồn dập. Cho dù giữa tống khuyết cùng hắn bao giờ cũng có các loại nhỏ mọn cùng với không phục, nhưng dù sao hắn cũng là cháu của mình. Huống gì mình cùng tống quân Nguyễn đã tiến thêm một bước. Tống khuyết này càng giống như cháu ruột của mình. Nếu như đổi lại, đối phương bị nhốt ở nơi khác, Bạch Tiểu Thuần còn có tâm tình đùa giỡn một chút. Nhưng hiện tại ở địa điểm thí luyện vô cùng nguy hiểm này, Bạch Tiểu Thuần cũng thấy sốt ruột. Hắn lập tức hỏi ý Tôn Ngô về phương hướng cụ thể liên quan tới Tống Khuyết. Tôn Ngô không dám giấu giếm, nói ra tất cả những gì mình biết cho Bạch Tiểu Thuần nghe. Thoáng một cái, thân thể Bạch Tiểu Thuần lao thẳng đến chỗ theo lời đối phương vừa nói. Hắn vội vàng bay nhanh. Tôn Ngô cùng Trương Đại Bàng ở phía sau, lúc này cũng cảm thấy khẩn trương bọn họ nhanh chóng lao theo ba người ở trên bầu trời của đầm lầy này hóa thành ba cầu vòng dài nổ lớn lao ra lấy tốc độ của bạch tiểu thuần lúc này trong lúc đang nóng ruột có thể so sánh với na di rất nhanh hắn đã kéo dài khoảng cách cùng trương đại bàng và tôn ngô trong lúc loa nhanh hắn tốn thời gian nửa ngày cuối cùng từ phía xa đã đi tới nơi tống khuyết bị nhốt theo như lời tôn ngô nói mới vừa đến tới khí tức của hắn lại lập tức gây ra sóng dao động, xuất hiện trong đầm lầy này. Cùng lúc đó, theo thần thức Bạch Tiểu Thuần tản ra, đảo qua, hắn thở vào nhẹ nhõm. Khuyết nhi hài tử này mạng lớn. Lúc này tâm tình của Bạch Tiểu Thuần thả lỏng, cầm cũng khẽ nâng lên. Hắn xúc động chính là tống khuyết không chỉ mạng lớn, còn có vận khí tốt. Hắn xem như đã phát hiện ra, mỗi lần đối phương gặp phải thời điểm nguy hiểm tới sinh tử, hình như mình đều sẽ gặp phải, thuận lợi cứu hắn. Thời khắc này, Tống Khuyết cũng có cảm giác như vậy. Hắn bị nhốt ở bên trong một chỗ đầm lầy màu tím. Bốn phía xung quanh trong đầm lầy tồn tại vô số ánh mắt. Mỗi một con mắt này đều hiện lên ở trong đầm lầy. Mỗi một con mắt đều có kích thước chừng mấy trượng. Ở trong những ánh mắt này, thình lình có hơn 10 người tu sĩ bị phong ấn. Những tu sĩ này nữ có nam có, đến từ bốn mạch. Gần như tuyệt đại đa số trong đó đều đã trở thành hài cốt, có thể rõ ràng thấy phân nửa đã mục nát chỉ có một hai người hấp hối hoặc đang kiên trì trong đó có tống quyết tống quyết đang bị phong tỏa ở bên trong một con mắt bên ngoài thân thể hắn có khí đen giống như con rắn nhỏ không ngừng ăn mòn thân thể hắn giống như muốn hắn dung hòa ở bên trong nếu không phải trước khi hắn đi tới địa điểm thí luyện này lão tổ tống gia cho hắn một truyền thừa chi bảo của tống gia sợ là hắn đã sớm vùi thân ở đây món truyền thừa chi bảo đó là một cái áo choàng lúc này cái áo choàng khoác lên trên người tống khuyết tản ra ánh sáng ôn hòa chính là ánh sáng này hình thành phòng hộ lần lượt ngăn cản những khí đen kia xâm nhập cái áo choàng này rất huyền diệu nhưng cho dù là như vậy theo thời gian trôi qua nó dần dần không có cách nào chống đỡ hiện tại phía trên chiếc áo choàng tản ra ánh sáng đã yếu ớt vô cùng trên thực tế dựa vào tu vi của tống khuyết cho dù có áo choàng này hắn cũng không kiên trì được quá lâu nhưng chẳng biết tại sao mấy ngày trước những con mắt ở bốn phía xung quanh này đột nhiên giống như mất đi hơn phân nửa sức sống mỗi con giống như trở nên già nua ngay cả khí đen tản ra cũng yếu đi quá nhiều điều này khiến cho tống quyết có hy vọng dựa vào lực lượng của áo choàng này hắn cố gắng kiên trì tới hiện tại chỉ có điều chính bản thân hắn cũng hiểu rõ trừ phi là có người tới cứu mình nếu không hắn không mở ra được phong ấn của con mắt này không trốn thoát được cho dù có kiên trì lâu hơn nữa chung quy cũng không có cách nào may mắn tránh khỏi khó khăn lẽ nào tống quyết ta lại phải ngã xuống ở bên trong địa điểm thí luyện này tống quyết cay đắng nghĩ lúc này thân thể hắn cũng cứng đờ tu vi đã gần như khô cạn ta không cam lòng ta còn chưa có đánh bại tên bạch tiểu thuần đáng chết kia ta còn chưa có dẫm hắn xuống dưới chân còn chưa chà đạp hắn báo mối thù nhiều năm qua những năm tháng ở trong mang hoang khổ sở khó khăn như vậy ta còn kiên trì nổi. Ta không tin địa điểm thí luyện cỏn con này lại có thể khiến cho tống khuyết ta phải vùi thân. Tống khuyết ta là người có khí vận lớn. Những năm gần đây ta lần lượt trải qua nguy cơ sinh tử cũng không có khiến cho ta phải khuất phục, đi từng bước một từ ngưng khí đi cho tới nguyên anh bây giờ. Ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Trong lòng tống khuyết thầm gầm khẽ, sắc mặt xanh trắng. Hắn lại muốn giải dụ một chút. Bưng vào lúc này, bỗng nhiên tất cả những con mắt ở bốn phía xung quanh đều run rẩy. Theo sự run rẩy, những con mắt bên trong không có tu sĩ, nhanh chóng chớp động. Rõ ràng nó lộ ra sự sợ hãi. Trong phút chốc chúng lại từng con một lùi về phía đầm lầy, nhanh chóng biến mất giống như chạy thoát thân vậy. Khu vực đầm lầy màu tím này vốn có vô số con mắt. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, lại biến mất hết hơn chín phần. Chỉ còn lại có mười mấy con vẫn đang chần chờ. Nhưng rất nhanh, tất cả mười mấy con mắt này đều thi nhau chớp mắt phun ra tất cả hài cốt bị phong ấn ở bên trong nhanh chóng chìm vào bên trong đầm lầy biến mất ngay cả con mắt đang phong tỏa tống khuyết rõ ràng sau một hồi rầu rĩ tự mình mở ra tống khuyết chỉ cảm thấy một lực mạnh truyền đến thân thể hắn đã bị ném mạnh ra thời điểm cuối đầu nhìn con mắt đã phong ấn hắn nhiều ngày rõ ràng mang theo sự sợ hãi chìm vào bên trong đầm lầy tống khuyết có cảm giác giống như đang nằm mơ hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn bốn phía xung quanh thần sắc có chút mờ mịt tất cả những điều này phát sinh quá nhanh cho nên hắn chưa từng kịp phản ứng nhất là một hơi thở trước đầm lầy này vẫn đầy những con dữ tận mắt nhưng một cái chớp mắt tiếp theo một con cũng không nhìn thấy được nếu không phải là xác định mình thực sự bị nhốt ở chỗ này nhiều ngày tống khuyết cũng sẽ cảm thấy tất cả những điều này đều là ảo giác chẳng lẽ chẳng lẽ những mắt chỉ có thể tồn tại trong thời gian cố định vượt quá thời gian này bọn chúng sẽ biến mất hay sao tống khuyết nghĩ tới đây không quan tâm điều phán đoán này có phải chính xác hay không cảm giác mừng như điên khi sống sót sau tai nạn khiến cho hắn kích động không thôi hắn đang muốn quan sát bốn phía một cái nhưng đột nhiên ánh mắt hắn chợt mở to hắn chật vật ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía bầu trời xa xăm mặc dù linh lực trong cơ thể hắn tiêu hao hơn phân nữa nhưng vừa tập trung nhìn, vẫn khiến bản thân hắn có năng lực nhìn thấy rõ ràng. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, hắn nhìn thấy chính là ở trên bầu trời xa xăm, đứng ở nơi đó cười hiếp mắt nhìn mình, chính là Bạch Tiểu Thuần. Lúc này Bạch Tiểu Thuần giơ tay lên, sau đó truyền tới giọng điệu chào hỏi. Này, Khuyết Nhi! Giọng nói này khiến cho mặt của Tống Khuyết lập tức đen lại. Hắn còn nhìn thấy ở phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần có hai bóng người đang cấp tốc bay tới. Một người là Trương Đại Bàng, còn có một người tôn ngô là mấy ngày trước mình đã cầu cứu đến lúc này nếu như hắn vẫn không rõ những con mắt kia vì sao biến mất vậy hắn cũng quá ngu dốt nhưng hiểu thì hiểu ở một cái chớp mắt tiếp theo tống khuyết lại chợt xoay người quay đầu bay về phía xa mắt thấy tống khuyết rốt cuộc xoay người rời đi cái này khiến cho bạch tiểu thuần mất hứng khuyết nhi ngươi thế nào lại không có lễ phép như vậy nhìn thấy ta ngươi lại có thể không chào hỏi bạch tiểu thuần nói xong tay phải giơ lên chật chật mạnh một cái về phía tống khuyết đang ở ngoài xa mặt tống khuyết đen lại thân thể hắn bị cách không nắm lấy trong nháy mắt đã bị kéo tới trước người bạch tiểu thuần khuyết nhi làm trưởng bối làm tiểu cô phu của ngươi ta cần phải phê bình ngươi bạch tiểu thuần trừng mắt trong lòng hắn rất bất mãn đối với hành vi của tống khuyết sau khi nhìn thấy mình giống như nhìn thấy ôn thần nhất là khi bên cạnh còn có người ngoài điều này làm cho bạch tiểu thuần cảm thấy có chút mất mặt tống quyết phiền muộn trong lòng càng ủy khuất hơn hắn thật sự không muốn đối mặt với bạch tiểu thuần thậm chí hắn cảm thấy cho dù bị nhốt ở trong con mắt kia hình như cũng tốt hơn so với gặp phải bạch tiểu thuần tối thiểu ở trong đó chẳng qua là chịu thống khổ về thân thể mà ở trước mặt bạch tiểu thuần hắn phải chịu là hành hạ tâm linh nhưng tống quyết không có cách nào mở miệng cũng không biết nên mở miệng thế nào trước đó hắn sở dĩ lập tức xoay người lại chạy trốn đó là phản ứng bản năng của hắn hắn căn bản cũng không có suy nghĩ xem như vậy có chính xác hay không lúc này mắt thấy bạch tiểu thuần còn đang bất mãn tống khuyết kiên trì muốn giải thích một chút nhưng vào lúc này trương đại bàng cùng tôn ngô đều chạy đến tôn ngô còn đỡ hơn một chút nhưng sau khi trương đại bàng nhìn thấy tống khuyết ánh mắt lan sáng trực lên nhất là sau khi nghe được bạch tiểu thuần răng dậy như vậy trương đại bàng chỉ cảm thấy tinh thần run rẩy hắn chợt nhảy ra ngoài. Tiểu thuần, khuyết nhi vẫn còn con nít. Hài tử này từ nhỏ đã hiếu thuận. Vừa rồi nhất định là hiểu nhầm. Ngươi đừng nói hài tử như vậy. Khuyết nhi, không phải bàn bá bá nói ngươi. Ngươi làm như vậy là không đúng. Tiểu cô phu của ngươi tới cứu ngươi, ngươi ngay cả một câu chào hỏi cũng không có. Chỉ có điều ta biết ngươi là một hài tử tốt biết sai có thể sửa. Nào nào nào, đi tới bái kiến tiểu cô phu của ngươi trước, sau đó trở lại bái kiến ta ta và tiểu cô phu của ngươi là huynh đệ cũng là trưởng bối của ngươi trong trong ánh mắt của trương đại bàng có thể nhìn ra được sự hưng phấn trong lòng hắn lúc này trong lời nói của hắn còn lộ rõ sự chờ mong mãnh liệt mặt tống quyết nhất thời càng đen hơn hắn trừng mắt nhìn trương đại bàng hắn chỉ cảm thấy một nghịch huyết nhảy vào trong đầu toàn thân đều muốn phát nổ bạch tiểu thuần chiếm hắn tiện nghi thì cũng thôi hắn chỉ có thể nhìn hiện tại trương đại bàng lại có thể cũng tới chiếm tiện nghi của hắn điều này khiến cho tống khuyết muốn phát điên nhất là sau khi hắn nghĩ đến hình ảnh đám bằng hữu của bạch tiểu thuần sau này nhìn nháy mình người người đều tự xưng bá bá thúc thúc tống khuyết đã cảm thấy trong đầu chấn động không ngừng trương đại bàng một tiếng hét này giống như tống khuyết muốn phát tiếp phiền muộn trong lòng ra ngoài nhưng lời trương đại bàng nói thật sự quá sắc bén cho dù tống khuyết không nguyện ý nghĩ tới nhưng đầu óc lại không khống chế được, hiện ra từng cảnh tượng sẽ gặp phải bằng hữu của Bạch Tiểu Thuần. Bảo tài thúc thúc, thiên hữu thúc thúc, tiểu muội cô cô, thần toán tử thúc thúc. Đối với Tống Khuyết mà nói, tất cả những điều này giống như thiên kiếp, khiến cho thân thể Tống Khuyết run rẩy. Trong mắt hắn cũng đỏ lên. Hắn không dám đi trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần. Lúc này hắn trừng mắt với Trương Đại Bàng, miệng thở hỗn hển, giống như một lời không hợp sẽ ra tay độc ác nghe tống khuyết vừa hét lên như thế trương đại bàng nhất thời bị dọa cho giật mình hắn cũng có chút khẩn trương thật ra tống khuyết ở bên trong huyết khê tông đã xây dựng ảnh hưởng không nhỏ có thể tưởng tượng ở bên cạnh bạch tiểu thuần trương đại bàng đối với hình ảnh tống khuyết gọi mình là bá bá trong lòng ngứa ngáy khó nhịn vì vậy hắn mới lấy ra dũng khí lại mong đợi nhìn sang trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc hắn cảm thấy mình chỉ chiếm một chút tiện nghi nho nhỏ mà thôi tại sao tống khuyết này lại phản ứng lớn như vậy cảnh tượng như vậy cũng rơi vào trong mắt tôn ngô tôn ngô thoáng ngẩn ra hắn thật sự không tìm hiểu tình huống thế nào ở trong mắt hắn bạch tiểu thuần chính là thiên nhân lão tổ mà tống khuyết tu sĩ nguyên anh là vãn bối của bạch tiểu thuần chuyện này ở trong suy nghĩ của tôn ngô là chuyện rất tự nhiên thảo nào trước đó sau khi bạch tiền bối nghe được chuyện này lại lo lắng như thế hóa ra đạo lữ của bạch tiền bối là cô cô của vị tống đạo hữu này tôn ngô suy nghĩ sâu xa đồng thời hắn cũng cảm thấy cách làm này của tống khuyết hình như có chút không thích hợp bạch tiền bối lo lắng đến đây cứu hắn tống khuyết này cũng không cảm kích thì thôi còn xoay người rời đi cũng khó trách bạch tiền bối tức giận sau khi tôn ngô có phán đoán đối với những lời lẽ này của trương đại bàng hắn mặc dù cảm thấy có chút chiếm tiện nghi nhưng cũng không phải là không thể hiểu được vì vậy tôn ngô mỉm cười nhìn tống khuyết một chút sau đó trên mặt hắn lộ ra nụ cười ôn hòa mở miệng nói cuối cùng không phụ sự nhờ cậy của tống đạo hữu tống đạo hữu các nhân thiên tướng hóa ra cùng bạch tiền bối có quan hệ như vậy có thể trở thành vãn bối của bạch tiền bối chuyện này khiến cho tôn mổ cũng hâm mộ tống khuyết chỉ cảm thấy hết đường chối cãi trương đại bàng tới chiếm tiện nghi của mình tôn ngô này cũng mở miệng nói như thế nhưng hắn lại không có cách nào phản bác nói như thế nào tôn ngô cũng coi như là ân nhân cứu mạng của hắn tất cả những điều này khiến cho trong lòng tống khuyết bị khuất tới cực điểm trong sự phiền muộn loại cảm giác muốn phát điên này càng mãnh liệt hơn đến cuối cùng hắn không nhịn được muốn hét lớn một tiếng để phát tiết nhưng không đợi tiếng hét này phát ra bạch tiểu thuần lại thở dài được đại bàng ngươi cũng đừng khi dễ quyết nhi nữa hài tử này cũng thật đáng thương Bạch Tiểu Thuần mắt thấy dáng vẻ ủy khuất này của Tống Khuyết, trong lòng có chút không đành lòng. Khuyết Nhi, ngươi cũng đừng chạy một mình nữa, đi theo ta đi. Như vậy cũng có thể an toàn hơn rất nhiều. Lời Bạch Tiểu Thuần nói truyền vào trong tai Tống Khuyết, Tống Khuyết có kích động muốn khóc. Thật vậy, Bạch Tiểu Thuần nói ra những lời này, chính là lời nói từ trong lòng của hắn. Sau loại cảm giác ủy khuất đến cực hạn, đột nhiên có người hiểu được, khiến cho Tống Khuyết cũng cảm động. Hắn đột nhiên cảm giác được. Bạch Tiểu Thuần so với Trương Đại Bàng, rõ ràng đối xử tốt với mình quá nhiều. Chỉ là cảm giác này vừa hiện lên, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Tống Khuyết cảm động, nói ra một câu nói tiếp theo, khiến cho Tống Khuyết lại suy sụp. Đừng kích động. Khuyết nghi ngoan. Ta sẽ không để cho những người khác khi dễ ngươi. Bạch Tiểu Thuần bị dọa cho giật mình, vội vàng tiến lên an ủi, còn giơ tay lên xoa xoa đầu của Tống Khuyết. A à a à a à a. À. Tống Khuyết cũng không nhịn được nữa, Ngửa mặt lên trời rống lớn vài tiếng, phát tiết cảm giác ủy khuất vô tận cùng muốn phát điên trong lòng hắn lúc này. Hắn cảm thấy mình thật sự là tám đời làm chuyện xấu. Nếu không, vì sao cả đời này lại gặp phải Bạch Tiểu Thuần trước mắt này? Từ năm đó, khi lần đầu tiên gặp phải, cho đến hiện tại, hắn trước sau đều phải sống ở trong sự ủy khuất. Giờ phút này trong tiếng gào thét, loại cảm giác phát điên cực kỳ mãnh liệt này khiến linh lực của hắn vốn đã khô cạn, tâm tình không khống chế được phun ra một nguồn máu tươi. Toàn thân hắn lại trực tiếp chìm vào trong sự hôn mê. Tại sao lại hôn mê? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất đau đầu, Trương Đại Bàng cũng há hốc mồm. Hắn thấy chột dạ. Đồng thời hắn cũng không thể hiểu được tại sao Tống Khuyết lại không chịu nổi trò đùa nho nhỏ như vậy. Đại sư Huynh, sư Huynh xem sư Huynh làm hắn tức giận tới mức nào rồi kìa. Ai, sư Huynh cổng hắn đi. Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại, thở dài. Trương Đại Bàn lộ ra vẻ mặt cầu xin. Hắn đầy bất đắc dĩ. Chỉ là lúc này hắn vẫn còn đang vô cùng kinh ngạc. Ở trong ký ức của hắn, Tống Khuyết không phải là cái dạng này mới đúng. Lúc này ở trong sự phiền muộn, hắn đỡ Tống Khuyết dậy, cổng trên lưng, trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, vì sao ngươi vừa nói là hắn lại hôn mê? Trước đây hắn đã từng ngất xỉu sao? Đúng vậy, Khuyết Nhi hài tử này chắc hẳn ở mang hoang gặp chuyện thương tâm cho nên mỗi lần chịu sự kích thích sẽ ngất đi không có việc gì đâu tối đa ba ngày hắn sẽ tỉnh lại bạch tiểu thuần vội ho một tiếng vội vàng kết thúc đề tài này hắn dẫn theo trương đại bàng cùng tôn ngô đầy thần sắc kinh ngạc lao thẳng về phía xa theo mấy người bay ở trong đầm lầy này thời gian chậm rãi trôi qua mười ngày trôi qua rất nhanh đầm lầy nơi này cũng đã sắp tới điểm cuối cơ hồ có thể thấy được bình nguyên vô tận phía xa bầu trời vẫn ảm đạm. Mặc dù mặt đầm lầy yên tĩnh, nhưng dọc theo con đường này, Bạch Tiểu Thuần cũng có thu hoạch. Trong tay hắn lúc này cầm một hạt giống. Loại hạt giống màu xanh lục này tản ra từng hàng khí. Nắm nó trong tay, toàn thân Bạch Tiểu Thuần đều băng hàng. Vào mấy ngày trước, hắn ở bên trong đầm lầy đã nhìn thấy được hạt giống của một đóa hoa. Đó là một đóa hoa có muối giống như ánh trăng, nửa héo rũ một mình sinh trưởng ở bên trong đầm lầy, rất rõ ràng. Nhưng khi Bạch Tiểu Thuần tiếp cận nó, đóa hoa này dường như có linh trí riêng của mình, rốt cuộc nhanh chóng lún xuống, giống như muốn tránh né. Khi Bạch Tiểu Thuần tò mò đi qua, bông hoa này còn tản ra từng hàng khí kinh người. Hàng khí này có chút tương tự với hàng môn dưỡng niệm quyết Bạch Tiểu Thuần đang tu luyện. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Cuối cùng hắn tốn một chút khí lực, lấy được đóa hoa này, nó lại héo rũ, trở thành một hạt giống như thế. Sau khi nghiên cứu, Bạch Tiểu Thuần phát hiện ở trong quá trình nở rộ đóa hoa này lại có thể hấp thu hàng khí tám phương. Chỉ có điều trong đầm lầy này không có nhiều hàng khí lắm. Đóa hoa này hiển nhiên không sinh trưởng tốt. Sau này nghiên cứu một chút, có lẽ có thể có giúp đỡ đối với hàng khí của ta. Cứ gọi nó là hoa ánh trăng. Bạch Tiểu Thuần thu hồi hạt giống này, dẫn theo đám người trương đại bàng tiếp tục đi về phía trước. Trên đoạn đường này bọn họ dần dần nhìn thấy được rất nhiều thi thể. Những thi thể này có khi là của ba mạch khác, cũng có khi là đến từ tinh không đạo cực tông tất cả những điều này khiến cho trong lòng trương đại bàng tôn ngô cùng với bạch tiểu thuần đều có chút nặng nề tống khuyết đã sớm tỉnh lại hắn vốn vẫn đen mặt nhưng theo thời gian trôi qua theo rất nhiều thi thể hắn thấy được ở bên trong đầm lầy thần sắc của hắn cũng nhiều lần biến hóa đây rốt cuộc là một địa điểm thí luyện thế nào vậy nghi vấn này hết lần này tới lần khác hiện lên ở trong đầu của mọi người đám người tôn ngô cũng biết rất rõ, nếu không phải là có bạch tiểu thuần ở đây, bọn họ kiên quyết không có khả năng một mình bước ra khỏi khu vực đầm lầy này. Có lẽ cái gọi là địa điểm thí luyện, trọng điểm không phải là lựa chọn đệ tử thiên tôn, mà là tìm được lối ra. Trong lòng bạch tiểu thuần thầm thì thào. Chính xác mà nói, hắn đi tới địa điểm thí luyện này đã gần 2 tháng. Hai tháng nay, hắn đã hoàn toàn đoán được, tu sĩ Nguyên Anh tầm thường căn bản rất khó rời khỏi chỗ khu vực này cũng chỉ có những tu sĩ nguyên anh đại viên mãn mới có khả năng dựa vào chiến lực cùng vận khí của mình đi ra khỏi khu vực, tiến vào trong một khu vực khác. Như vậy chỉ cần vừa phân tích, Bạch Tiểu Thuần lại có đáp án. Nếu thật sự muốn thu lấy đệ tử, hoàn toàn không nhất thiết phải tiến hành thí luyện nguy hiểm như vậy. Đáp án lại được miêu tả sinh động như vậy. Mục đích của Thiên Tôn là muốn khiến người ta tìm ra lối ra của nơi này. Như vậy, nếu như điều phán đoán này thành lập, bản thân Thiên Tôn không có đáp án. Nếu không, địa điểm thí luyện này, đối với thiên tôn mà nói, có thể cũng là xa lạ. Cái gọi là thí luyện, căn bản là một lần phái rất nhiều kẻ bị vứt bỏ, thay hắn dăng một tấm lưới lớn, tìm kiếm lối ra mà hắn muốn. Thậm chí nếu phân tích như thế, trong lòng thiên tôn muốn giữ bí mật chuyện này, cho nên mới sử dụng việc thu đồ để làm ngụy trang. Dụ người đến đây, Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi. Chỉ có điều chuyện này chỉ là phân tích của hắn. Bạch Tiểu Thuần cũng không biết cuối cùng có chính xác hay không. Nhưng bất kể như thế nào, địa điểm thí luyện này nguy hiểm. Dọc theo con đường này, ở sa mạc, ở trong đầm lầy, Bạch Tiểu Thuần đều nhìn thấy mà giật mình. Nếu không có phương pháp thần sát của hắn, sợ là nguy hiểm ở trong đầm lầy này sẽ mãnh liệt hơn rất nhiều so với hiện tại. Những điều Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới trên thực tế cũng là những nghi ngờ trong lòng những người giờ khắc này còn sót lại trong địa điểm thí luyện. Hiện tại, bên trong địa điểm thí luyện vốn hơn 1.000 người, đã sớm chết hơn một nửa. Phân nửa còn sót lại này, mỗi người đều tâm cơ thâm trầm. Mắt thấy trình độ nguy hiểm của địa điểm thí luyện này vượt quá sức tưởng tượng, bọn họ làm sao có thể không nghĩ tới manh mối bên trong. Chỉ là cho dù nghĩ đến, cũng hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Rất hiển nhiên, chỉ có tìm được lối ra. Nếu không, mọi người ở chỗ này đều sẽ đi từng bước một về phía cái chết. Cho dù Cường Hãn giống như Bạch Tiểu Thuần, trong lòng cũng có chút áp lực. Nơi đầm lầy này nhìn như yên tĩnh, nhưng hắn biết, đây chỉ là mặt ngoài. Có nhiều lần, hắn mơ hồ cảm nhận được ở sâu bên trong đầm lầy này, cất giấu vài đạo thần thức khiến cho hắn cũng phải kinh hãi. Sau khi vài đạo thần thức này đảo qua chỗ hắn, dù không có lộ ra sự thù địch, nhưng lại khiến cho Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ. Cho dù mình có phương pháp thần sát ở trong này, cũng đều tồn tại nguy cơ sinh tử. Ở đây, rốt cuộc là chỗ nào vậy? Thời điểm trong lòng Bạch Tiểu Thuần đang suy đoán, bọn họ cuối cùng cũng đi ra khỏi chỗ đầm lầy này, bước vào trong một mảnh bình nguyên vô tận. Bên trong bình nguyên, tiếng gió thổi gào thét, phát ra những tiếng xào xạc. Chỉ có thể nhìn đến cỏ xanh giống như sóng biển ở trong gió nhấp nhô. Thỉnh thoảng, có thể thấy trên mặt đất có một vài hài cốt bị ăn sạch sẽ. Tất cả những điều này, khiến cho Trương Đại Bàng cùng Tống Khuyết, còn có Tôn Ngô đều hải hùng khiếp vía. Hình như từ trên vài hài cốt này, cũng có thể thấy được dấu hiệu khủng khiếp của Bình Nguyên này. Lại qua 10 ngày, thời điểm Bạch Tiểu Thuần dẫn theo đám người Trương Đại Bàng bay nhanh ở trên Bình Nguyên này. Bỗng nhiên sắc mặt Bạch Tiểu Thuần chợt biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy một sát ý mãnh liệt chợt bay lên. Sát khí này nồng đậm, thậm chí khiến cho không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, thân thể còn lui về phía sau. Giọng điệu cấp bách la lên. Đại sư Huynh, ba người các ngươi lập tức rời khỏi đây, không cần phải để ý tới ta. Gần như trong chớp mắt khi lời nói của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, trên trời cao của Bình Nguyên phía xa truyền đến tiếng sấm sét vang trời. Có hai gương mặt cực lớn đồng thời hiện lên. Chính là Vân Lôi Song Tử. Khi nhìn thấy gương mặt cực lớn của Vân Lôi Song Tử trên trời cao, trong lòng Bạch Tiểu Thuần chợt tràm xuống bắt đầu từ khi hắn tiến vào địa điểm thí luyện này, lại cùng vân lôi song tử này nhiều lần ma sát. Lúc này đối phương cuối cùng song tử cùng tồn tại. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút nhức đầu. Thời điểm hắn lui ra phía sau, hắn lập tức bảo đám người tôn ngô nên rời đi trước. Bạch Tiểu Thuần, lần này ngươi nhất định phải chết. Trên trời cao, vân lôi song tử truyền ra tiếng gầm thét giống như thiên lôi vậy. Trong nháy mắt hai gương mặt này lại hóa thành hai bóng người một người trong đó lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần một người khác lại xông về phía đám người trương đại bàng hiển nhiên bọn họ không chỉ muốn giết chết bạch tiểu thuần ở chỗ này còn muốn trương đại bàng cùng đám người tống khuyết được bạch tiểu thuần được một đường bảo vệ ở phía sau đều sẽ diệt sạch tất cả những điều này đều phát sinh chỉ trong chớp mắt bạch tiểu thuần mắt thấy vân lôi xong tự tách ra trong lòng thầm lo lắng hắn biết đám người trương đại bàng không có cách nào chạy trốn vì vậy tay áo hắn vung lên trực tiếp thu ba người vào bên trong túi trữ vật. Trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần thu ba người trương đại bàn đi, vân lôi song tử ở trên trời cao, trong mắt có hàng quang bùng lên. Thật ra giữa hai người bọn họ cùng Bạch Tiểu Thuần đã kết thù kết oán quá sâu. Cho dù trước đây Bạch Tiểu Thuần vận dụng phương pháp thần sát, chấn động vân lôi tử. Nhưng hôm nay hai người tập trung ở một chỗ, có lo lắng vô hạn, cũng chuẩn bị sẵn sàng, lúc này hoàn toàn không có một chút do dự nào. Vân Lôi Song Tử lập tức lại ra tay. Trong đó vị đệ đệ trong Vân Lôi Song Tử, hắn am hiểu tốc độ, vừa ra tay là toàn thân giống như xuyên qua hư vô, lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Một vị Vân Lôi Tử thiên nhân trung kỳ đỉnh phong khác lại phất tay. Vô số thiên lôi tia chớp ầm 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 biến ảo. Thình lình ở giữa không trung hội tụ thành một con bàn tay tia chớp cực lớn, chọc về phía Bạch Tiểu Thuần. Chết. Hai người gần như đồng thời mở miệng, âm thanh truyền khắp tám phương. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất đau đầu, còn hải hùng khiếp vía. Hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên. Hắn chợt lui về phía sau. Hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay chợt bấm quyết, ở trước người vung lên. Đầm nước. Những lời này vừa thốt ra, nhất thời bình nguyên nơi này lập tức đã bị hơi nước tràn ngập. Chỗ bình nguyên dường như đã trở thành đầm lầy. Tám phương ở trong một mảnh hỗn độn. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần lại vang vọng. Quốc gia, ở trong tiếng nổ lớn, dường như thế giới cũng bị vỡ ra. Vân lôi song tử biến sắc. Hai người vốn tưởng rằng, trước đó khi Bạch Tiểu Thuần giao chiến với bọn họ, đã vận dụng tất cả thuật pháp. Nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, lại còn có phương pháp xa lạ đánh xuống. Bọn họ còn ở trong đầm nước bốn phía xung quanh, cảm nhận được một nguy cơ. Cùng lúc đó, thiên địa ầm 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 nổ vang. Từ bên trong đầm nước phía dưới, đột nhiên lại dâng lên từng những cái gai sắc bén như dời núi lấp biển, đổ khắp tám phương. Đồng thời những cái gai sắt này biến thành từng cái móng tay, từng cái chân lớn, hung hãn lao ra, phát ra rít gào vang vọ nd ến cho người ta đinh tai nhức óc. Tầm Một tiếng động vang lên. Cái chân lớn liền trực tiếp hạ xuống, giống như trời cao sụp xuống, hình thành khí thế mạnh mẽ, khiến cho Vân Lôi Song Tử hoàn toàn biến sắc. Vân Lôi Tử am hiểu tốc độ, đứng mũi chịu sào, trực tiếp phun ra máu tươi thân thể hắn chợt lui về phía sau, một vị vân lôi tử khác thi triển ra vô số tia chớp. Lúc này trong tiếng gầm nhẹ, hắn toàn lực thi pháp, chớp mắt một cái, chân lớn này lại cùng bàn tay do những tia chớp ở bốn phía xung quanh hình thành và chạm tới nhau. trời cao chấn động, mặt đất xuất hiện từng vết nứt, bàn tay tia chớp tan vỡ từng tầng. đồng thời, chân lớn hạ xuống bên trong đầm nước này tuy cường hãn vô cùng nhưng dù sao đối mặt chính là vân lôi song tử đã vượt qua đám người trần hạ thiên lúc này hắn cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng cho đến biến mất theo đầm nước và quốc gia biến mất bóng người bạch tiểu thuần đã như điện chớp nhanh chóng lui lại trong chớp mắt hắn lao về phía xa trong lòng hắn biết rất rõ một mình vân lôi tử mình có thể chiến thắng nhưng đối phương có hai người liên thủ ở dưới tình huống mình không thể khống chế được thần sát phần thắng không lớn Lúc này mượn quốc gia ngăn cản đầm nước, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, đã hiện ra ở phía chân trời. Cũng để cho ngươi nhấm nháp một chút, thống khổ khi bị đuổi giết. Vân lôi song tử cắn răng, trong mắt lộ ra sát ý mãnh liệt. Hai người hít một hơi thật sâu, rốt cuộc hai bên chợt tới gần. Trong phút chốc, bọn họ giống như dung hợp lại với nhau, từ hai đạo cầu vòng hóa thành một đạo. Tốc độ của bọn họ cũng giống như xét đánh, ở trong tiếng sóng âm chói tai, lao thẳng đến truy kích bạch tiểu thuần nhìn kỹ trên thực tế hai người dung hợp không phải là ở mức độ sâu mà đơn giản là dung hợp cùng một chỗ có thể tách ra bất cứ lúc nào nhưng cho dù là như vậy cũng khiến cho tốc độ của bọn họ vượt ra khỏi cực hạn của thiên nhân trung kỳ rất gần với thiên nhân hậu kỳ điều này càng làm cho trong lòng bạch tiểu thuần thêm khẩn trương lần này trong sự truy kích vân lôi song tử còn không ngừng dung hợp càng là dung hợp tốc độ cùng khí tức của hắn lại càng khiến cho da đầu bạch tiểu thuần tê dại khi dễ người đấu mắt hai người này khi dễ ta hiện tại một mình đánh không lại ta ta lại cùng nhau ra truy sát cửu thiên vân lôi tông các ngươi khinh người quá đáng tim bạch tiểu thuần vẫn đập thình thịch mắt thấy đối phương đuổi kịp trong chớp mắt hắn lập tức lại triển khai bất tử cấm thoáng cái tốc độ của hắn lại tăng mạnh trong lúc hắn bay nhanh phía sau lưng hắn phát ra những tiếng nổ lớn vân lôi song tử đang dung hợp không ngừng ra tay từ xa nhìn lại chỉ thấy từng thiên lôi ầm 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 đánh xuống ở phía sau lưng bạch tiểu thuần không ngừng nổ tung mỗi lần nổ tung đều hình thành vô số khí đen khuếch tán bốn phía xung quanh chỉ cần bị khí đen kia bao trùm tốc độ của bạch tiểu thuần sẽ chậm xuống không ít cùng lúc đó tốc độ của vân lôi song tử trước sau lại vẫn kinh người cái đó vân lôi đạo hữu các ngươi không nên quá đáng quá. Ta còn có đòn sát thủ chuyên môn đối phó với các ngươi. Một khi sử dụng, bản thân ta cũng sợ hãi. Mắt thấy vân lôi song tử truy kích không ngừng, khí thế càng lúc càng mạnh, bạch tiểu thuần hải hùng khiếp vía, vội vàng mở miệng nói. Nhưng vân lôi song tử chỉ hừ lạnh một tiếng, vẫn truy sát. Sát khí của hắn còn vô cùng mãnh liệt. Lúc này thiên lôi đánh xuống. Thoáng một cái, bạch tiểu thuần triển khai hám sơn chàng, trực tiếp tránh thiên lôi phía sau hắn lại thi triển bất tử cấm dựa vào thân thể cường hãn của hắn hắn chạy ra khỏi phạm vi của thiên lôi nhưng khẩn trương cùng lo lắng trong lòng của hắn đã rất mãnh liệt thật sự trước đó dưới đầm nước và quốc gia hắn đã nhìn thấu sau khi ở cùng một chỗ với vân lôi song tử này hắn đã hiểu bọn họ thực tại quá mức cường hãn hắn cũng rất rõ ràng càng dung hợp bọn họ lại càng kinh người cứ tiếp tục như thế nữa sẽ không ổn phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ dung hợp đáng chết vân lôi song tử này tu luyện công pháp gì lại có thể một người biến thành hai người ngăn cản dung hợp chia rẽ bọn họ từ với nguy cơ trước mắt bạch tiểu thuần mắt nhìn đối phương đã rút ngắn khoảng cách hắn vắt hết ốc suy nghĩ bỗng nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên chia rẽ bạch tiểu thuần bỗng nhiên kích động hắn hít một hơi thật sâu vừa duy trì tốc độ vừa len lén lấy ra một ít đang chia tay hắn lập tức vỗ tráng một cái nhất thời phi toa lại gào thét ra hắn giấu bí pháp đang dược sử dụng dấu ở bên trong phi toa ném mạnh ra một cái phi toa này lại lao thẳng đến chỗ vân lôi song tử cùng lúc đó trong miệng bạch tiểu thuần còn truyền ra âm thanh a à, vân lôi đạo hữu cái phi toa này là các người a à nha lúc trước trong lúc vô ý ta nhặt được thấy nó chỉ là đồ bỏ lại là của các ngươi ta trả lại cho các ngươi." Bạch Tiểu Thuần vừa nói lời này ra khỏi miệng, cho dù là Vân Lôi Song Tử, cũng có chút sửng sốt. Dù thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thuần trước đây rõ ràng đều là một phong thái bộ cường giả thiên hạ bằng nửa con mắt vậy. Nhưng lúc này hắn lại có thể nói ra những lời lẽ như vậy. Nhưng trong nháy mắt ngay khi bọn họ đang sửng sốt, Bạch Tiểu Thuần chợt bấm quyết, gầm khẽ một tiếng. "Bạo!" Tiếng sấm chợt vang lên ngập trời thời điểm phi toa này đến gần vân lôi song tử lại chợt nổ tung hình thành phạm vi trùng kích lớn nhất thời nhấn chìm bóng dáng của vân lôi song tử ở bên trong trong lúc tự bạo đồng thời đang chia tay bên trong cũng nổ mạnh hình thành một mảnh sương mù màu đen khuếch tán ra khắp nơi bạch tiểu thuần không do dự cũng không liếc mắt nhìn một cái đã tăng nhanh tốc độ bay nhanh chạy trốn trong chớp mắt khi hắn vừa tăng nhanh một đạo thiên lôi màu tím liền trực tiếp từ trong sương mù màu đen do phi toa này tan vỡ lao ra bên trong thiên lôi chính là vân lôi song tử sắc mặt bọn họ khó coi trong mắt có sát khí mạnh hơn giấu diếm độc dược chúc tài mọn trong lúc lão phu dung hợp vạn độc bất xâm hai người đồng thời mở miệng rõ ràng là thanh âm bất đồng nhưng lại dung hợp với nhau rất quỷ dị thời điểm truyền vào trong tai bạch tiểu thuần giống như có thể khiến cho thần hùng dao động khiến cho sắc mặt bạch tiểu thuần biến đổi hắn cảm nhận được vân lôi song tử này hình như mạnh hơn so với trước đây chỉ có điều hắn dung hợp giống như không có cách nào hoàn thành trong nháy mắt lúc này vẫn đang dung hợp dường như còn cần một ít thời gian nữa mới có thể hoàn toàn quy nhất đang chia tay không có hiệu quả chẳng lẽ chỉ có tác dụng đối với nam nữ đối với bọn họ lại vô hiệu sao lại hoặc là số lượng quá nhỏ trong lòng bạch tiểu thuần phiền muộn cố tình quay đầu lại đi đánh một trận nhưng hắn mơ hồ có một loại trực giác, đối phương song tử dung hợp thông thả. Điều này rất rõ ràng chính là sơ hở. Nếu như thật tồn tại, như vậy đổi lại là hắn, cũng sẽ không dễ dàng để lộ ở trước mặt đối thủ. Nhất định có bẫy. Bạch Tiểu Thuần không dám đi đánh cược. Hắn cắn chặt răng, cắm đầu bay nhanh, tiếp tục bỏ chạy. Mà phía sau hắn, Vân Lôi Song tử lúc này đều nhíu mày, nhìn nhau bọn họ cảm thấy có chút tiếc nuối khi Bạch Tiểu Thuần không quay đầu lại, xông tới chiến đấu. Thật sự giống như tình cảnh Bạch Tiểu Thuần phán đoán. Đây là do hai người bọn họ cố ý lộ ra kẻ hở. Trên thực tế, dung hợp đối với hai người bọn họ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chỉ có điều, loại dung hợp trình độ sâu này, Vân Lôi Tử không có cách nào kiên trì được thời gian quá lâu. Cho nên mới có sách lược dẫn dụ Bạch Tiểu Thuần xông tới chiến đấu. Cho dù Bạch Tiểu Thuần này có không khéo đi nữa, Ngày hôm nay cũng phải chết không thể nghi ngờ. Vân Lôi Song Tử đồng thời hừ lạnh, tốc độ lại bạo phát. Trong tiếng nổ lớn, hắn từng bước kéo gần khoảng cách cùng Bạch Tiểu Thuần. Cứ như vậy, bọn họ cùng Bạch Tiểu Thuần một trước một sau lao nhanh ở trên bình nguyên này. Rất nhanh, một ngày một đêm trôi qua. Lực lượng thân thể Bạch Tiểu Thuần cường hãn, khả năng khôi phục sức khỏe lại không tầm thường. Bởi vậy trong lúc bỏ chạy, trước sau hắn vẫn duy trì tốc độ nhanh chóng lúc quay đầu lại ném ra một nắm đang chia tay hắn cũng không quan tâm có thể đánh tới vân lôi tử hay không trực tiếp cho phát nổ hình thành mảng lớn sương mù màu đen nải nải của ngươi ta cũng không tin đang chia tay của ta lại không có hiệu quả nhất định gì đối với bọn họ bạch tiểu thuần rất không cam lòng không ngừng ném đang chia tay hắn cứ chạy tiếp như thế sẽ không có tiêu hao sao vân lôi tử nhíu mày mắt thấy bạch tiểu thuần còn đang bay nhanh ở phía trước mặt Hai người song tử nhìn nhau một cái. Không thể trì hoãn được nữa. Bọn họ hít một hơi thật sâu, đang muốn có quyết định dựa theo phán đoán hoàn toàn dung hợp. Nhưng vào lúc này, thần sắc hai người đột nhiên thoáng động, chợt nhìn về phía trời cao ngoài xa. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức phát hiện ra. Hắn thở hổn hển, nhìn lại. Ngay lập tức hắn liền thấy trên trời cao phía xa hiện ra một gương mặt cực lớn. Gương mặt này mơ hồ, khí đen lượn lờ. Duy nhất chỉ có mắt mang theo sự thâm trầm, đang nhìn về phía ba người. Thiên Quỷ Tử. Vân Lôi Song Tử nhướng mày, vẫn duy trì tốc độ truy kích, tiến tới gần về phía Bạch Tiểu Thuần. Thiên nhân xuất hiện ở trên chiến trường này thật sự là Thiên Quỷ Tử. Hắn vốn ở nơi trên bình nguyên này tìm kiếm tu sĩ nam mạch của hắn, lại nhận thấy được nơi đây có sóng dao động. Hắn lập tức nhìn lại. Cũng chỉ đưa thần thức đảo qua, hắn lại lập tức thu hồi. Không chút chậm trễ, Gương mặt cực lớn của hắn ở trên trời cao lập tức tính đi xa. Hắn thấy, tinh không đạo cực tông cùng cửu thiên vân lôi tông ma sát. Điều này không có quan hệ gì với hắn. Hắn không cần thiết đi trợ giúp bất kỳ bên nào. Mắt thấy thiên quỷ tử rời đi, vân lôi song tử thở vào nhẹ nhõm. Mục tiêu của bọn họ là bạch tiểu thuần. Nếu thiên quỷ tử ra tay, hiển nhiên ngày hôm nay bọn họ sẽ không có cách nào đánh chết. Bạch tiểu thuần. Chỉ là thiên quỷ tử còn muốn chạy, nhưng sau khi bạch tiểu thuần nhìn thấy thiên quỷ tử mắt hắn nhất thời sáng lên lập tức hô to thiên quỷ đạo bằng hữu dừng chân nam mạch các ngươi có một thiên kiêu là tôn ngô có đúng hay không thiên quỷ tử vốn đã muốn rời đi nhưng sau khi nghe được những lời này bước chân của hắn chợt dừng lại trên trời cao trong phút chốc gương mặt cực lớn của hắn bạo phát ra u quan càng lộ vẻ âm trầm hắn lập tức nhìn về phía bạch tiểu thuần gần như ngay thời điểm hắn nhìn qua bạch tiểu thuần lập tức vỗ vào túi đựng đồ thả ba người tôn ngô cùng với trương đại bàng còn có tống khuyết ra thiên quỷ tử đạo hữu tôn ngô tông ngươi trước đây gặp nguy cơ ta ra tay cứu giúp phần nhân tình này long đằng quỷ hải tông các ngươi có nhận hay không thiên quỷ tử sửng sốt trong mắt có chút do dự tôn ngô là thiên kiêu nam mạch bạch tiểu thuần cứu hắn chuyện này đối với nam mạch mà nói thật sự là nhân tình nếu như đổi lại ở thời điểm khác Thiên Quỷ tử có thể gật đầu. Chỉ là hiện tại biết rõ ràng Vân Lôi Song tử có thể dung hợp bất cứ lúc nào, Bạch Tiểu Thuần có phần yếu thế, Thiên Quỷ tử suy nghĩ, cho dù có thêm mình đi nữa, sợ cũng không phải là đối thủ của Vân Lôi tử sau khi dung hợp. Điều này khiến cho hắn do dự. Cùng lúc đó, Vân Lôi Song tử nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, biến sắc. Hai người gần như đồng thời mở miệng. Thiên Quỷ tử, đây là ân oán riêng tư giữa chúng ta cùng Bạch Tiểu Thuần này vẫn mong ngươi không cần tham dự. Sau này ta sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ đưa tiễn. Gần như ở trong nháy khi vân lôi song tử mở miệng, trong mắt thiên quỷ tử đã lộ ra quyết đoán. Tay phải hắn chợt dơ lên, chọc về phía cả ba người tôn ngô cùng với trương đại bàng, tống khuyết. Trong miệng còn truyền ra âm thanh lệ quỷ yếu ớt. Bạch đạo hữu, ngươi cứu tôn ngô một người của tông ta. Ngày hôm nay, ta cứu hai người của tông ngươi. Không chỉ cứu, Ta còn bảo vệ bọn họ an toàn ở bên trong địa điểm thí luyện này, coi như trả lại phần ân tình ngươi đã cứu người. Nghe thiên quỷ tử nói vậy, Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười khổ. Hắn biết thiên quỷ tử này không có khả năng vô duyên vô cớ giúp mình. Chỉ có điều trương đại bàng cùng tống khuyết cũng không thể trước sau vẫn luôn ở bên trong túi trữ vật. Lúc này bọn họ có thể được thiên quỷ tử che chở, cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần yên tâm hơn một ít. Tay áo hắn vung lên. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần truyền âm cho Trương Đại Bàn cùng Tống Quyết, căn dặn một phen. Ở trong sự lo lắng của hai người, ở dưới sự phối hợp của Bạch Tiểu Thuần, ba người Tôn Ngô lập tức đã bị Thiên Quỷ Tử cách không mang đi. Hoàn toàn không có một chút dừng lại nào, Thiên Quỷ Tử cuốn theo ba người Tôn Ngô, bay nhanh đi xa. Ở trong nháy mắt khi Thiên Quỷ Tử rời khỏi đây, trong mắt Vân Lôi Song Tử có hàng quang lóe lên, hai người đang lúc dung hợp, lúc này tâm niệm tương thông. Gần như trong chớp mắt, Thân thể của bọn họ rốt cuộc ở giữa không trung, nhanh chóng tiến hành dung hợp cuối cùng. Thân thể của bọn họ vốn là một người bên trái lớn, phía bên phải héo rũ và một người khác phía bên phải lớn, bên trái héo rũ. Lúc này hai người dung hợp. Mắt thường cũng có thể thấy được, rốt cuộc bọn họ từ hai người hóa thành một người. Nơi dung hợp với nhau chính là bộ phận khô héo ở trên thân thể của Vân Lôi Song Tử. Cũng chỉ trong thời gian một lần hít thở, một khí thế kinh thiên động địa chấn động lên lướt ngang qua bốn phía xung quanh, hình thành một gió bão dường như muốn liên tiếp thiên địa. Gió này hung bạo với kích thước chừng nghìn trượng, dồi dào vô tận. Có thể thấy vị trí trung tâm của gió bão, lúc này thình lình có một vị đang đứng. Thân thể hắn vô cùng khôi ngô, giống như đại hán tiên ma. Thân thể đại hán này cao to uy mãnh, trong mắt lấp lánh có thần, giống như không giận tự uy. Đồng thời, một mái tóc tối tăm thả dài gió phiêu diêu, khiến cho thần thái trong mắt hắn cũng trở nên âm u toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một sự tà mị không có cách nào hình dung hư vô ở bốn phía xung quanh lúc này dường như đều run rẩy xuất hiện từng vết nứt hình như không có cách nào chịu đựng được uy áp tản ra từ trên người đại hán này thậm chí hắn ý chí mạnh mẽ chỉ một động tác ngẩng đầu lại lập tức khiến cho thiên lôi cuồn cuộn thiên địa ở bên trong tám phương ý chí của bạch tiểu thuần rốt cuộc trong nháy mắt lại bị đuổi ra mạnh mẽ mạnh tới mức phi thường ở trong cảm nhận bạch tiểu thuần sau khi vân lôi tử này dung hợp tu vi đã vượt qua thiên nhân trung kỳ đạt tới thiên nhân hậu kỳ thậm chí rất gần với thiên nhân đại viên mãn vào giờ phút này uy áp đến từ trên người đối phương khiến cho toàn thân bạch tiểu thuần đều chấn động mãnh liệt hơi thở dồn dập càng không nói tới thân thể nhanh chóng lui về phía sau nhưng trong nháy mắt ngay khi hắn lui ra phía sau vân lôi tử đạt tới trạng thái hoàn chỉnh miệng lộ ra một tia châm chọc. Gần như khi biểu tình châm chọc này vừa hiện lên, hắn bước ra một bước. Nhất thời thiên địa ở dưới chân hắn, giống như ép đất thành một tấc. Một bước hạ xuống, thình lình lại ở bên cạnh bạch tiểu thuần. Tay phải hắn dơ lên, vung mạnh lên. Đây chỉ là vung lên tùy ý, lại lập tức có một lực tịnh diệt ngập trời, hóa thành từng hồ quang màu đen, lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần. Da dầu của bạch tiểu thuần cũng muốn nổ tung gia thị toàn thân hắn dường như đều đang thét chói tai hắn bấm quyết toàn lực ngăn cản ầm ầm tiếng va chạm nhất thời vang vọng rung trời khóe miệng bạch tiểu thuần tràn ra máu tươi thân thể giống như con diều bị đứt dây rốt cuộc bị lực vân lôi tử vung lên trực tiếp đánh ra ngoài nghìn trường sau khi gia hỏa này dung hợp rốt cuộc cường hãng đến như vậy trong lòng bạch tiểu thuần rung lên sau một đòn vừa rồi kia nếu không phải là thân thể hắn cường hãn vô cùng sợ rằng đã sớm tan vỡ diệt vong trong lòng hắn cũng đang âm thầm may mắn vừa rồi mình chỉ sử dụng đan chia tay mà không đi sử dụng phát tình đan nếu không sẽ thật sự nguy hiểm lúc này không đợi hắn đứng vững âm thanh của vân lôi tử đã vang vọng ở bên trong tám phương thiên địa bạch tiểu thuần ta nói ngày hôm nay ngươi chết ngươi tuyệt đối không thể sống quá ngày mai giọng nói này giống như tuyết rét đậm hạ xuống bốn phía xung quanh đồng thời Vân Lôi Tử lại đi ra một bước, trong phút chốc trực tiếp đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần đang muốn ra tay, nhưng ngay khi câu nói kia từ trong miệng hắn truyền ra, chớp mắt, bỗng nhiên Vân Lôi Tử biến sắc, trong miệng của hắn lại có thể truyền ra âm thanh thứ hai. Kaka, ca ca, hai chúng ta không thích hợp, miễn cưỡng ở cùng một chỗ sẽ không có hạnh phúc. Lời lẽ không giải thích được từ trong miệng Vân Lôi Tử nói ra. Sau đó, trong một chớp mắt này thân thể hắn lại chợt rung động vài cái vốn hoàng mỹ dung hợp thân thể lại có thể xuất hiện trùng điệp ảnh có thể thấy hình như này vân lôi song tử trong đệ đệ đang dùng toàn lực muốn từ nơi này dung hợp trong tách ra thậm chí ở một cái chớp mắt này biểu tình vân lôi tử cũng nhanh chóng biến hóa đầu tiên là giật mình ngây người sau đó là chán ghét tiếp đó lại là hoảng sợ đến cuối cùng vẻ mặt của hắn mang theo vẻ không có cách nào tin tưởng có chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng Vân Lôi tử điên cuồng run rẩy, hoàn toàn bối rối. Cả đời này hắn cũng chưa từng gặp qua loại chuyện như vậy. Lúc này hai ý chí trong cơ thể hình như cực độ bài xích. Khí tức của hắn rõ ràng không ổn định, giống như bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan vỡ, khiến người ta một loại cảm giác hỗn loạn. Thậm chí trợ thủ đắc lực cũng bắt đầu công kích lẫn nhau. Bạch Tiểu Thuần đang nghe chuyện trên TV audio CV mắt thấy như vậy, nhất thời mừng như điên vô cùng kích động nếu không phải đang ở trong trạng thái giằng co chỉ sợ hắn đã khoa chân múa tay đang chia tay hữu hiệu hoàn toàn không có một chút do dự ở trong chớp mắt khi thân thể vân lôi tử xuất hiện dấu hiệu phân liệt bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng sau đó thân thể hắn nhất thời lại huyển hóa ra một bóng người cao to vô cùng mặc đế bào mang đế quan một sự bá đạo vô thượng cũng theo đó kinh thiên động địa phát ra hơn nữa ở trong lòng bàn tay phải của hắn lúc này thình lình xuất hiện một hố đen thật lớn. Hố đen này vừa xuất hiện, trong chớp mắt lại hút đi tất cả sức sống của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho toàn thân hắn giống như mất đi, ngay cả ánh mắt cũng trở nên trống rỗng. Nhưng trên bàn tay phải của hắn lúc này lại tản ra sóng dao động càng lúc càng mạnh. Hư vô khắp nơi vặn vẹo, giống như muốn đi diệt thế, dâng lên gợn sóng vô tận, chấn động toàn bộ bình nguyên, khiến cho cỏ xanh bốn phía xung quanh nhanh chóng đổ rạp, giống như thiên uy hạ xuống, cuối cùng ngưng tụ ra một quyền kia gấp 5 lần. Bất diệt đế quyền. Một quyền rơi xuống, thiên địa nổ vang. Ở trên người Bạch Tiểu Thuần phát ra ý chí vô thượng dung hợp cùng đế ảnh bá đạo ngập trời ở phía sau lưng hắn, khiến cho một quyền kia giống như ngôi sao hạ xuống. Trong tiếng nổ lớn, nó lao thẳng đến chỗ vân lôi tử. Nguy cơ trước mắt, tâm thần vân lôi tử chấn động mãnh liệt. Bên trong có hai ý chí đang kịch liệt giải dụa. Bên ngoài có bạch tiểu thuần đánh ra một đòn làm cho tâm thần hắn khiếp sợ trong phút chốc ưu thế của vân lôi tử đã muốn tan vỡ tất cả những điều này tới quá nhanh khiến cho vân lôi tử căn bản cũng không có biện pháp kịp phản ứng chỉ có điều hắn cuối cùng là thiên nhân có nhiều năm kinh nghiệm lúc này toàn thân phát ra một tiếng động giống như thiêu đốt mái tóc trong nháy mắt biến thành màu hoa râm lấy phương thức thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy toàn diện áp chế dược hiệu của đang chia tay trong cơ thể trong khoảng thời gian ngắn vân lôi nhân tổ lần thứ sáu biến đổi Vân lôi nhân tổ lần thứ bảy thay đổi. Vân lôi nhân tổ lần thứ tám thay đổi. Vân lôi tử gầm khẽ. Ở trong một tích tắc này khí thế trên người hắn kinh thiên động địa, nổ vang. Thân thể hắn cũng trở nên dồi dào. Hắn đi thẳng tới với kích thước khoảng 8 tới 10 trường, toàn thân tản ra khí tức giả mang đến cực điểm, giống như nhân tổ hạ xuống thế gian vào lúc này. Thân thể cường tráng, tràn ngập giả tính điên cuồng còn có mái tóc rối tung và trong mắt hiện ra vẻ dãy dụa cùng điên cuồng, toàn bộ trời cao đều rung rẩy, Toàn bộ bình nguyên đều chấn động. Giờ phút này hắn thậm chí vượt qua thiên ý, hóa thân vào pháp tắc thiên địa. Diệt. Tiếng thiên lôi nổ vang, đánh xuống. Giống như trời cùng đất va chạm, bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần mang theo tất cả cuốn về phía hư không tám phương. Lấy lực lượng thân thể làm căn cơ, dựa vào phương pháp vô thượng bá đạo, kích phát ra gấp 5 lần lực lượng, hình thành một đòn diệt thế giống như ngay cả vì sao cũng phải rơi xuống. Vân lôi tử thay đổi nhân tổ, đồng thời cũng là thuật pháp thần thông đỉnh cấp. Nếu đổi lại là do bản thân kết cấu, giống như pháp tướng. Sau khi cùng bản thân dung hợp, sẽ hình thành thân thể nhân tổ giống như lột xác vậy. Nhân tổ, đó là trong truyền thuyết. Tất cả những chỗ đầu nguồn của thế giới thông thiên, lúc này cho dù hắn biến hóa nhân tổ, căn bản cũng là không có cách nào so sánh cùng nhân tổ chân chính nhưng chỉ cần có đầy đủ một tia lực nhân tổ thì có thể làm cho vân lôi tử không lay động thiên địa cũng đủ để quét ngang tám phương trong tiếng nổ lớn ngôi sao cùng sấm sét ở một tích tắc này trực tiếp lại va chạm vào nhau trong khoảng thời gian ngắn thiên địa nổ mạnh tiếng nổ lớn truyền khắp bình nguyên còn dâng lên trùng kích không có cách nào hình dung trong khi trùng kích này khuếch tán khiến cho nửa bình nguyên giống như bị gió lốc quét ngang trong nháy mắt vô số cây cỏ trực tiếp trở thành tro bụi cũng không ít tồn tại ẩn thân ở bên trong bình nguyên, trong một tích tắc này cũng đều đang tử thương vô số. Thậm chí khiến cho không ít tu sĩ bên trong địa điểm thí luyện này chú ý. Chuyện gì xảy ra vậy? Trời à, sóng dao động này. Đây chẳng lẽ là thiên nhân đang chiến đấu? Có thể coi như ta là thiên nhân chiến, cũng không có cách nào sóng dao động xa như vậy. Ở bên trong địa điểm thí luyện này, tất cả phát hiện ra sóng dao động, mỗi người đều kinh hãi thiên quỷ tử đang bay nhanh ở giữa không trung chợt dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía chỗ chiến trường, hai mắt hơi co lại. Vân lôi tử cường hãn, đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng bạch tiểu thuần này, lại có thể cùng hắn đối đầu, dẫn phát ra loại chấn động này. Thiên quỷ tử hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra sự trầm tư. Cũng vào lúc này, ở sát biên giới Bình Nguyên, tới giải đất gần rừng cây, đổ lăng phỉ cùng đoàn người thanh niên cổ quái đang đi về phía trước bọn họ đã đi qua sa mạc đầm lầy rừng cây hiện tại địa phương bọn họ muốn đi chính là chỗ bình nguyên này thời điểm sóng dao động truyền đến đỗ lăng phỉ có phát giác nhìn sang không cần để ý tới gần như ở trong nháy mắt khi đỗ lăng phỉ nhìn lại thanh niên cổ quái bên cạnh nàng hờ hững mở miệng giống như cho dù là mức độ sóng dao động này cũng không có cách nào khiến cho hắn hoàn toàn chú ý đỗ lăng phỉ nghe vậy gật đầu nàng chỉ có thể cảm nhận phương hướng sống dao động này cách mình ở đây không phải quá xa nhưng nàng lại không có cách nào phát hiện rõ ràng thuộc về ai lúc này nàng cũng không suy nghĩ nhiều đi vào bình nguyên mà ở khu vực trung tâm cuộc chiến giữa vân lôi tử cùng bạch tiểu thuần cũng kinh người tất cả phát ra tiếng nổ lớn cùng thần thông ngập trời đánh xuống mặt đất vỡ nát trực tiếp lõm xuống đồng thời bạch tiểu thuần điên cùng phun ra máu tươi thân thể bị một lực lượng cường hãng mạnh ném ra ở giữa không trung, máu tươi của hắn vẫn không khống chế được phun ra. Trước mắt cũng chỉ là một màu đen. Thân thể bủng rủng không có lực, giống như ngay cả lực giơ cánh tay lên cũng bị mất. Cũng may mặc dù lực lượng thân thể tiêu hao, nhưng tu vi của hắn vẫn còn. Lúc này tu vi tản ra, miễn cưỡng điều khiển thân thể mình, toàn thân hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng bay đi xa. Ký tức của hắn bất ổn. Lúc này tâm thần hắn vô cùng run rẩy. Một đòn vừa rồi kia thật sự có lực cắn trả quá lớn, Vân Lôi Tử thần thông càng kinh người, khiến cho bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần lần đầu không chịu nổi lực bên ngoài, tan vỡ ra. Đồng dạng tan vỡ còn có thân nhân tổ của Vân Lôi Tử. Bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần có thể nghiền ép thiên nhân trung kỳ. Mặc dù là thiên nhân hậu kỳ cũng không thể không lộ vẻ xúc động biến sắc. Đối với Vân Lôi Tử mà nói, hắn chiếm ưu thế cực lớn. Mặc dù chưa nói tới nghiền ép lại đủ để hóa giải một đòn này của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là trạng thái cô hắn lúc này so với Bạch Tiểu Thuần còn muốn tệ hại hơn. Lúc này thân thể hắn đang run rẩy. Trạng thái dung hợp nhanh chóng rơi xuống, trong miệng còn truyền ra những lời lẽ không giải thích được. "Ca ca, chúng ta tách nhau ra. Từ nay về sau ngươi là ngươi, ta là ta." "Đệ đệ, ngươi không thể như vậy được. Chúng ta là một khối." Tất cả những điều này khiến cho Vân Lôi Tử muốn phát điên lúc này ở trạng thái dung hợp thần hồn của hắn là hoàn chỉnh nhưng nhưng ở bên trong sự hoàn chỉnh này giống như bản thân mình chia làm hai phần giữa chúng không ngừng bài xích khiến cho hắn cảm thấy mình thật sự phát điên rồi mà lúc này thân thể của hắn cũng vậy thỉnh thoảng giống như muốn phân liệt ra khi thì lại dung hợp với nhau loại cảm giác khó chịu này khiến cho hắn cảm thấy mình sắp tan vỡ đến cuối cùng vân lôi tử ngửa mặt lên trời rít gào rốt cuộc lại triển khai bí pháp cứng rắn ép ý chí của một người khác trong cơ thể xuống. Sau đó, thân thể hắn cũng không có cách nào duy trì trạng thái dung hợp hoàn chỉnh, khí tức giảm mạnh. Đồng thời, cũng giống như lúc mới ban đầu, giống như miễn cưỡng dung hợp, mắt đỏ đậm, ngẩng đầu mạnh, điên cuồng rống to hơn. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn giết ngươi. Hơi thở của hắn dồn dập ồ ồ, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng truy kích về phía Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy đang chia tay ở trong tay vân lôi tử lại còn có thể mạnh mẽ như vậy, Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi. Hắn thầm cảm thấy rất may mắn vì mình có đang chia tay. Nếu không, Vân Lôi tử ở loại trạng thái hoàn toàn dung hợp, hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ. Thật ra, sau khi Vân Lôi tử mạnh mẽ dung hợp, mạnh mẽ đến mức khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình có cảm giác căn bản không có cách nào địch nổi. Bất diệt đế quyền cũng không có tác dụng. Chẳng lẽ lại thật sự phải triển khai thần sát? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần rầu rĩ, vừa nghĩ tới tai hại của phương pháp thần sát hắn lạ thấy đau đầu vô cùng kinh người quá đáng trước đây đấu mắt hắn chính là hai người đánh một hiện tại cũng như vậy có bản lĩnh một đấu một với ta đi trong lòng bạch tiểu thuần tràn đầy cảm giác không phục nhưng lại bất đắc dĩ chỉ có thể phiền muộn vô cùng đáng chết xem ra lượng đang chia tay vẫn nhỏ ta thêm lượng cho hắn trong đầu bạch tiểu thuần nhanh chóng chuyển động đang nhanh chóng tìm kiếm biện pháp tự cứu phía sau hắn truyền đến nổ lớn. Từng thiên lôi bỗng nhiên đã tới. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy da đầu tê rần, miễn cưỡng tránh né. Sau đó, hắn trực tiếp ném ra một nắm đan chia tay. Đan dược này vừa ra, trong lòng vân lôi tử cũng hồi hộp một chút, nhanh chóng tránh né. Hiện tại đối với đan dược của Bạch Tiểu Thuần, hắn thật sự sợ. Đan dược của gia hỏa này quá mức nham hiểm. Vân lôi tử nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại hắn cũng đoán ra được, mình sở dĩ ủy khuất như vậy chính bởi vì trước đó đã hấp thu đan dược trong sương mù bạch tiểu thuần dẫn đến vừa nghĩ tới đan dược của bạch tiểu thuần lại có thể ảnh hưởng tới mình trong lòng vân lôi tử lại chấn động sát ý mạnh hơn lúc này hai bên bọn họ đang mọc đường truy sát đến sát biên giới bình nguyên phía xa mơ hồ có thể thấy được rừng cây mắt thấy vân lôi tử truy kích không ngừng trong mắt bạch tiểu thuần không khỏi lộ ra sự điên cuồng hắn tính sẽ liều lĩnh triển khai phương pháp thần sát đây là thủ đoạn liều mạng cuối cùng của hắn. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần muốn một giọt bất tử huyết trong cơ thể vỡ nát diệt vong, bỗng nhiên hắn rốt cuộc nhìn thấy sát biên giới bình nguyên phía xa rốt cuộc xuất hiện một đám người. Đám người kia, Bạch Tiểu Thuần quen thuộc. Đó chính là Đỗ Lăng Phỉ cùng người thanh niên cổ quái. Còn có mấy thị vệ ở bốn phía xung quanh hắn. Bọn họ đã từng một lần vô tình gặp được Bạch Tiểu Thuần và Vân Lôi Tử ở sa mạc. Hiện tại qua mấy tháng, rốt cuộc xuất hiện ở chỗ rừng cây. Ở trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đám người Đỗ Lăng Vĩ, Đỗ Lăng Vĩ cũng thấy được Bạch Tiểu Thuần. Sau một chút sửng sốt, trong nháy mắt nàng liền thấy được phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần là Vân Lôi tử, khí thế ngập trời, dữ tận vô cùng truy sát đến. Vân Lôi tử cũng chú ý tới đoàn người Đỗ Lăng Vĩ. Thân là thiên nhân lão tổ của Cửu Thiên Vân Lôi tông đã bước vào nhiều năm, hắn biết rõ thân phận của Đỗ Lăng Vĩ. Cho dù hắn cường hãn hơn nữa, cũng không dám lỗ mãn ở trước mặt Đỗ Lăng Vĩ cho nên bước chân hắn truy kích bạch tiểu thuần không khỏi chậm một chút nhưng hắn vẫn không có dừng truy kích dù sao hắn thấy đây là thù oán riêng giữa hắn cùng với bạch tiểu thuần thông thiên đảo từ trước đến nay đều không nhúng tay vào loại ân oán cá nhân này cho nên hắn mặc dù kính nể cũng không buông tha truy sát chỉ nghĩ thông báo giải thích một chút là được đỗ tiên tử chuyện này là chuyện giữa vân mổ cùng bạch tiểu thuần trong lúc vân lôi tử nhanh chóng truy kích không quên ôm quyền nhìn về phía đổ lăng phỉ khách khí mở miệng. Chỉ là không đợi hắn nói hết lời, Bạch Tiểu Thuần nói ra một câu nói, suýt nữa khiến cho vân lôi tử từ giữa không trung ngã xuống. Thê tử cứu ta, cứu ta đi thê tử. Không đợi đổ lăng phỉ có phản ứng, Bạch Tiểu Thuần lại chợt mừng như điên, giống như nhìn thấy đường sinh ở trong tuyệt cảnh, lao thẳng đến chỗ đổ lăng phỉ. Đồng thời trong miệng hắn càng hô to. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần sụp sôi, truyền khắp tám phương. Bởi vì kích động, khiến cho giọng nói này nghe giống như đầy nhiệt tình tràn ngập sự chân thành cảm động lòng người chỉ là giọng nói này truyền vào trong tai đỗ lăng phỉ trong nháy mắt cho dù là bản thân đỗ lăng phỉ trong khoảng thời gian ngắn cũng ngây ngẩn cả người càng không cần phải nói tới những thị vệ ở bốn phía xung quanh nàng mỗi người đều mở to mắt mang theo vẻ mặt không có cách nào tin tưởng nổi ngơ ngác nhìn bạch tiểu thuần lúc này đang chạy như điên tới còn nữa chính là người thanh niên bên cạnh đỗ lăng phỉ kia Lúc này ánh mắt của hắn lóe lên, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhưng sự chấn động của mọi người hiện tại tập trung vào một chỗ, cũng còn xa mới bằng được cảm nhận của Vân Lôi Tử. Toàn thân hắn đều choáng váng. Một cảm giác hoang đường, thậm chí vượt quá sự hỗn loạn do đang chia tay gây ra trước đó. Thân thể hắn chợt rung lên một cái, hai mắt trợn trừng. Trong mắt hắn lộ ra biểu tình không có cách nào tin tưởng nổi. Hắn thậm chí cảm thấy những lời mình nghe được trước đó, đều là ảo giác. Ngươi, ngươi gọi đổ tiên tử là cái gì? Hơi thở của vân lôi tử dồn dập đến mức lời nói cũng không thể nối liền. Lúc này âm điệu hắn cũng thay đổi, la lên thất thanh. Mắt thấy mình nói một câu, lại khiến vân lôi tử trước đó vẫn không có ai bị nổi, cường hãn vô cùng truy sát mình, dọa cho thành cái dạng này, bạch tiểu thuần cũng vô cùng kích động, càng phấn chấn đắc ý hơn. Sau khi đi nhanh tới vài bước, hắn đã trực tiếp đứng ở trước mặt của đỗ lăng phỉ với bộ dạng cao ngạo như vậy lúc này bạch tiểu thuần nhìn về phía vân lôi tử la thất thanh lớn tiếng mở miệng ngươi không nghe được ta mới vừa nói gì sao đây là thê tử của ta hừ hừ ngươi biết nhạc phụ ta là ai không ta cho ngươi biết vân lôi tử ta trước đó không nói ra là bởi vì con người bạch tiểu thuần ta luôn luôn giấu mình nhưng ngươi khinh người quá đáng không có cách nào ta chỉ có thể để cho thê tử của ta tới cứu ta hiện tại Ngươi chắc hẳn cũng đã ý thức được thân phận nhạc phụ của ta. Không sai, nhạc phụ ta chính là người đứng đầu Thông Thiên Đảo, Thiên Tôn đại nhân. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần rất lớn, truyền khắp bốn phía xung quanh. Câu này lời này giống như thiên sơn, trực tiếp lại đánh vào trong lòng Vân Lôi tử, khiến cho sắc mặt hắn điên cuồng biến đổi, hơi thở ngưng trệ, trong mắt cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Thần kinh toàn thân hắn giống như đã hoàn toàn thác loạn. Trong đầu hắn ngoại trừ chấn động ra, vẫn là chấn động hắn nằm mơ cũng không có cách nào nghĩ đến mình truy sát bạch tiểu thuần lâu như vậy hắn lại có thân phận như vậy bối cảnh như vậy địa vị như vậy nhất là nghĩ tới vừa rồi mình lại dám truy sát con rể của thiên tôn toàn thân hắn đã cảm thấy giống như trời sập chỉ là hắn không cam lòng rõ ràng đã sắp truy sát được rõ ràng ngày hôm nay liền có thể chém chết người này vì sao tại sao phải như vậy vân lôi tử cảm thấy đầu mình cũng muốn nổ tung hắn càng không tin được vào tất cả những điều này. Nhưng, Đỗ Lăng Phỉ đứng ở nơi đó, mặc dù ngẩn người ra, nhưng từ đầu đến cuối lại có thể không có phản bác một câu, khiến cho tâm can vân lôi tử đều run rẩy. Hai gò má Đỗ Lăng Phỉ bên kia lại có thể mơ hồ ửng đỏ, giống như giận dữ, trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ánh mắt này, thần sắc này, khiến cho một tia may mắn cuối cùng trong lòng vân lôi tử nhất thời tan vỡ. Cho nên hắn không chú ý tới, thời điểm bạch tiểu thuần nói ra thiên tôn là nhạc phụ của hắn thần sắc người thanh niên bên cạnh đổ lăng phỉ kia lại có chút cổ quái thần sắc bạch tiểu thuần càng phấn khởi hơn hắn thấy hình dáng vân lôi tử này bị sợ tới choáng váng trong lòng vô cùng đắc ý hắn suy nghĩ nếu không phải không dám nói ra nếu như lại nói cho vân lôi tử này biết mình còn có một nhạc phụ là bán thần còn có một đệ tử là minh hoàng không biết ngày hôm nay có thể hoàn toàn hù chết vân lôi tử này hay không hừ dám trêu ta Bạch Tiểu Thuần hăng hái. Cảm giác phiền muộn cùng ủy khuất trong lòng lúc trước khi bị đuổi giết, lúc này phát tiết ra. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều sung sướng vô cùng. Thật ra, lần trước hắn bị Vân Lôi Tử này truy sát quá thảm. Sử dụng tất cả biện pháp cũng không có cách nào chạy thoát được, suýt nữa đã bị đập chết. Lúc này sống sót sau tai nạn, hắn lại hoa lệ xoay người. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình đã đi tới đỉnh phong của cuộc sống. Vân Lôi Tử, chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ không để ngươi yên. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo, ngạo nghễ mở miệng. Nếu không phải ta không muốn để lộ thân phận ra, sớm có thể giết chết ngươi. Nhưng ngươi năm lần bảy lượt khinh người quá đáng. Chuyện này ta nhớ kỹ. Ngươi chờ đấy cho ta. Bạch Tiểu Thuần càng nói âm thanh càng lớn. Sắc mặt Vân Lôi Tử lại càng thêm tái nhợt, ánh mắt vô thần. Mãi cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm thấy tất cả những điều này giống như nằm mơ ta ta đắc tội con rể của thiên tôn vân lôi tự nghĩ đến đây cũng sắp muốn khóc hắn sợ hắn không thể không sợ thiên tôn ở đại lục thông thiên chính là giống như đế vương con rể của hắn chính là phò mã nói trực tiếp một chút đó là bối phận tương đương với bán thần hắn chỉ là thiên nhân nói sinh tử của người khác cũng chỉ là một ý niệm cũng hoàn toàn không khoa trương Ta. À, trong lòng Vân Lôi tự thấp thỏm. Lúc này tâm thần hắn chấn động, thân thể cũng không có cách nào duy trì được trạng thái dung hợp. Trong nháy mắt hắn lại khôi phục thành song tử, sắc mặt cũng đặc biệt tái nhợt. Trong thần sắc cay đắng, hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu, muốn giải thích. Đúng lúc này, người thanh niên bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ ho khan một tiếng, nhìn cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần, đi về phía trước. Đỗ Lăng Phỉ đã khôi phục lại bình thường cười mà như không cười liếc mắt nhìn bạch tiểu thuần nàng chỉ thoáng trầm ngâm một lát lúc ngẩng đầu nhìn về phía vân lôi tử nàng đã không còn là mang dáng vẻ tươi cười mà có đầy đủ phong thái cao cao tại thượng giống như phượng nghi nàng hờ hững mở miệng vân lôi tử đạo hữu tính cách tiểu thuần thích hồ đồ lời nói việc làm của hắn cũng không phải là sự thật chỉ có điều giữa các ngươi dường như có mâu thuẫn gì đó chuyện này có thể hóa giải thì hóa giải vẫn tốt hơn lời nói này rất nghiêm túc giống như nói cho vân lôi tử biết những lời bạch tiểu thuần nói trước đó chẳng qua là vui đùa nhưng vân lôi tử lại không cho là như vậy hắn thật sự từ trên cách xưng hô của đỗ lăng phỉ đã nhìn thấu sự khác biệt đỗ lăng phỉ gọi mình là vân lôi tử đạo hữu gọi bạch tiểu thuần lại là tiểu thuần tiếng xưng hô này cũng đủ để nói rõ tất cả trong lòng vân lôi tử lại rung lên đồng thời Đỗ Lăng Phỉ dường như lo lắng Vân Lôi Tử hiểu nhầm, vì vậy đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, lại có thể ngay trước mặt Vân Lôi Tử, sửa lại một chút góc áo cho Bạch Tiểu Thuần, nhẹ giọng nói vài câu. Lúc này nàng cũng không liếc mắt nhìn Vân Lôi Tử lấy một cái, cùng người thanh niên và đám thị vệ kia rời đi. Cảnh tượng như vậy còn rõ ràng hơn so với bất kỳ cái gì. Vân Lôi Tử nhất thời hít vào một hơi, tầm mắt có phần biến thành màu đen. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt. Trước khi Đỗ Lăng Phỉ đi, đã nhẹ giọng nói mấy câu, đều là những lời rất tầm thường. Nàng chỉ bảo mình chú ý an toàn, nàng còn có chuyện phải đi xử lý. Nhưng phong thái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất thỏa mãn. Lúc này hắn khoanh tay, hất cầm, ngạo nghễ nhìn về phía vân lôi tử. Trong lòng vân lôi song tử tràn đầy sự cay đắng, đứng ở nơi đó nhìn nhau một cái. Sau đó, bọn họ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Chuyện này thật sự đã phát sinh, khiến cho bọn họ trở tay không kịp một khắc trước còn muốn kêu đánh kêu giết. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, thân phận đối phương lại có thể nghịch chuyển kinh người như vậy. Trong lòng bọn họ đã kêu rên. Đối với Bạch Tiểu Thuần, bọn họ cực kỳ bất mãn, thầm nghĩ này nhất định là do Bạch Tiểu Thuần cố ý, nếu không, hắn sớm nói ra tình hình thực tế, mình cũng sẽ không bị động giống như hiện tại. Họ Bạch này, đòn sát thủ lớn nhất của hắn không phải là một quyền kia, cũng không phải những huyết vụ khiến cho hắn mất đi thần trí, càng không phải là đang dược quỷ dị kia, mà là quan hệ giữa hắn cùng với thiên tôn. Vậy làm sao đây? Trong lúc vân lôi song tử rầu rĩ, bạch tiểu thuần lại không nóng nảy, khoanh tay hất cầm, thỉnh thoảng hừ lạnh vài tiếng. Mặc dù không mở miệng, nhưng phong thái này khiến cho vân lôi song tử càng cảm giác có áp lực. Nếu như đổi lại người khác như vậy, bọn họ cùng lắm thì dứt áo ra đi. Chỉ là trước đó bọn họ đắc tội bạch tiểu thuần quá thảm. Hiện tại bạch tiểu thuần để lộ thân phận, bọn họ không thể không suy nghĩ cho tông môn. Cái kia. Bạch lão đệ, chuyện lúc trước là hiểu nhầm. Không sai không sai. Ha ha, cửu thiên vân lôi tông chúng ta cùng tin không đạo cực tông các ngươi lại là thế giao. Vân lôi song tử xấu hổ, vội vàng mở miệng. Chỉ là cả đời này của hai người bọn. Họ cũng có rất ít thời gian đi chủ động cầu người. Lúc này bất luận là lời nói hay thần sắc, đều rất trúc trắc. Bạch tiểu thuần trợn mắt hắn lập tức đã cảm thấy được vân lôi song tử này thật ra không có thành ý chỉ có điều hắn cũng biết đúng mực hắn hiểu rõ dù sao mình cũng đánh không lại đối phương tuy có chút không cam lòng nhưng hắn vẫn phải hiểu khi tình thế đã trở nên tốt đẹp thì phải thu lại vì vậy hắn ho khan một tiếng được nếu là hiểu nhầm ta cũng không đi tính toán nữa chỉ có điều dọc theo con đường này ta bị các ngươi truy sát rất chật vật ném mất một thiên nhân hồn còn ném một bộ thần thông 100 biến đổi của vân lôi nhân tổ. Ôi! Bạch Tiểu Thuần vừa ho khang vừa nói. Trong nháy mắt hắn lại nhìn về phía vân lôi song tử. Trong lòng hai người vân lôi song tử cũng muốn suy sụp, thầm mắng Bạch Tiểu Thuần vô sĩ. Nhưng thần thông này là bí pháp của Bắc Mạch. Bọn họ không có khả năng đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Cho dù lúc này bọn họ bị động, cũng chỉ có thể mở miệng uyển chuyển từ chối. Nhưng Vân Lôi Song Tử cũng hiểu rõ, chuyện này nếu không cho bạch tiểu thuần một công đạo sợ là rất khó hóa giải vì vậy một vị trong đó hung hăng cắn răng lấy từ bên trong túi trữ vật ra một thủy tinh bên trong phong ấn chính là một luồng thiên nhân hồn a à, thiên nhân hồn của ta lại có thể ở chỗ ngươi bạch tiểu thuần lập tức niềm vui bất ngờ thầm nghĩ biện pháp này của lý hiển đạo quả thực dùng tốt hắn vội vàng đưa một tay cầm lấy sau khi nhìn qua một chút bạch tiểu thuần nhíu mày vân lôi song tử đạo hữu các ngươi thật quá đáng ta nhớ rõ ràng ném cùng với thiên nhân hồn còn có số lượng lớn linh thạch còn có bảy tám chục món chí bảo còn có vô số đang dược bạch tiểu thuần nói xong trơ mắt nhìn vân lôi song tử lúc này vân lôi song tử nghe vậy đều muốn dựng lông nhưng bọn họ lại không thể không đè ép tức giận xuống thật sự bọn họ cảm thấy những thứ bạch tiểu thuần muốn nhận quá nhiều đáng chết gia hỏa này tại sao không đi chết đi lại có thể vô sĩ nói mình ném ra nhiều đồ như vậy tất cả những thứ này cũng có thể chồng chất thành một nhà kho hắn ném thế nào hai người mặc dù ủy khuất nhưng lại bất đắc dĩ chỉ có thể cắn răng dây dưa một hồi mới miễn cưỡng đưa một ít cho bạch tiểu thuần sắc mặt cũng đã đen cả lại bạch tiểu thuần mắt thấy như vậy trong lòng đắc ý hắn cũng không tiếp tục làm khó dễ nữa hắn đang muốn mở miệng nhưng vào lúc này mặt đất đột nhiên chấn động mạnh giống như địa long xoay người. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rất nhiều tiếng nổ lớn, vượt qua thiên lôi, ở tám phương này ầm 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 nổ vang. Dường như trời sập. Thanh thế khổng lồ, vượt qua cuộc chiến giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Vân Lôi tử gấp hơn 10 lần. Hơn nữa, chấn động không chỉ là bình nguyên này, còn có rừng cây, còn có đầm lầy, còn có sa mạc. Có thể nói trong một chớp mắt này, toàn bộ địa điểm thí luyện đều chấn động mãnh liệt biến đổi khác thường nổi lên toàn bộ địa điểm thí luyện bất luận là sa mạc đầm lầy bình nguyên hay rừng cây lúc này tất cả đều chấn động mãnh liệt mặt đất cuồn cuộn trời cao biến sắc mà hiện tại ở bên trong địa điểm thí luyện này tu sĩ nguyên anh vẫn tồn tại chỉ có mấy trăm người có thể sống sót ở nơi nguy hiểm đáng sợ thế này hoặc chính là có đầy đủ vận khí kinh người hoặc chính là bản thân bất luận là trên phương diện tâm trí hay trên phương diện tu vi đều có chỗ độc đáo chỉ là lúc này, mặc cho bọn họ tự tin như thế nào, đều bị thiên địa biến hóa bất thình lình làm chấn động kịch liệt. Chẳng những là bọn họ như vậy, ngay cả những sinh linh tồn tại ở bên trong địa điểm thí luyện này, đều lạnh rung lên, giống như có đại nạn hạ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tiếng thép chói tai thê lương, không ngưng vọng về ở bên trong địa điểm thí luyện này. Xảy ra chuyện gì? Mặt đất rung rẩy, trời cao mây mù cuồn cuộn. Đây là thế nào? mấy trăm tu sĩ chịu đựng cho tới bây giờ vẫn còn sống trong phần lớn bọn họ đã không phải là một mình đi về phía trước mà là túng năm tụng ba tập trung cùng một chỗ nhất là trao đổi thông tin cùng với liên hệ với nhau thật ra ở nơi nguy hiểm này nếu như không hiểu gì đối với chuyện ngoại giới ra sao sẽ khiến cho bản thân gặp nguy cơ lớn hơn nữa lúc này tất cả những người có thể liên hệ với nhau thần sắc đều biến hóa lấy ra ngọc giảng lập tức truyền âm hỏi ý dần dần một tin tức kinh người cứ như vậy truyền ra tới có người ở sa mạc phát hiện ra lối ra của địa điểm thí luyện sau khi hắn mở nó ra lối ra hình thành vách ngăn cần tập hợp lực lượng của mọi người đánh phá vách ngăn mới có thể rời khỏi đây nơi đây tin tức này giống như sấm sét nổ vang trong nháy mắt lại đánh vào trong lòng tất cả những người biết chuyện này vốn vì địa điểm thí luyện nguy cơ khiến cho trong lòng không ít người đã có ý định từ bỏ nhưng lúc này theo lối ra xuất hiện khiến nhất thời vô số người đều đỏ mắt trong lòng chấn động mãnh liệt bất luận là người vẫn còn muốn đi tranh một chuyến hoặc là những tu sĩ đã buông tha dự định rời khỏi nơi này chỉ trong một chớp mắt này mỗi người đều chợt nhìn về phía phương hướng sa mạc gần như cũng trong lúc đó hễ là người biết tin tức này bất luận là ở bất kỳ khu vực nào trong nháy mắt đều triển khai tốc độ cao nhất lao thẳng đến sa mạc bạch lân triệu thiên kiêu còn có cường giả các mạch khác cũng như vậy bên trong đầm lầy, hai mắt thiên quỷ tử lóe lên, thân thể chớp mắt lại hóa thành một mảnh sương mù quỷ dị, mang theo tôn ngô cùng đám người trương đại bàng, lao nhầm về phía sa mạc. Bên trong rừng rậm, vị lão già thiên nhân tiên phong đạo cốt ở hám sơn thái đấu tông kia lúc này ánh mắt cũng lóe lên. Toàn thân hắn hóa thành một đạo lưu tinh, giống như muốn xé rách hư vô, trực tiếp biến mất. Trong bình nguyên, vào giờ phút này đoàn người đổ lăng vĩ cũng đều nhìn về phía sa mạc. Nhất là người thanh niên kia, lúc này trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt giống như đang đè nén kích động trong lòng cuối cùng đã tìm được thời điểm hắn thì thào nói nhỏ ngửa mặt lên trời cười to rốt cuộc vào giờ phút này khí thế trên người hắn giống như muốn bạo phát nhưng bị hắn đè xuống tay áo hắn vung lên trực tiếp lại cuốn lấy mọi người hắn lấy ra so với thiên nhân còn muốn lợi hại hơn chớp mắt đã đi xa đồng thời vào giờ phút này bên trong sa mạc có một nữ tử trên mặt có dáng vẻ tươi cười khiến người ta cân nhắc không ra. Nàng ngồi ở trên lưng của một trùng cát cực lớn, tay phải tùy ý chỉ một cái. Ngay lập tức liền có một trùng cát héo rũ. Bên trong hóa thành khí đen. Nó đã bị nàng hút vào bên trong ngón tay, mà khi nàng nhìn ra bốn phía xung quanh, thình lình tồn tại chừng mấy vạn trùng cát lại giống như những cái bình thường dữ tận vô cùng. Lúc này lại mỗi người lạnh run, giống như bọn họ trong mắt nữ tử, tản ra khiến cho bọn họ run rẩy khí tức. Đám trùng nhỏ các ngươi, trước đây chỉ là dùng để bắt ba quỷ này. Thật không nghĩ tới nhiều năm không gặp như vậy, mỗi người đều lớn như vậy. Nữ tử cười khẽ. Lúc quay đầu, nàng lộ ra mái tóc vô cùng mịn màng, động lòng người cùng vẻ mặt tươi cười. Chính là Hầu Tiểu muội Chỉ là giờ phút này nếu như Bạch Tiểu Thuần tận mắt thấy được Hầu Tiểu muội cho dù là hắn, cũng rất có thể liên hệ bóng người với khí tức quỷ dị này với Hầu Tiểu muội Chỉ có điều, cuối cùng là đã trở về. Hầu tiểu muội che miệng cười, bên trong con mắt thình lình xuất hiện hai mắt quỷ dị. Cười khẽ, thân thể nàng thoáng một cái, lao thẳng đến sâu trong sa mạc. Nàng vội vàng bay nhanh vào chỗ phát hiện xuất khẩu, vội vàng bay nhanh. Giờ phút này, toàn bộ địa điểm thí luyện có gió nổi mây phun. Mà ở sát biên giới bình nguyên bạch tiểu thuần cùng Vân Lôi Song Tử, bọn họ đều rất nhanh, lại đều thông qua ngọc giảng của mình, biết được nguyên nhân sự tình. Phát hiện ra lối ra, mắt vân lôi song tử chợt trận to. Lúc này lại cũng không kịp để bạch tiểu thuần, hai người bọn họ chợt xoay người, hóa thành hai đạo cầu vồng gào thét đi xa. Bạch tiểu thuần cũng sửng sốt. Truyền âm cho hắn chính là Trương Đại Bàng. Được sự giúp đỡ của thiên quỷ tử, khiến cho Trương Đại Bàng truyền âm có thể rộng hơn hiện tại một ít, bạch tiểu thuần nhìn tin tức của Trương Đại Bàng, trong lòng cũng đang chấn động. Lối ra hóa ra ở sa mạc. Nhưng ta chính là từ sa mạc đi ra, lại có thể không phát hiện ra con bạch tiểu thuần nhất thời có chút hối hận tại sao mình không ở trong sa mạc tìm hiểu thật tốt bây giờ nói cái gì cũng đã chậm bạch tiểu thuần thở dài một tiếng hắn hiểu rõ hiện tại cửa ra xuất hiện thanh thế lớn như vậy hấp dẫn tất cả mọi người chạy tới mà hắn lại ở cách xa có thể nói đã không có cơ hội gì chỉ cần là bạch tiểu thuần có chút không cam lòng nếu như lối ra này ở trong những khu vực khác còn may nhưng nàng lại từ chính bên trong trong sa mạc. Không được, cho dù không kịp, ta cũng đi liếc mắt nhìn một cái. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, thở dài một tiếng. Hắn cũng vội vàng bay nhanh về phía sa mạc. Dọc đường đi, không đợi Bạch Tiểu Thuần tới gần, thiên địa dị biến này lại xuất hiện. Ở trong tiếng nổ lớn, một Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt cho dù là ở trong bình nguyên cũng có thể cảm nhận được khí tức kinh thiên, bỗng nhiên lại từ phương hướng sa mạc truyền ra khắp nơi phía chân trời xa xôi đều trở thành màu vàng mơ hồ có thể thấy được địa phương giống như ở lại trong sa mạc xuất hiện một màn hào quang cực lớn bao phủ tám phương đồng thời giống như phòng hộ màn hào quang này bạch tiểu thuần không nhìn thấy được nhưng lại có thể từ trên màu của chân trời mơ hồ nhìn ra một ít mánh khóe hắn nhất thời trở nên kinh hãi cửa ra này rốt cuộc là nơi nào lại còn có phòng hộ ở thời điểm bạch tiểu thuần giật mình che ánh sáng màu vàng xuất hiện lập tức giống như chỉ có ba phần. Đầm lầy, bình nguyên cùng rừng cây này có khu vực ở chung vậy. Cốt cuộc bắt đầu thối nát giống nhau, nhanh chóng khô héo đi. Chỉ là bạch tiểu thuần ở chỗ khu vực bình nguyên. Hắn liền thấy cỏ xanh vô tận ở phía trên đại địa. Lúc này trong nháy mắt nó chết héo, lộ ra mặt đất tối tăm. Tất cả ở bình nguyên này bên trong bản thổ sinh linh này đều run rẩy. Trong lúc đó, thân thể dường như héo rũ, trong chớp mắt toàn bộ bình nguyên không ngờ đã trở thành một mảnh tử vực. Bùng đất màu đen hình như cũng mất đi tất cả chất dinh dưỡng, khô nứt đứng lên. Cảnh tượng như vậy, khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động, da đầu đều tê dại. Không chỉ là bình nguyên, còn có đầm lầy, tất cả sinh linh nơi đó đều đã chết. Đầm lầy khô cạn, lộ ra mặt đất với những tiếng két két. Trong tiếng ầm ầm, gần như có vô số vết nứt. Còn có Bạch Tiểu Thuần chưa từng đi qua khu rừng cây, lúc này cũng chỉ có như vậy. Tất cả những điều này cũng chỉ diễn ra trong thời gian thời gian. Toàn bộ địa điểm thí luyện, ngoại trừ sa mạc trai, ba khu vực khác đều trở thành tử địa. Không chỉ là Bạch Tiểu Thuần ở đây kinh hãi. Lúc này tất cả tu sĩ đã chạy ra khỏi sa mạc. Phần lớn thân thể đều run rẩy. Nhìn héo rũ mặt đất, từng vết nứt cực lớn nhìn trên mặt đất này, mỗi người đều có loại cảm giác bất an. Ở đây, rốt cuộc là một chỗ nào? một hơi thở tử khí nồng đậm ở bên người ta, cũng chỉ có ở đây liên lạc với tổng đài. Âm thanh ầm ầm khuếch tán. Khí tức này càng thêm nồng đậm, khiến cho toàn thế giới hình như đều tối lại, tràn ngập uy nghiêm đáng sợ, giống như quỷ cảnh. Biến hóa này quá đột nhiên, lại quá nhanh. Trời cao cũng khàn khàn, không nhìn thấy được tầng mây. Chỉ có thể nhìn thấy bầu trời tối sầm xuống, giống như cất giấu từng con lệ quỷ, đang tham lam bao quát mặt đất. Theo ba khu vực lớn chết héo, Màn hào quang trên sa mạc càng lúc càng rõ ràng hơn. Đồng thời, hắn cũng so với trước đây lại chú ý quá nhiều. Cũng chính bởi vậy địa quỷ dị, tất cả đang bay người về phía sa mạc bay nhanh hơn. Phần lớn trong đó đã không phải là nghĩ muốn làm cái gì thì có thân phận của đệ tử của Thiên Tôn ở đó. Trong đầu bọn họ, ý nghĩ mãnh liệt và Bạch Tiểu Thuần lập tức vèo khẩn trương, hơi thở hắn dồn dập nhìn bốn phía xung quanh vậy khí tức lạnh của địa âm khiến cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng lại hắn không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đi về phía trước. Sau mấy canh giờ, khi Bạch Tiểu Thuần bước vào bên trong đầm lầy, hắn đang muốn bay nhanh nao nao. Thời điểm ở phía xa mạc. Bỗng nhiên, hắn chợt nhìn về phía xa mặt đất. Ở phía xa trên mặt đất thỉnh thoảng có một luồng ánh sáng trắng, vết nứt trên đại địa ở trên đại diện. Rất dễ làm cho người khác chú ý, trước kia, đầm lầy, vì nước bùng che giấu, vì thối nát vô tận cho nên ánh sáng trắng này cũng bị che lại không có chút tầm thường nào nhưng hôm nay theo mặt đất héo rũ theo vết nứt tìm nơi chốn ánh sáng trắng này nhất thời rõ ràng thứ gì bạch tiểu thuần sửng sốt thân thể thay đổi phương hướng thoáng một cái đã đến ánh sáng trắng trên không trung lúc cuối đầu nhìn lại tay phải hắn giơ lên vung lên nhất thời mặt đất chấn động đá vụn dâng lên lộ ra hắn đang chôn pháp khí ở nơi đó đó là một đồng tiền. Khi nhìn thấy được đồng tiền này, trong nháy mắt, mắt Bạch Tiểu Thuần chợt trợn to. Trong phút chốc trong đầu hắn dâng lên kinh thiên lôi đình. Không có khả năng. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt dồn dập, trong đầu giống như có từng trận thiên lôi vang lên. Mức độ chấn động trong lòng hắn đã vượt qua tất cả. Cho dù hắn tiến vào địa điểm thí luyện này, cảm thấy mức độ nguy hiểm của vùng đất này vượt quá sức tưởng tượng sự chấn động cùng hoảng sợ này cũng còn xa mới bằng được như hiện tại lúc này thật sự hắn bị đồng tiền xuất hiện ở trước mặt này làm cho hoàn toàn chấn áp một lát sau trong đầu bạch tiểu thuần vẫn không thể bình tĩnh được tay phải hắn giơ lên cầm lấy đồng tiền trước mặt này tỉ mỉ quan sát một phen sắc mặt hắn không ngừng biến đổi tâm thần càng thêm chấn động mãnh liệt sao có thể như vậy được bạch tiểu thuần thì thào nói nhỏ đồng tiền này chính là vật của thần toán tử phía trên kia thậm chí còn có khắc ba chữ thần toán tử bạch tiểu thuần lập tức liền nhớ lại trước đây thời điểm thần toán tử ném đồng tiền từng đau thương nói đó là bảo vật của hắn mặt trên còn có tên của hắn cầm đồng tiền thân thể bạch tiểu thuần cũng không khống chế được có chút run rẩy hắn nhớ rất rõ ràng trước đây mình cùng tống khuyết còn có thần toán tử ba người ở trong vùng cấm sinh mạng trên chiếc thuyền xương quỷ dị, theo đề nghị của mình, thần toán tự lấy ra đồng tiền này, muốn coi thử có khả năng rời khỏi chiếc thuyền quỷ này hay không. Nhưng bởi vì sự cố bất ngờ, khiến cho đồng tiền này từ trong tay hắn, lăn vào trong khe của chiếc thuyền. Thậm chí ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba của chiếc thuyền xương, Bạch Tiểu Thuần cũng không nhìn thấy được đồng tiền kia. Dường như nó biến mất ở trong không trung không nhìn thấy nữa. Mà hiện tại... Hắn lại có thể ở bên trong địa điểm thí luyện này, phát hiện ra cái đồng tiền này. Điều này khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hơi thở ngưng trệ. Đồng thời, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân từ trong tới ngoài, lúc này đã hoàn toàn lạnh giá. Ở đây, rốt cuộc là nơi nào? Bạch Tiểu Thuần nuốt nước miếng, nhìn trời cao u ám vô cùng. Trong đầu của hắn có một ý nghĩ kinh người, ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt cho nên đến cuối cùng, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần đều tái nhật. Chẳng lẽ địa điểm thí luyện này là chiếc thuyền xương? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Hắn rõ ràng muốn tự nói với mình, đây là chuyện không thể nào. Dù sao một cái ở thông thiên đảo, một cái ở trong vùng cấm sinh mạng. Một bên là địa điểm thí luyện, một bên là thuyền xương. Bất luận nhìn thế nào, bất luận suy đoán như thế nào đi nữa, cũng không có cách nào liên hệ hai địa phương này với nhau, càng không cần phải nói dung hợp thuyền xương cùng địa điểm thí luyện chỉ là đồng tiền này xuất hiện lại phá tan tất cả nếu như ở đây thật sự là thuyền xung như vậy mục đích thiên tôn đưa tu sĩ của bốn mạch vào nơi đây nguyên nhân tìm được cửa ra hình như cũng có thể giải thích được bạch tiểu thuần càng nghĩ lại càng kinh hãi hắn đã cảm nhận được ở trên chiếc thuyền xương này ở bên trong địa điểm thí luyện này nhất định che giấu một bí mật kinh thiên mà bí mật này, rốt cuộc là cái gì? Chỉ là Bạch Tiểu Thuần không muốn đi tìm hiểu bí mật này. Trong ký ức hãy còn mới mẻ của hắn, chính là ở tầng thứ ba của chiếc thuyền xương, ở bên bàn trang điểm, ngồi ở trước gương, bóng nữ quỷ tóc dài nhưng không có mặt ngũ quan, gãy một cánh tay kia. Thật may, Ngọc Bội hộ thân do lão gia gia trấn giữ lăng cho ta còn đây. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, vội vàng sờ sờ túi đựng đồ. Sau khi xác định Ngọc Bội kia vẫn còn ở trong đó, lúc này hắn mới khẽ thở vào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nghĩ tới nữ quỷ kia, hắn vẫn thấy lông tóc toàn thân đều dựng đứng. Có lẽ là ta lầm. Bạch tiểu thuần lộ ra vẻ mặt cầu xin, thì thào trấn an mình. Hắn không nhịn được nhớ lại những ký ức trên chiếc thuyền xương, nhớ tới trước đây, một lần cuối cùng nhìn lại, hình dáng của chiếc thuyền xương khổng lồ dường như không phải chỉ có ba tầng. Nghĩ như vậy, bạch tiểu thuần lại càng sợ hơn. Lúc này hắn ngẩng đầu, nhìn lên trên không trung trong mắt vẫn lưu lại sự chấn động không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào phía trên? Chính là tầng thứ ba. Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt, nhíu mày. Hắn cố tình không suy nghĩ tìm hiểu về chuyện này, vội vàng rời khỏi đây. Nhưng trong lòng hắn cực kỳ bất an. Nhất định là trùng hợp. Nếu như ở đây thật sự là thuyền xương, như vậy nơi đồng tiền ngã xuống, lại nhất định sẽ có vết nứt của lối ra. Chỉ cần đi tìm một chút. Nếu như không tìm được lối ra, vậy nói rõ mình đang hù dọa chính mình sau khi bạch tiểu thuần liên tục hít vào mấy hơi có chút do dự vẫn lựa chọn thận trọng phóng lên trên không trung hắn không phải thật sự muốn xác định chuyện này sự bất an trong lòng khiến cho hắn cảm thấy hít thở cũng khó khăn lúc này trong sự lo lắng không yên thân ảnh hắn thoáng một cái trực tiếp lại bay lên trên không trung không ngừng lao về phía trước trong giống như muốn bay đến điểm cuối cùng của trời cao trên đoạn đường bay thẳng lên tốc độ của hắn không nhanh thần thức của hắn được tản ra một cách toàn diện hai mắt đều không ngừng quét về bốn phía hắn bay rất lâu cũng không có thấy bất kỳ thứ gì ở trong hư vô bốn phía xung quanh cho dù là một chút vết nứt toàn bộ hư vô trên trời cao mặc dù vô cùng vẫn đục nhưng bộ dạng cũng rất là hoàn chỉnh điều này khiến cho trái tim của bạch tiểu thuần cũng từ từ hạ xuống ha ha nhất định là trùng hợp bạch tiểu thuần cười khang Hắn lại tìm rất lâu, cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện ra. Sau đó, mặc dù hắn thở vào nhẹ nhõm, nhưng nghi vấn mới lại xuất hiện. Đây là một cái đồng tiền khác, hay là có người ném đồng tiền này đến nơi này? Hai lựa chọn này khiến Bạch Tiểu Thuần đều cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng hắn lại không có manh mối gì khác. Lúc này, ở trong sự do dự, hắn suy nghĩ đi tới sa mạc nhìn tình hình thế nào. Chuyện đơn đã độc đấu, vẫn lại lưu cho những người khác Mang theo ý nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, bay về phía trước. Nhưng không đợi hắn bay được bao lâu, đột nhiên thân thể Bạch Tiểu Thuần chợt dừng lại. Mắt hắn trợn to, thân thể lại bắt đầu run run. Thần sắc của hắn chợt biến hóa, mắt nhìn chầm chầm vào phía trước. Ở phía trước hắn, hư không nhìn như bình thường hư, nhưng ở trong thần thức của hắn đảo qua, thình lình. Cảm giác được một khe nước như ẩn như hiện. Khe nước này không lớn, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Thậm chí nếu không phải là Bạch Tiểu Thuần ở khoảng cách rất gần, thần thức lại nhạy bén, hắn căn bản không có cách nào phát hiện ra được. Đổi lại Nguyên Anh khác, sẽ càng không phát hiện ra được. Trừ phi là có cường giả thiên nhân giống như Bạch Tiểu Thuần ở đây, đi ở bốn phía xung quanh khu vực được chỉ định, cẩn thận tìm kiếm. Nếu không, cũng rất khó phát hiện được ở chỗ này có tồn tại khe nứt như vậy. Thật sự có vết nứt. Trái tim Bạch Tiểu Thuần cũng muốn nhảy ra ngoài da đầu hắn cũng muốn nổ tung. Nhất là khi hắn nhìn khe nước, lại cúi đầu nhìn nơi mình phát hiện ra đồng tiền, do dự lấy đồng tiền ra, bắt chước thả đồng tiền rơi xuống một quỷ tích, sau đó buông tay. Đồng tiền này lao thẳng xuống mặt đất. Cuối cùng nơi nó rơi xuống, chỉ lệch khoảng 3 trượng so với vị trí ban đầu. Điều này khiến cho trong đầu Bạch Tiểu Thuần chợt nổ ầm một tiếng. Thật sự là thuyền xương. Trong tiếng thét chói tai, thân thể Bạch Tiểu Thuần chợt lui ra phía sau dường như khe hở kia với hắn mà nói chính là hung thần ác sát trên thực tế cũng đúng là như thế chiếc thuyền xương trong vùng cấm sinh mạng mức độ quỷ dị của nó trước đây đã cho bạch tiểu thuần một ấn tượng cực kỳ khủng khiếp cực kỳ sâu sắc không nói là lưu lại bóng ma nhưng cũng không kém hơn là bao nhiêu thật vậy chiếc thuyền xương này bất luận là ba lá cờ ở phía trên bông thuyền hoặc là hình ảnh tầng thứ nhất cùng với hài cốt xích đu ở tầng thứ hai đều làm cho tâm can bạch tiểu thuần run rẩy. Nhất là tống khuyết cùng thần toán tử trước đây thất thần, khiến cho bạch tiểu thuần vô cùng khẩn trương. Quan trọng nhất, lại là nữ quỷ ở tầng thứ ba. Bạch tiểu thuần vững tin, nếu không phải mình có ngọc bồi cho người trấn giữ lăng cho, sợ rằng trước đây thời điểm bước vào thuyền xương, mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có khả năng còn sống sót. Thiên tôn lấy lý do thu đồ đệ, mục đích chính là muốn khiến cho tu sĩ của bốn mạch ở chỗ này, giúp hắn đi tìm lối ra. Hiển nhiên, hắn chắc chắn có một vài nguyên nhân khác. Cùng lúc, hắn không có cách nào từ trong vùng tấm sinh mạng bước lên thuyền xương. Nếu không, hắn không dám ở nơi này tự mình tìm kiếm. Như vậy mục đích của hắn hẳn là sau khi tìm được lối ra, tiến vào bên trong chiếc thuyền xương này. Như thế xem ra, Thiên Tôn có thể lại ở trong chúng ta. Bạch Tiểu Thuần run rẩy lui về phía sau người đầu tiên hiện lên ở trong đầu hắn chính là người thanh niên ở bên cạnh đổ lăng phỉ kia. Trước đó, ta cảm nhận được, cảm xúc khi vỗ xuống đầu, không giống với vỗ đầu bán thần. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, nhất thời lại đổ mồ hôi tráng. Ta lại có thể vỗ đầu thiên tôn. Thiên tôn ở nơi đó. Công tôn Nguyễn Nhi nhất định đã ở đây. So sánh với thiên tôn, Bạch Tiểu Thuần sợ nhất, trái lại là công tôn Nguyễn Nhi. Hồi phút này, hắn cũng không muốn đi tìm lối ra gì nữa cũng không muốn đi tới sa mạc hắn chỉ muốn mau chóng tìm được đám người trương đại bàng sau đó lôi kéo mọi người ẩn nấp chờ đợi tất cả bụi bặm lắng xuống lại nghĩ biện pháp ra ngoài nhưng ngay khi bạch tiểu thuần lui về phía sau trong chớp mắt đột nhiên một giọng nói yếu ớt âm u lạnh lẽo vô cùng đặc biệt quỷ dị từ bên trong vết nước này bỗng nhiên truyền ra vang vọng ở bên tai của bạch tiểu thuần nếu đã tới thế nào lại không tiến vào xem Ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Hiểu nhầm, đây là hiểu nhầm. Cái đó, ta lại đi nhầm đường thôi. Bạch Tiểu Thuần thiếu chút nữa sợ tới phát khóc. Trong tiếng thét chói tai, hắn triển khai ra tốc độ cao nhất, tính chạy khỏi nơi đây. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần ở trong tiếng thét chói tai, muốn chạy ra khỏi phạm vi này, trong nháy mắt, một lực hút cực lớn chợt từ bên trong vết nước này chợt bạo phát ra. Trong nháy mắt khi lực hút này vừa hình thành, nó không tác động tới hư không ở bốn phía xung quanh cũng không có lay động nửa điểm tới mặt đất phía dưới dường như lực hút hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào đối với mảnh thế giới này càng không cần phải nói phát sinh sóng dao động gì đó cũng khiến cho ở chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì người bên ngoài căn bản không có biện pháp nào phát hiện ra chỉ là lực hút này không đi lay động thế giới nhưng đối với bạch tiểu thuần mà nói lại là kinh thiên động địa dường như không thể chống đỡ trong phút chốc lực hút giống như muốn kéo cả linh hồn thậm chí tu vi của hắn đi. Dường như Bạch Tiểu Thuần định mạnh mẽ giải dụa, như vậy thân thể hắn có thể chạy trốn, nhưng linh hồn của hắn cũng bị hút ra khỏi thân thể, thu vào trong khe nứt. Điều càng làm cho Bạch Tiểu Thuần gào thảm hơn, là hắn phát hiện không chỉ là thần hồn của chính mình như vậy, ngay cả tu vi, thậm chí máu trong thân thể cũng như vậy. Nếu như mạnh mẽ tránh né, sợ là máu sẽ từ trong tất cả lỗ chân lông, tóc trên thân thể dê phun ra, bị hút vào bên trong vết nứt. Chỉ như vậy cũng đủ khiến cho người ta muốn vỡ mật. Nhưng, tiếng nữ tử yếu ớt thâm trầm vang lên ở bên tai của hắn, đang sinh động như thật, miêu tả cho Bạch Tiểu Thuần một cảnh tượng giống như trong cảm giác của nàng, hình ảnh rất tốt đẹp. Nhất định không nên buông tha chống lại. Như vậy, mới có thể hút được thần hồn của ngươi ra trước, sau đó là máu tươi. Từ từ, cho đến khi chỉ còn lại xương. Cũng tiết kiệm ta đi xử lý. "Chính ngươi trợ giúp mình, biến thành thức ăn ngon cho ta." Giọng nói này khiến cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần run rẩy kịch liệt. Trong đầu hắn không khỏi xuất hiện một hình ảnh. Trong cảnh tượng đó, mình đầu tiên là bị hút đi thần hồn. Sau đó tu vi, máu tươi, máu thịt, ngũ tạng lục phủ thậm chí đầu. Cho đến cuối cùng còn lại một bộ xương khô. Sau đó phát ra một tiếng động, đập vào phía trên mặt đất. Có thể vì mình là bất tử cốt, cho nên sẽ không bị ngã tới chia năm xẻ bảy chắc chắn năm sau có người đi ngang qua nơi đây sẽ vui mừng bất ngờ như nhặt được chí bảo lấy xương của mình đi hoặc là luyện thành đan dược hoặc là luyện thành pháp bảo hoặc là luyện thành bộ xương khô khôi lỗi không bạch tiểu thuần cũng không muốn đi cân nhắc tới những điều này nhưng ở dưới lực hút này ở trong giọng nói này của đối phương đầu hắn đã không khống chế được tư tưởng đến cuối cùng hắn mắc thấy lực hút kinh người này sắp khiến hình ảnh mình tưởng tượng ra trở thành hiện thực sau ở trong sự tuyệt vọng, Bạch Tiểu Thuần bỏ qua sự chống lại. Trong nháy mắt bóng dáng hắn lại hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp bị lực hút này cuốn đi, nuốt vào bên trong vết nứt, biến mất. Theo Bạch Tiểu Thuần bị hút đi, hư vô vết nứt bên trong cũng nhanh chóng khép lại, chậm rãi ẩn nấp. Từ đầu đến cuối, chuyện đã xảy ra ở đây, cho dù là thanh niên giờ khắc này ở bên trong sa mạc, đi bên cạnh Đỗ Lăng Vĩ đang đi phá vỡ màn hào quang, cũng hoàn toàn không có chút phát hiện nào duy nhất chỉ có hầu tiểu muội ở gần màn hào quang trong mắt mang theo sự mong đợi bất chợt đôi mi thanh tú hơi nhíu lại một cái có chút hồ nghi nhìn về phía chỗ khu vực đầm lầy nhưng rất nhanh theo màn hào quang ở sa mạc vặn vẹo gần bị phá ra ánh mắt hầu tiểu muội cũng thu hồi lại vẻ chờ đợi trong mắt nàng càng lúc càng nhiều rất kích động cuối cùng sắp trở về nếu không phải vạn bất đắc dĩ quỷ mẫu ta cũng không muốn trở về chỉ có điều ta rất chờ mong sự vui mừng bất ngờ của nàng khi nhìn thấy ta trong lúc màn ánh sáng sa mạc nơi này giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ thời khắc này bạch tiểu thuần chỉ cảm thấy trước mắt chợt hoa lên sau khi mọi thứ trở nên rõ ràng hắn đã xuất hiện ở một nơi rất quen thuộc gian phòng không lớn giống như khuê phòng một cái giường đầy bụi có mạng nhện giăng kín một chiếc bàn trang điểm còn có một tấm gương vỡ nát sau khi ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh bạch tiểu thuần kêu lên chói tai thân thể nhanh chóng lui về phía sau muốn tìm lối ra nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới ở đây không có lối ra cũng không biết có phải trùng hợp hay không chỗ vị trí của hắn giờ phút này chính là nơi trước đây hắn lần đầu tiên tới giống nhau như đúc mà ở phía trước bàn trang điểm một nữ tử mặc váy màu đỏ đang đưa lưng về phía hắn nàng vừa chải đầu vừa soi gương còn có tiếng hát quen thuộc khiến cho Bạch Tiểu Thuần sởn tóc gáy, vang vọng ở bên trong khu phòng âm u tĩnh mịch. Nước mắt Bạch Tiểu Thuần đã đảo trong vành mắt. Hắn thật sự khiếp sợ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Da đầu Bạch Tiểu Thuần không ngừng tê dại. Sự sợ hãi này khiến cho hắn hận không thể lập tức nghĩ ra biện pháp rời khỏi nơi này. Nhưng hiển nhiên biện pháp này là không có. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể vội vàng lấy ra tấm ngọc bội do người trấn giữ lăng cho hắn. Từ bên trong túi trữ vật ra nắm chặt ở trong tay, trung giọng mở miệng nói, "Tỷ tỷ, ta không thể ăn. Tỷ tỷ, cái đó, tỷ biết người giữ lăng chứ. Hắn là sư phụ ta. Chúng ta chắc hẳn là là người một nhà mới đúng. Còn nữa, tỷ tỷ, bên ngoài có người không có thiện ý đối với tỷ tỷ. Tỷ tỷ không phải nhanh chân đến đó xem trước sao? Không cần để ý tới ta. Tỷ tỷ, ta cũng không muốn trở lại. Tỷ tỷ" là tỷ tỷ bắt ta tới. Chính bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không biết mình đang nói cái gì. Lúc này âm thanh càng thêm run rẩy. Nhất là thấy bả vai của nữ tử kia thoáng động, giống như muốn quay đầu lại, Bạch Tiểu Thuần nhất thời thét lên. Đừng quay đầu lại, tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng quay đầu lại. Chuyện gì cũng có thể từ từ. Ở trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, tiếng ca đột nhiên ngừng lại. Nữ tử kia vẫn chảy đầu nhưng lại có tiếng động khe khẽ vang vọng ở bốn phía xung quanh. Đây là lần đầu tiên ngươi tới. A. À, tỷ tỷ ngươi nói lần đầu tiên thì chính là lần đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần vội vàng công nhận, giống như con gà con mổ thóc, không ngừng gật đầu. Sau khi đến, ngươi đứng ở nơi đó không biết suy nghĩ điều gì. Nữ tử vẫn yếu ớt mở miệng, giọng nói mang theo uy nghiêm quỷ dị đáng sợ nào đó. Bạch Tiểu Thuần vừa muốn gật đầu, nhưng bỗng nhiên sửng sốt. Ta lần đầu tiên tới. Không đúng. Đây là lần thứ hai của ta. Là tỷ tỷ bắt ta tới đây. Không ai bắt ngươi. Hai người đồng bạn của ngươi vẫn ở phía trên. Nữ tử chỉ một ngón tay về phía cái gương vỡ nát. Nhất thời trong gương lại xuất hiện hình ảnh. Không ngờ đó là hình ảnh ở tầng thứ hai của chiếc thuyền xương. Tống khuyết cùng thần toán tử đang mờ mịt đứng ở hai bên hai chiếc ghế ở tầng thứ hai, vẫn không nhúc nhích. Cảnh tượng như vậy, còn có giọng điệu của nữ tử rơi vào bên trong tai, trong mắt của Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt, trong đầu Bạch Tiểu Thuần nhất thời liên tiếng vang lên những tiếng ầm ầm nổ mạnh. Hơi thở của hắn khí thì vô cùng mãnh liệt, khi thì lại ngừng trệ. Không có khả năng. Làm sao có thể như vậy được? Trước đó ta đã trốn ra. Ta đã trở về Nghịch Hà Tông, trở về Tinh Không Đạo Cực Tông. Ta, lần này ta tham dự địa điểm thí luyện, cho nên mới tới. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đầu có chút loạn hắn không muốn tin tưởng lời nói của đối phương lại càng không nguyện tin tưởng từ trước đến nay mình không có rời khỏi chiếc thuyền xương này bất luận là chuyện ở nghịch hà tông hay chuyện ở tinh không đạo cực tông tất cả những điều này đều là ảo giác trong nháy mắt khi hắn lần đầu tiên đi tới phòng này nhưng lại chẳng biết tại sao sau khi nghe được giọng nói của nữ tử này suy nghĩ của hắn giống như không bị khống chế rốt cuộc tự nhiên nhớ lại ở trong ký ức này chính hắn cũng không phát hiện ra bàn tay hắn đang nắm thật chặt ngọc bội lúc này đang từ từ dường dương muốn buông ra ngươi từ trước đến nay đều không có rời đi giọng nói yếu ớt của nữ tử kia lại truyền ra bả vai của nàng chậm rãi di chuyển đầu của nàng cũng chậm rãi chuyển động chỉ là động tác chải đầu này không những không có dừng lại trái lại càng lúc càng nhanh dường như nàng muốn kéo cả tóc của mình xuống vậy cảnh tượng quỷ dị như vậy sau khi bạch tiểu thuần nhìn thấy đáng lẽ phải hoảng sợ đến cực điểm. Nhưng bây giờ trong mắt hắn lộ vẻ mờ mịt, rốt cuộc không có cảnh giác. Bất kỳ kẻ nào nhìn thấy được bộ dáng của ta, ở trong lòng cũng sẽ phát sinh ra chuyện hư ảo của bản thân. Ngươi thật sự là lần đầu tiên tới đây. Nhưng cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy mặt của ta. Giọng điệu của nữ tử không ngừng lay động, vang vọng ở bên trong khuê phòng này. Bả vai của nàng đã hoàn toàn chuyển động. Đầu của nàng cũng từ hướng đối diện với cái gương vỡ nát biến thành sẽ lập tức đối mặt với bạch tiểu thuần cũng chính là vào lúc này trong mắt đầy vẻ mờ mịt thân thể bạch tiểu thuần run rẩy ký ức rõ ràng thác loạn bàn tia hắn cầm ngọc bội đã buông ra ở trong nháy mắt khi bàn tay hắn buông ngọc bội thân thể nữ tử này yến như quỷ mị chợt quay đầu lại lộ ra là một gương mặt không có bất kỳ ngũ quan nào giống như một mảnh giấy trắng vậy ở trong một khắc khi nàng quay đầu mặt nàng đột nhiên rách ra một khe hở giống như một cái miệng lớn. Thân thể còn vặn vẹo một cách quỷ dị, chợt lao về phía Bạch Tiểu Thuần, muốn cắn nuốt. Nhưng, khi nàng tới gần Bạch Tiểu Thuần, mắt thấy sẽ cắn nuốt. Trong nháy mắt, tay phải của Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hạ xuống, một tay đã nắm lấy cái ngọc bội vừa rơi ra. Trong mắt hắn nào còn có nửa điểm mờ mịt. Đó là một mảnh tỉnh táo. Tay phải hắn còn nhanh như chớp, dơ lên. Ngay cả Ngọc Bội cũng theo đó trực tiếp đánh về phía cái miệng lớn của nữ tử đang tính cắn nuốt. Nếu nàng sợ nó, ta xem nàng có dám nuốt vào hay không." Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Tất cả những gì trước đó đều do hắn tận lực làm ra, chính là để chờ đợi cơ hội này. Lúc này hắn đã bất cứ giá nào. Tất cả những điều này đều phát sinh chỉ trong chớp mắt, nhanh chóng vô cùng. Mà nữ tử tóc dài này hiển nhiên cũng không nghĩ tới, lấy pháp lực của mình triển khai thần thông rốt cuộc lại vô hiệu đối với bạch tiểu thuần nhưng dù sao nàng cũng không phải là hạng người tầm thường khi bạch tiểu thuần nhìn lại dưới tình huống căn bản cũng không có nửa điểm có thể tránh thoát nữ tử này lại truyền ra tiếng cười thân thể rốt cuộc mơ hồ dường như có lực lượng của năm tháng thoáng hiện qua ở trên người nàng ở trong nháy mắt bạch tiểu thuần cầm ngọc bội cùng va chạm với thân thể của nàng nàng đã hoàn toàn biến mất thời điểm nàng xuất hiện lại không ngờ vẫn ở bên bàn trang điểm vẫn chảy tóc dường như tất cả những gì vừa xảy ra đều giống như hư ảo sắc mặt bạch tiểu thuần tái nhợt trái tim đập thình thịch giống như muốn đột ngột nổ tung thần thông thuật pháp của đối phương trước đó không phải là không có tác dụng thời điểm bạch tiểu thuần vừa mới bắt đầu hiểu rõ thật sự không tự chủ được rơi vào trong suy nghĩ kỳ dị nhưng điều đó cũng chỉ là một cái chớp mắt khi đó niệm lực hắn đã tưởng rằng biến mất ở thời điểm thiên đạo nguyên anh rốt cuộc không biết từ chỗ nào trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn chợt lóe lên sau đó lại chớp mắt biến mất mặc dù chỉ là một thoáng lại làm cho bạch tiểu thuần ở chỗ đây lập tức khôi phục lại sự tỉnh táo thời điểm tim hắn run rẩy suy nghĩ trong đầu lập tức xoay chuyển thật nhanh lúc đó hắn liền quyết định tương kế tự kế nắm chặt cơ hội này chuẩn bị ở tuyệt địa phản kích chỉ có điều cho dù hắn làm ra chuẩn bị như vậy nhưng vẫn còn không có cách nào hoàn toàn động tới được nữ tử này một cảnh tượng cuối cùng khi đối phương trở nên mơ hồ khiến cho bạch tiểu thuần chấn động sợ hãi không thôi không phải tốc độ cực hạn tạo thành mơ hồ mà là nà là giống như thời gian ở trên người nàng đã lui về phía sau mấy hơi thở bạch tiểu thuần vừa nghĩ tới đối phương lại có thể nắm giữ loại thuật pháp không thể tưởng tượng nổi này hắn lại càng sợ hãi vẻ mặt hắn giống như đưa đám đang muốn mở miệng giải thích một chút hóa giải mâu thuẫn vừa rồi nhưng không đợi hắn mở miệng nữ tử đang đưa lưng về phía hắn chải đầu bỗng nhiên nở nụ cười có chút thú vị thảo nào người canh giữ thế giới lăng mộ này lại lựa chọn ngươi niệm của ngươi quả nhiên cùng người chỗ thế giới ta đã nhìn thấy không giống nhau lắm coi như tính cả ngươi ở bên trong trên chiếc thuyền này hiện tại đã có hai người khiến cho ta cảm thấy rất hứng thú nữ tử nói đến đây bạch tiểu thuần thoáng có chút sửng sốt Đối với lời lẽ của nữ tử này, hắn có chút không hiểu. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, giọng nói của nữ tử này chợt dừng lại. Nàng bỗng nhiên quay đầu. Nàng không phải nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, mà là nhìn về phía mặt sàn ở giữa hai người. Mặt sàn này được làm bằng gỗ, rất bình thường, một mảnh trống trải. Nhưng ở thời điểm nữ tử kia nhìn lại, mặt sàn đột nhiên xuất hiện sự mơ hồ. Rốt cuộc đã tới sao? Lúc này trên gương mặt không có ngũ quan của nữ tử này cũng trở nên vặn vẹo, giống như trở thành một tờ giấy trắng đầy nếp uống. Bạch Tiểu Thuần cũng hít vào một hơi, vô cùng khẩn trương. Trong chớp mắt khi hắn nhìn về phía mặt sàn, bỗng nhiên có tiếng sấm ngập trời vang lên. ầm ầm ầm. Dường như có người ở phía dưới của tấm ván gỗ, đang ra sức công kích, nỗ lực đột phá, lao ra ngoài. Mà ở trong chớp mắt khi có tiếng đổ vang vọng, đột nhiên toàn bộ mặt sàn trong khuê phòng lại trực tiếp rung rẩy, cuối cùng ở một tiếng nổ ầm ầm vượt qua những tiếng nổ trước đó rất nhiều mặt sàn trực tiếp tan vỡ theo đó ở trong đầu bạch tiểu thuần liền chấn động bên tai hắn nghe được tiếng cười từ trong miệng của nữ tử kia truyền ra thật dữ tận giống như quỷ khóc vậy hắn còn thấy ở nơi mặt sàn vỡ ra có từng đạo cầu vồng rốt cuộc từ nơi đó chợt lao mạnh ra nói là cầu vồng nhưng trên thực tế đều là sợi tơ trong mỗi một sợi tơ không ngờ đều tồn tại bóng dáng của tu sĩ bọn họ cũng giống như lúc trước bị rút nhỏ vô số lần. Lúc này, sau khi lao ra, trong phút chốc bọn họ lại khôi phục lại kích thước bình thường. Có khoảng chừng 7, 8 vị lao ra ngoài. Lúc này, mỗi người đều vô cùng kích động. Thậm chí có người phát ra tiếng hét lớn đầy phấn chấn. Ta là người đầu tiên. Ha ha, thọ nguyên đang ngàn năm, có ta một phần. Chỉ là không đợi tiếng hô của bọn họ kết thúc, gần như trong nháy mắt khi bọn họ nhìn thấy rõ ràng tình cảnh ở bốn phía xung quanh nữ tử bên bàn trang điểm đã quay đầu đi tiếp tục soi chiếc gương vỡ nát chải đầu nhưng sau lưng nàng lại có một cái miệng to đột nhiên xuất hiện trực tiếp hướng về phía bảy tám người này chợt nuốt lấy nhanh chóng vô cùng cũng chỉ là trong chớp mắt tiếng hô của bảy tám người này hơi ngừng lại trong mắt bọn họ thậm chí cũng không kịp dâng lên sự kinh hoàng cùng hoảng sợ một cái chớp mắt đã bị cái miệng lớn đột nhiên xuất hiện trực tiếp nuốt xuống. Tiếng nhai nuốt truyền ra. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cùng nghe được cảnh tượng như vậy, thân thể hắn càng run rẩy mãnh liệt hơn. Nhất là âm thanh này, càng làm cho hắn không nhịn được đi tưởng tượng một chút. Vừa nghĩ như vậy, sắc mặt của hắn trực tiếp tái nhợt không còn sắc máu. Nhưng tất cả những điều này còn chưa kết thúc. Trong chớp mắt tiếp theo, từ bên trong mặt sàn bị phá thủng lại có hơn 10 bóng người chạy ra. Khi nhìn thấy được nhóm những người thứ hai lao ra, hơi thở của Bạch Tiểu Thuần ngừng lại. Hắn chợt mở miệng. Ở đây nguy hiểm. Hắn vừa nói ra lời này, nhóm hơn 10 người thứ hai đã lao ra. Bạch Tiểu Thuần đảo mắt nhìn qua. Ngay lập tức, hắn nhìn rõ được một người trong số đó, toàn thân hắn vô cùng nóng nảy, thoáng một cái tới gần, điên cuốn hét lên. Tiểu muội Mau trở về. Một trong hơn 10 người của nhóm thứ hai không ngờ chính là Hầu Tiểu muội chỉ có điều thời khắc này, trên người của hầu tiểu muội tản ra khí tức kinh người, vô cùng quỷ dị. Trong mắt hai mắt đặc biệt rõ ràng, thậm chí còn có tiếng cười quen thuộc, khiến cho Bạch Tiểu Thuần lại sởn tóc gáy từ trong miệng nàng vọng ra. Ta cuối cùng đã trở về. Sau khi nghe được câu nói này cùng với tiếng cười, trong chớp mắt, mắt Bạch Tiểu Thuần chợt trợn trừng, bước chân cũng lập tức dừng lại. Trán hắn tuôn ra mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hoàng. Trên mặt hắn không tự chủ được lộ ra sự hoảng sợ không có cách nào tin tưởng hắn la lên thất thanh giọng nói này tiếng cười này ngươi ngươi không phải là hầu tiểu muội ngươi là công tôn nguyễn nhi ngươi đã làm gì hầu tiểu muội sau khi bạch tiểu thuần kinh ngạc kêu lên mắt lập tức lại đỏ lên gầm lên giận dữ thời khắc này hầu tiểu muội chính là công tôn nguyễn nhi trong mắt nàng lộ ra ánh sáng tà dị nàng cười rộ lên tiểu ca ca ngươi còn nhớ rõ ta sao? ngươi yên tâm, ta làm sao có thể hại tiểu muội của ngươi? một lát nữa ta sẽ thay mặt nàng chơi với ngươi. công tôn uyển nhi nói xong, quay đầu nhìn về phía nữ tử vẫn đang ngồi ở trước bàn trang điểm, không ngừng chải tóc. ta ghét nhất là bị người khác dùng bàn trang điểm của ta. công tôn uyển nhi nhíu mày. gần như ở trong nháy mắt khi nàng mở miệng, nữ tử đang ngồi ở bên bàn trang điểm cũng cười. bàn trang điểm là của ta. Ngay cả ngươi cũng là của ta. Ngươi nghĩ rằng ngươi tìm một âm thể giấu hồn, che giấu hơi thở, ta lại không có cách nào phát hiện ngươi đến sao? Lời nói vừa ra, nhất thời cái miệng lớn lại một lần nữa xuất hiện, lao thẳng về phía Công Tôn Uyển Nhi, chợt muốn cắn nuốt. Nhưng ngay khi cái miệng lớn này vừa tới, trong chớp mắt, Công Tôn Uyển Nhi cười duyên một tiếng. Toàn thân nàng chợt có khí đen bạo phát, hình thành một cái miệng to tương tự, cắn nuốt lẫn nhau cuộc chiến của hai người trực tiếp bạo phát ra, ở ngay bên trong khuê phòng nơi này. Trong tiếng nổ lớn, lực trùng kích khuếch tán ra khắp nơi, giống như đất trung núi chuyển. Cả gian phòng đều lay động kịch liệt. Lực trùng kích từ chỗ mặt sàn bị vỡ ra, bạo phát quét ngang về bốn phía xung quanh. Các tu sĩ ở bốn phía xung quanh vừa lao ra, mỗi người đều điên cuồng phun ra máu tươi, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Tất cả đều lộ ra thần sắc thê thảm, đầy hoảng sợ cùng mê mang. Bọn họ thật sự không có cách nào lý giải được, rõ ràng là địa điểm thí luyện, nhưng vì sao sau khi tìm được lối ra, bước vào lại có thể tiến vào một khuê phòng như thế? Nơi đây thâm trầm quỷ dị. Lúc này, bọn họ đều lộ ra thần sắc sợ hãi, thể xác và tinh thần đều lạnh lẽo. Khí tức của Bạch Tiểu Thuần dao động. Mọi chuyện biến hóa quá nhanh, khiến cho hắn căn bản không kịp suy nghĩ tìm hiểu quá nhiều. Chỉ có điều lúc này hắn có thể cảm nhận được ở trong cơ thể hầu tiểu muội tồn tại hai tia hồn. Một tia chính là tiểu cô nương kia. Còn có một tia, bị áp chế nhưng không có bị xóa đi. Đó chính là hầu tiểu muội. Tiểu muội. Trong lòng bạch tiểu thuần vô cùng nóng nảy, nhưng lại không có cách nào. Giờ khắc này, ở trong trùng kích này, thân thể hắn bị đẩy mạnh, lui về phía sau, trực tiếp lại va chạm vào trên vách tường phía sau. Cùng lúc đó, những tiếng két két vang lên. Những bức tường xung quanh lại xuất hiện từng vết nứt cực lớn, những vết nứt không ngừng lan tràn. Bạch Tiểu Thuần bị trùng kích cuốn lên, đập vào bức tường, khiến cho bức tường phía sau lưng hắn nhất thời trực tiếp sụp xuống nổ vang. Ở trong nháy mắt phát ra tiếng nổ, lộ ra cảnh tượng phía sau vách tường. Đó là một cầu thang mục nát, dường như có thể đi thông lên tầng trên. Gần như khi cầu thang này vừa hiện ra, trong chớp mắt, từ trên mặt sàn khuê phòng thình lình nhóm người thứ ba chạy ra. Trong nhóm người này có đổ lăng phỉ còn có người thanh niên ở bên cạnh đổ lăng phỉ nữa. Nhưng ở trong nháy mắt khi hắn vừa xuất hiện, tốc độ kia lập tức bạo phát. Trong tiếng nổ lớn, một khí thế khiến cho toàn bộ chiến thuyền này giống như đều chấn động, lại từ trên người của người thanh niên này xông thẳng lên trời. Hơn nữa, khi khí thế kia bạo phát, thân thể hắn lại còn bị xé rách, giống như mặt một tầng da người vậy. Lúc này theo thân thể bị xé rách, lộ ra một bóng người. Đó là một gương mặt không giận tự uy, trong mắt giống như ẩn chứa tinh không thâm thúy. Trên người hắn còn tản ra khí tức giống như thiên địa chí tôn vậy. Đó chính là thiên tôn. Trong đầu bạch tiểu thuần chợt nổ vang ầm một tiếng. Bên trong lòng hắn thấp thỏm kêu khổ. Mặc dù trước đó hắn nghe chuyện trên TV audio CV đã có suy đoán. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, hắn không tự chủ được nghĩ đến một cái vỗ vào đầu của mình trước kia. Ta! À, ta thật sự vỗ vào đầu thiên tôn thời khắc này trong lòng bạch tiểu thuần phức tạp đến cực hạn một mặt hắn lo lắng cho hầu tiểu muội một mặt khác vì thiên tôn xuất hiện khiến cho hắn cảm thấy tay của mình hình như cũng đau đớn cái này khiến cho hắn lo lắng rầu rĩ mâu thuẫn vô cùng bất an cùng lúc đó trong nháy mắt khi thiên tôn bạo phát ra khí thế toàn thân lại hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng đến chỗ nữ tử đang ngồi ở bên bàn trang điểm trong miệng còn hừ lạnh một tiếng quỷ mẫu cho rằng trốn ở vùng cấm tính mạng có lão gia hỏa bất tử này che chở ngươi, bản thiên tôn sẽ không có biện pháp gì xử lý được ngươi sao. Vừa nói xong, thiên tôn liền ra tay. Thình lình có khí tức của toàn bộ thế giới thông thiên bạo phát ra. Ở phía trước hắn mơ hồ xuất hiện hình ảnh thu nhỏ của thế giới thông thiên, vù vù lao thẳng đến chỗ quỷ mẫu. Công tôn Nguyễn Nhi cũng vậy, thoáng một cái nàng đã cùng thiên tôn liên thủ, xông về phía quỷ mẫu. Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh trong nháy mắt chiếc bàn trang điểm lại nổ mạnh. Bên trong khuê phòng này còn có gió bão quét ngang. Tất cả những tu sĩ vừa hiện ra, tránh không kịp, nhất thời ở dưới trận gió bão này, ngay cả kêu một tiếng thảm thiết cũng không kịp phát, chớp mắt liền trở thành máu thịt, hình thần câu diệt. Chỉ là ở chớp mắt khi thiên tôn đánh tới, thân thể của quỷ mẫu kia trực tiếp mơ hồ. Thời điểm xuất hiện đã ở một bên. Cương mặt không ngủ quan lại đầy vặn vẹo, giống như có thể hấp thu tất cả tia sáng ở bốn phía xung quanh, truyền ra giọng nói âm u lạnh lẽo thông thiên đạo nhân ngươi chẳng qua là một chuẩn thiên tôn mà thôi lực lượng của thiên tôn chân chính ngươi không thể nào tưởng tượng nổi càng không cần phải nói tới hành vi ngươi lại có thể hy sinh tộc nhân tới dò đường ẩn thân ở trong đó bản thân ngươi đã không xứng trở thành thiên tôn che chở cho tộc ở trên phương diện này người canh giữ lăng mộ không lựa chọn ngươi là chính xác chỉ có điều ta ngược lại thật sự rất cảm ơn ngươi đưa cánh tay ta bị cổ thiên quân chém xuống hóa thành phân thân đến trước mặt của ta ta vì tìm nó không tiếp bị đuổi vào nơi đây lại bị người canh giữ lăng mộ dựa vào ý chí thế giới tạo ra hạn chế đối với ta bị nhốt ở trong vùng cấm sinh mạng này không có cách nào liên hệ với bên ngoài không có cách nào rời khỏi đây chỉ có điều cuối cùng cũng kết thúc hiện tại các ngươi đang đợi ta ta làm sao lại không phải đang chờ các ngươi quỷ mẫu phát ra tiếng cười chói tai. Thoáng một cái, thân thể nàng rốt cuộc vòng qua thiên tôn. Mặc dù không nhìn thấy được biểu tình, nhưng ở trên người nàng sáng lên, lộ ra khí tức hưng phấn cùng kích động, lao thẳng đến chỗ công tôn Nguyễn Nhi. Ngươi mới là phân thân. Mục tiêu của chúng ta đều là rời khỏi mảnh thế giới này, đều là muốn trở về nhà. Lần này, ta phải cắn nuốt ngươi, trở thành thế hệ quỷ mẫu. Gương mặt công tôn Nguyễn Nhi vạn vẹo, âm thanh cũng bén nhọn, không có né tránh, mà lao thẳng về phía quỷ mẫu. Trong nháy mắt, hai người liền trực tiếp chém giết. Thiên tôn ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Đối với sự châm chọc của quỷ mẫu, hắn thờ ơ, hắn đồng thời cũng ra tay. Nhất thời giữa ba người va chạm, phát ra tiếng nổ lớn rung trời. Chiến thuyền này không ngừng rung rẩy, Khuê phòng không ngừng sụp đổ. Tất cả mọi người ở bốn phía xung quanh bước vào, đều ở dưới sóng chấn động này, vừa tiếp xúc, lại lập tức bỏ mạng cuộc tranh đấu chân chính giữa ba người này đối với người ngoài mà nói chính là nguy hiểm đáng sợ quá lớn mặc dù bạch tiểu thuần ở đây đã là thiên nhân mặc dù có thân thể cường hãn hắn cũng điên cuồng phun ra máu tươi sắc mặt trắng bệch thần sắc kinh sợ nhanh chóng lui về phía sau tính theo cầu thang rời khỏi nơi đây đây là đường ra duy nhất hắn có thể nghĩ tới đồng thời những tu sĩ còn sót lại ở bốn phía xung quanh đều trong sự run rẩy liều mạng chạy tới muốn chạy ra khỏi đây trong đó có vân lôi song tử cùng với lão già tiên phong đạo cốt thái đấu hám nguyệt tông kia. Chỉ có điều giờ phút này bọn họ đều là bộ dạng tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Lại trong lúc bọn họ người trước nối tiếp người sau, muốn nhảy vào cầu thang, cuộc tranh đấu giữa ba người thiên tôn, công tôn Nguyễn Nhi cùng với quỷ mẫu càng thêm kịch liệt. Thậm chí cũng có nước thông thiên hải tập trung lại một chỗ, hóa thành những bóng nước lớn bằng nắm tay với ánh sáng màu nồng đậm đến cực hạn bạo phát ra ở trên người của quỷ mẫu mà một trận chiến này dường như vô cùng quan trọng đối với công tôn nguyễn nhi nàng rốt cuộc chợt mở miệng nhất thời lại từ trong miệng nàng phun ra một thanh trường kiếm đầy rỉ rét thanh kiếm này vừa ra uy áp kinh thiên mang theo uy nghiêm vô thượng nào đó lao thẳng đến quỷ mẫu thanh kiếm này bạch tiểu thuần đã thấy qua ba lần trong đó lần thứ hai là thi triển ra khi đánh một trận với người canh giữ lăng mộ lần thứ ba lại là hiện tại lần đầu tiên lại là khi hắn còn không có chút cơ, nhìn thấy. Vẫn kiếm. Hình thành vực sâu vẫn kiếm. Thanh đại kiếm kia. Kiếm của cổ thiên quân lại có thể bị ngươi luyện hóa. Có chút thú vị. Quỷ mẫu vẫn cười, hai tay vung mạnh lên. Nhất thời bốn phía xung quanh nàng có quỷ khí khắp bầu trời, hình thành một hố đen thật lớn, lại trực tiếp bao phủ thiên tôn cùng công tôn Nguyễn Nhi ở bên trong. Trong tiếng nổ lớn, bạch tiểu thuần hít thở dồn dập, thần sắc hoảng loạn tốc độ cũng đã thi triển ra đến cực hạn trong chớp mắt hắn lại là người đầu tiên bước đến cầu thang hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào lao thẳng đến phía trên lúc này trong lòng của hắn đã có đầy đủ nhận thức cùng phán đoán đối với chuyện này đối thoại giữa ba người thiên tôn phối hợp với những tin tức bạch tiểu thuần nắm giữ trong đầu hắn đã có một khung sườn cho chuyện này cái gọi là thiên tôn thu đồ đệ căn bản cũng không phải là thu đệ tử cũng không phải là để khôi phục lại tu vi thiên tôn càng không phải là có kết hoạch gì nhằm vào bốn mạch. Đây hoàn toàn chính là một âm mưu đặc biệt muốn cho chiếc thuyền xương này nổi lên. Vì chiếc thuyền xương này ở vùng cấm sinh mạng. Cho dù thiên tôn cũng không có cách nào trực tiếp đến đây. Cho nên mới có tu sĩ của bốn mạch tiến vào, đi tìm lối ra. Tất cả những điều này đều là bởi vì thiên tôn muốn ở dưới điều kiện không bị chú ý, sử dụng một biện pháp khác, bước lên chiếc thuyền này. Về phần lai lịch của chiếc thuyền xương này, Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần cũng đã rõ ràng đại khái. Trong đầu hắn sôi trào nổi lên sóng lớn. Trong mắt của hắn mang theo chấn động. Trước đó, thời điểm hắn ở mang hoang, hắn chỉ biết bên ngoài mảnh thiên địa này tồn tại một thế giới to lớn hơn. Chắc là ở nhiều năm trước, ở trong một thế giới lớn đến gần sát biên giới của thế giới thông thiên. Quỷ mẫu ngồi trên chiếc thuyền xương này, cùng một vị cường địch là cổ thiên quân chém giết. Cuối cùng nàng bị kiếm của cổ thiên quân chém xuống một cánh tay thanh kiếm kia cùng cánh tay kia, vì một vài tình huống đặc biệt, rơi xuống bên trong thế giới thông thiên. Đây cũng chính là lai lịch trước đây của vẫn kiếm. Sau đó, quỷ mẫu mất đi một cánh tay, tu vi rơi xuống, may mắn chạy ra thăng thiên. Nhưng nàng lại không cam lòng để cánh tay của mình biến mất. Vì vậy sau khi trả một cái giá đắt kinh người, nàng chạy vào thế giới thông thiên, muốn đi tìm kiếm lại cánh tay của mình. Nhưng sau khi vừa hạ xuống, nàng đã bị người canh giữ lăng mộ phát hiện. Hắn dựa vào ý chí thiên địa của bản thân, cứng rắn hạn chế quỷ mẫu hung hãn vô cùng này ở bên trong vùng cấm sinh mạng, khiến cho nàng không có cách nào liên lực cùng bên ngoài, càng không cách nào đi tìm cánh tay của nàng. Cứ như vậy, nàng bị nhốt ở bên trong vùng cấm sinh mạng trong thời gian rất dài. Thậm chí rất có thể, bản thân cũng người canh giữ Lăng mộ ở dưới trạng thái đỉnh phong, vì phong ấn quỷ mẫu sáng tạo ra vùng cấm sinh mạng. Mà điều này thanh đại kiếm từ trên trời rơi xuống, mang theo một tia khí tức thiên đạo rơi vào thông thiên đông mạch bên trong giới tu chân hạ du từ đó về sau nó trở thành địa phương của trúc cơ hạ du tu chân giới kiếm này đã từng chém giết vong hồn cũng vì điều bất ngờ này nó sinh ra sát hồn ở bên trong rất nhiều sát hồn này có một tia hồn chính là do cánh tay của quỷ mẫu biến thành chính là công tôn nguyễn nhi đoạt xác của tiểu nữ hài cánh tay quỷ mẫu biến thành hồn cuốn lấy thanh kiếm này dung nhập vào trong đó nó vốn mơ hồ chẳng biết từ lúc nào đã có khả năng thức tỉnh khôi phục ký ức. Nhưng bởi vì đang dược bạch tiểu thuần, tiểu nữ hài sớm thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh, nàng khôi phục ký ức. Mặc dù muốn rời khỏi nơi đây, nhưng theo bản năng lại không muốn đi tới gần bản thể của mình ở chỗ vùng cấm sinh mạng. Vì vậy nàng mới có thể lần đầu tiên hợp tác cùng thiên tôn. Có cuộc đại chiến ở mang hoang, mục đích gì lại muốn ở dưới tình huống bản thể của nàng bị hạn chế, rời khỏi mảnh thế giới này, trở về quê hương chỉ là kế hoạch tuy tốt nhưng người canh giữ lăng mộ không tiếc triển khai bí pháp ngũ tạng từ trên trời hạ xuống khiến cho kế hoạch của tiểu nữ hài hoàn toàn thất bại trọng thương chạy trốn mà khi ban đầu sở dĩ người canh giữ lăng mộ bỏ qua cho tiểu nữ hài rất hiển nhiên đây là giao hẹn giữa người canh giữ lăng mộ cùng quỷ mẫu bởi vì bọn họ đã xác định tiểu nữ hài không có đường nào có thể đi tất nhiên sẽ lựa chọn con đường thứ hai con đường thứ hai này là cùng thiên tôn tiến hành hợp tác lần thứ hai. Nàng tìm được phương pháp cùng tọa độ của vùng cấm sinh mạng, tiến vào chiếc thuyền xương, từ đó mở ra cửa lớn, khiến cho người tiến vào bên trong. Từ bên trong, tìm kiếm lối đi thông tới tầng thứ ba. Mục đích chính là muốn đảo khách thành chủ, cắn nuốt quỷ mẫu, hóa thành ý thức chủ, trở thành mới quỷ mẫu. Hiển nhiên biện pháp báo đáp thiên tôn, chỉ có một. Đó chính là sau khi nàng hoàn toàn hoàn chỉnh, tu vi cũng theo đó khôi phục lại đỉnh phong, sẽ mang thiên tôn, ngồi trên chiếc thuyền này. Rời khỏi mảnh thế giới này. Mà hiển nhiên, thiên tôn đối với công tôn Nguyễn Nhi cũng có sự cảnh giác, có có dự định khác. Cho nên, mới có địa điểm thí luyện lần này. Hắn cùng lúc cần rất nhiều tu sĩ đi tìm lối ra. Mặt khác cũng cần tu sĩ của bốn mạch đi một chuyến, hắn ẩn thân ở trong mọi người, mới có thể là an toàn nhất. Đồng thời, sở dĩ hầu tiểu muội bị thông thiên đảo lựa chọn, cũng là bởi vì thể chất của nàng thích hợp với công tôn Nguyễn Nhi, có thể che giấu tất cả khí tức của nàng, không bị quỷ mẫu phát hiện. Mặc dù tất cả những điều này đều do Bạch Tiểu Thuần tổng hợp đối thoại trước đó nghe được, còn có những gì bản thân trải qua và tưởng tượng ở mang hoang, ở trong đầu phát họa ra hoàn chỉnh nhân quả của chuyện này. Nhưng hắn có cảm giác, cho dù tất cả những gì mình phân tích không phải chính xác, nhưng chí ít cũng đúng 7-8 phần. Cái này khiến cho trong lòng hắn chấn động. Đồng thời, hắn không khỏi nghĩ đến người canh giữ lăng mộ. Thật ra, hắn không có cách nào không liên hệ chuyện này cùng người canh giữ lăng mộ. Thậm chí cẩn thận nhớ lại, sợ là trước đây trong cuộc chiến tuyệt thế ở mang hoang, người canh giữ lăng mộ đã tính đến một điểm này, tính đến mỗi một bước trong đó. Đây là kế hoạch bổ sung của hắn. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần thoáng động. Hắn biết trong cuộc chiến tuyệt thế mang hoang trước đây, người canh giữ lăng mộ dự định giết chết thiên tôn, đáng tiếc cuối cùng không thành công nhưng lúc này bạch tiểu thuần có dự cảm mãnh liệt thủ đoạn sát cơ của người canh giữ lăng mộ hiện tại cho thấy là lần thứ hai nếu như cuộc chiến tuyệt thế thành công thì cũng thôi một khi thất bại như vậy chiếc thuyền xương này chính là chuyên môn chuẩn bị cho thiên tôn cho nên hắn cho ta cái ngọc bội này mục đích của hắn ngoại trừ khiến cho ta an toàn thông qua vùng cấm sinh mạng ra còn có một mục đích khác chính là khiến cho ta ở trong kế hoạch hãm hại thiên tôn sẽ không vì vậy mà mất mạng. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng kinh hãi. Hắn thật sự không có cách nào tưởng tượng được, rốt cuộc là một cái đầu thế nào mới có thể năm lần bảy lượt mượn tất cả tất cả thủ đoạn có thể mượn được, thi triển ra loại tính toán kinh thiên này. Thiên Tôn lần này, sợ là sẽ lại thất bại. Sau khi Bạch Tiểu Thuần suy đoán được tất cả, hắn không khỏi hít vào một hơi lạnh. Trong lòng hắn cũng rất bất an. Hắn không để ý tới Thiên Tôn Đỗ Lăng Vĩ có phụ thân nàng ở bên cạnh, cũng sẽ không có chuyện gì đáng ngại. Giờ phút này trong lòng hắn duy nhất chỉ có để ý có một chuyện, chính là an toàn của hầu tiểu muội. Trên Thông Thiên Đảo, thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy được hầu tiểu muội, khi đó nàng chắc hẳn còn không có bị tiểu nữ hài chiếm thân thể. Là ngày hôm sau. Loại cảm giác âm u lạnh lẽo trước đó của mình cũng không phải là ảo giác. Mà vừa rồi, trong cơ thể hầu tiểu muội còn có sóng hồn dao động nàng không bị cắn nuốt. Nếu muốn cứu nàng, biện pháp duy nhất chính là trực tiếp đánh tiểu nữ hài từ trong cơ thể của nàng ra. Trong miệng bạch tiểu thuần thầm kêu khổ. Biện pháp này hắn biết. Nhưng ở trong trận quyết chiến này, tu vi của hắn căn bản không có cách nào đưa đến tác dụng. Trong thời điểm hắn đang lo lắng, trùng kích cùng sóng dao động ở tầng thứ ba của thuyền xương này ẩn chứa sự hủy diệt vô cùng, nổ lớn chấn động, trực tiếp cuốn hắn vào cửa thang lầu. Hắn thấy trước mắt chợt hoa lên hắn đã rời khỏi tầng thứ ba khi tầm mắt rõ ràng hắn lập tức lại nhìn bốn phía xung quanh nơi đây chính là tầng thứ hai của thuyền xương bạch tiểu thuần không cam lòng muốn quay đầu lại nhưng trùng kích ở tầng thứ ba khuếch tán khiến cho hắn không có cách nào tiến vào hắn chỉ có thể ép sự lo lắng trong lòng xuống nghĩ biện pháp khác mà giờ khắc này vân lôi song tử còn có vị linh tiên thượng nhân vốn tiên phong đạo cốt của thái đấu hám nguyệt tông kia cũng theo sát phía sau bị cuốn ra. Về phần tu sĩ Nguyên Anh, ở dưới trùng kích một trận chiến này của Thiên Tôn, Quỷ Mẫu, tất cả những người vừa rồi bước vào trong nhóm thứ ba đã thân hình vỡ nát diệt vong, hồn phi phách tán. Mà đám người đổ lăng vĩ đã được Thiên Tôn ra tay, thu bọn họ vào bên trong túi trữ vật, hiện tại rất an toàn. Bên trong tầng thứ hai, bố cục giống như trước đây Bạch Tiểu Thuần đã đến. Xích đu vẫn ở chỗ cũ lay động. Trước mặt là hai nửa hài cốt dung hợp, cũng vẫn duy trì phong thái dung hợp quỷ dị tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh đều tràn ngập hàng khí uy nghiêm đáng sợ nhưng lúc này đây bạch tiểu thuần không giống với trước đây hắn không còn là nguyên anh mà đã bước chân vào thiên nhân lúc này mới vừa xuất hiện hơi thở của hắn dồn dập trong thần thức mạnh tản ra hình thành uy áp trực tiếp bao phủ xích đu này xích đu này chợt dừng lại trong nháy mắt khi nó dừng lại bạch tiểu thuần đã tới gần Trước đó khi lần đầu tiên hắn tới đây, hắn có hứng thú cực lớn đối với hai bộ hài cốt này. Thật ra, trên khí tức bất tử quyển cùng trường sinh quyển có hấp dẫn giống như trí mạng đối với hắn. Chỉ là khi đó tu vi của hắn còn chưa phải là thiên nhân. Hắn kinh hãi, lại cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Cho nên hắn chỉ có thể buông tha ý nghĩ lấy đi, lấy chạy thoát thân làm chủ. Nhưng bây giờ tất cả đã khác, Bạch Tiểu Thuần hiểu đặc biệt rõ ràng mình có thể vĩnh viễn không có cơ hội lần thứ ba đi tới nơi này một khi bỏ qua sẽ trở thành tiếc nuối cho nên hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào trong phút chốc lại vọt tới gần như đồng thời khi hắn tiến lên nơi thang lầu vân lôi song tử cùng với lão già thái đấu hám nguyệt tông đều lần lượt bay ra bọn họ không giống với bạch tiểu thuần sau khi bước vào nơi đây rõ ràng bọn họ bị tầng thứ hai này làm cho chấn động chờ sau khi bọn họ chú ý tới hành động của bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần đã nắm lấy hai cổ hài cốt đang muốn lấy đi nhưng sắc mặt của hắn lại biến đổi mạnh gần như trong chớp mắt khi hắn nắm lấy hai cổ hài cốt này hắn rốt cuộc cảm nhận được bất tử huyết trong cơ thể mình lại có thể tự mình sôi trào còn bất tử quyển bên trong hài cốt màu vàng hiện ra khí huyết dồi dào theo bàn tay bạch tiểu thuần trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn chỉ trong thời gian một lần hít thở khiến bất tử huyết của hắn ở trên cơ sở vốn có trực tiếp xuất hiện thêm một giọt đối với bạch tiểu thuần mà nói cảnh tượng như vậy lại trực tiếp chấn động tâm thần hắn chỉ là lúc này thật sự không phải là thời khắc hắn đi hấp thu tu luyện bạch tiểu thuần hít sâu một hơi ép xuống chấn động trong lòng chợt một tay lấy hai cổ hài cốt này thu vào bên trong túi trữ vật bạch tiểu thuần ngươi cầm là cái gì vậy lão già thái đấu hám nguyệt tông lập tức mở miệng ánh mắt lấp lánh cho dù ở nguy cơ trước mắt này Hắn dường như cũng có lòng tham lam. Nếu như đổi lại trước đây, khi không biết bối cảnh của Bạch Tiểu Thuần, Vân Lôi Song Tử nhất định cũng như vậy. Nhưng lúc này, Thiên Tôn lại ở phía dưới. Cho dù bọn họ là lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám làm vậy. Bạch Tiểu Thuần căn bản không có để ý tới lão già Thái Đấu Hám Nguyệt Tông. Sau khi thu hài cốt xong, hắn lập tức lao thẳng đến thang lầu, muốn đi xuống tầng thứ nhất. Trước đây thang lầu này tuy rằng có phần quỷ dị, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không có cách nào trở lại. Nhưng lúc này hắn có tu vi thiên nhân, liếc mắt liền nhìn ra manh mối. Chỉ là trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần muốn đi qua, lão già thái đấu hám nguyệt tông này chợt ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần, chúng ta đều là thiên nhân. Đến cùng một lúc, vậy bảo vật nơi đây, người nào gặp, người đấy đều có phần. Ngươi muốn nuốt một mình sao? Cút ngay! Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vốn đang lo lắng phiền muộn vì hầu tiểu muội. Sau khi biết được bí ẩn mà những người khác không biết, tâm thần hắn bất ổn. Hiện tại lão già này lại đến dây dưa. Hắn nhất thời lại bạo phát. Lời nói vừa ra, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp lại triển khai hám sơn chàng. Trong tiếng nổ lớn, hắn chợt đánh về phía lão già, khí thế càng cuộc khởi, hình thành uy áp, khiến cho thần sắc lão già kia cũng biến hóa. Sau khi do dự hắn lập tức tránh ra. Ở trong chớp mắt khi hắn tránh né, Bạch Tiểu Thuần đã xông ngang qua, trực tiếp bước vào đến cửa thang lầu. Hắn không chút do dự, một bước đi ra, theo thang lầu lao thẳng đến phía trên. Vân Lôi Song Tử cũng theo sát phía sau. Sắc mặt lão già kia không ngừng thay đổi. Trong tiếng hừ lạnh, hắn cũng bay ra. Gần như trong chớp mắt khi đám người Bạch Tiểu Thuần theo thang lầu muốn bước vào tầng thứ nhất, đột nhiên mặt sàn của tầng thứ hai này trực tiếp nổ mạnh, vỡ ra. Vô số gỗ vụn bắn nhanh về bốn phía xung quanh. Đồng thời, Thiên Tôn Công Tôn Nguyễn Nhi cùng với quỷ mẫu rốt cuộc từ tầng thứ ba xông đến tầng thứ hai. Bọn họ vừa bắt đầu, thần thông giữa các bên đã hình thành trùng kích, lại hóa thành gió bão, quét ngang tầng thứ hai này. Vô số kiến trúc trực tiếp bị phá hủy trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần cũng một bước bước ra khỏi thang lầu. Thời điểm hắn xuất hiện đã trực tiếp đến tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất này giống hệt với trước đây, không có chút biến hóa nào. Trên vách tường bốn phía xung quanh, bức tranh vẽ rất sống động chỉ là trước đây bạch tiểu thuần đã xem qua lúc này thậm chí không liếc mắt nhìn đã lao thẳng đến thang lầu tính bước lên bong tàu nhưng sau khi vân lôi xong tử cùng lão già kia bước vào nơi đây lập tức đã bị bức tranh vẽ ở trên tường bốn phía xung quanh hấp dẫn thân thể ba người rõ ràng chấn động mãnh liệt nhìn hình ảnh ánh mắt lộ ra mê mang không để ý đến ba người thần sắc bạch tiểu thuần đầy lo lắng thoáng một cái hắn theo thang lầu bay nhanh trong chớp mắt hắn liền trực tiếp chạy ra khỏi các tầng của chiếc thuyền xương này. Lúc xuất hiện, không ngờ hắn đứng ở trên bông thuyền. Bầu trời xa xa u ám. Xung quanh biển xương tràn ngập. Cột cờ trên bông thuyền, ba mặt quỷ dữ tận khóc cười, không gió tự động. Trong mắt nhìn tất cả, áp lực đến từ bốn phía xung quanh, còn có khí tức đặc biệt bên trong vùng cấm sinh mạng này. Khiến cho một tia nghi ngờ cuối cùng trong cơ thể bạch tiểu thuần trong nháy mắt cũng tiêu tan. Thật sự, quay về đến nơi này trong tiếng thì thào của bạch tiểu thuần sàn tàu dưới người hắn đột nhiên nổ mạnh vân lôi song tử cùng lão già thái đấu hám nguyệt tông phun ra máu tươi sắc mặt tái nhợt nhanh chóng lao ra sau lưng bọn họ không ngờ có ba bóng người trực tiếp từ bên trong chiếc thuyền này phóng lên cao quỷ mẫu ngày hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng ta phải nuốt ngươi công tôn nguyễn nhi phát ra âm thanh thê lương nhằm về phía quỷ mẫu thiên tôn mạch không đổi sắc nhưng tốc độ lại cực nhanh. Trong chớp mắt hắn tới gần, ép quỷ mẫu tiếp tục tháo chạy. Cũng chính là lúc này, theo sàn tàu cùng sàn tầng thứ ba bị đánh thông, rất nhanh, các tu sĩ may mắn còn tồn tại bên trong địa điểm thí luyện lục tục nhanh chóng bay ra. Mỗi người trực tiếp lại xuất hiện ở trên sàn thuyền. Khi thấy rõ bốn phía xung quanh cùng với cuộc chiến đấu trên bầu trời, tất cả mọi người sống sót, thân thể run rẩy, không cách nào khống chế được hơi thở, trong lòng càng hoảng sợ đến cực hạn trời ạ à, đó là thiên tôn ở đây ở đây là nơi nào lối ra lại là một chiếc thuyền thuyền sao có thể như vậy được chúng ta ở nơi nào còn ở trên đại lục thông thiên sao bên trong đoàn người bạch lân cùng triệu thiên kiêu trọng thương được trương đại bàn đỡ lúc này trong lòng ba người đều điên cùng run rẩy ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh chỉ có tống khuyết ở trong đám người lúc này thân thể run rẩy hơi thở mãnh liệt trong mắt lộ vẻ không có cách nào tin tưởng. Hắn chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, giống như muốn xác nhận một chút. Ở đây, là vùng cấm sinh mạng. Tâm tình Bạch Tiểu Thuần sa sút giọng điệu cũng trầm thấp, chậm rãi vang vọng. Vùng cấm sinh mạng. Vần quanh giữa khu vực thông thiên cùng mang hoang. Vùng cấm sinh mạng. Trời ạ, à, chúng ta lại có thể xuất hiện ở đây. Theo lời Bạch Tiểu Thuần nói vang vọng, tất cả tu sĩ ở bốn phía xung quanh nghe được, thần sắc đều điên cuồng biến đổi. Mỗi người hít sâu một hơi, thần sắc còn có sự hoảng sợ cùng chấn động kinh ngạc. Mặc dù bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng hôm nay, đầu tiên là trải qua địa điểm thí luyện nguy hiểm đáng sợ, sau đó lại chính mắt nhìn thấy cuộc chiến của Thiên Tôn. Lúc này, sau khi nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, tâm thần bọn họ nhất thời cũng có chút suy sụp. Thở ra, lần này xuất hành, mức độ nguy hiểm của nó đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của đám người bọn họ đồng thời sự quỷ dị khúc chiết trong đó cũng vậy trước lúc này không ai có thể biết được cái gọi là địa điểm thí luyện lại là một chiếc thuyền xương cũng không có ai có thể đoán được cái gọi là thiên tôn thu đồ đệ căn bản là một âm mưu có lẽ sử dụng âm mưu để hình dung có chút khoa trương có thể sau chuyện này thiên tôn sẽ tùy ý tìm một người thu làm đệ tử nhưng đối với những người khác mà nói từ đầu đến cuối chính là bị lợi dụng điều này khiến cho trái tim bọn họ băng giá chỉ là bọn họ cũng hoàn toàn không dám biểu lộ ra. Lúc này nghe đến đây lại có thể chính là vùng cấm sinh mạng trong truyền thuyết, nơi có đến mà không có về, mọi người làm sao có thể không suy sụp được. Cũng chính là trong lúc phần lớn tu sĩ trên chiếc thuyền này đang tuyệt vọng, trên bầu trời, hai người thiên tôn cùng với công tôn viễn nhi bọn họ cùng quỷ mẫu đánh một trận, cũng đã đến trình độ kinh thiên động địa. Những tiếng sấm không ngừng vang vọng ở bốn phía xung quanh, khiến cho biển xương của vùng cấm sinh mạng đều dâng lên sóng lớn vô số xương trực tiếp nát bấy. Trời cao dường như cũng bị xé rách. Đó là do đạo pháp của thiên tôn, đưa tới lực thông thiên hải hình thành đè ép kinh người. Mà công tôn Nguyễn Nhi cũng đã liều mạng. So với thời điểm trận đánh với người canh giữ lăng mộ lúc trước, còn muốn giữ tận cuồng bạo hơn. Nàng không ngừng muốn đi cắn nuốt quỷ mẫu. Bạch Tiểu Thuần rất khẩn trương, ngẩng đầu nhìn một trận chiến trên bầu trời này. Hắn không quan tâm tới thiên tôn cùng quỷ mẫu hắn chỉ để ý hầu tiểu muội chỉ là hiện tại cho dù hắn là thiên nhân cũng không có tư cách đi tham dự vào mức độ đấu pháp này ở thời điểm bạch tiểu thuần nhìn lại bỗng nhiên trong mắt thiên tôn lộ ra tinh quang gầm khẽ một tiếng không nên quên ước hẹn của chúng ta lần này ta toàn lực trợ giúp ngươi hoàn thành dung hợp lời hắn nói giống như thiên lôi cuồn cuộn vang vọng tám phương cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu hai tay bấm quyết nhất thời ảo ảnh thế giới thông thiên thu nhỏ ở xung quanh hắn biến đổi thông thiên hải vần quanh bốn phía giống như muốn hình thành phong ấn trong phút chốc lại lao thẳng đến trấn áp quỷ mẫu vào giờ phút này khí thế ngập trời từ khi ra tay tới nay đây là một lần thể hiện mạnh nhất của thiên tôn thật ra trong trận chiến giữa hắn cùng với người canh giữ lăng mộ hắn bị thương thế không nhẹ tuy bị hắn đè ép xuống nhưng ở trên phương diện chiến lực ít nhiều cũng bị ảnh hưởng mà lúc này, hiển nhiên hắn đã không tiếc giá lớn, ra tay toàn lực. Nhất thời thiên địa đột nhiên biến hóa kịch liệt, phong vân cuốn lên, quỷ dị. Dường như vùng cấm sinh mạng này cũng rung rẩy chấn động. Quy áp đến từ hình ảnh thu nhỏ của thế giới thông thiên, còn có nước thông thiên hải ngưng tụ ra, khiến cho thân thể quỷ mẫu thoáng dừng lại, giống bị dẫn dắt. Cương mặt không có ngũ quan, lúc này rõ ràng trở nên vạn vẹo. Đồng thời, thiên tôn giơ tay phải lên, chỉ vào quỷ mẫu bên trong thế giới của ta, ngươi nhất định suy yếu. Những lời này truyền ra, trong nháy mắt, ảnh thu nhỏ của thế giới này lại chợt có ánh sáng lập loè bao phủ khắp nơi, khiến cho quỷ mẫu đang bị kiềm chế, khí tức giống như bị áp chế, trực tiếp suy yếu hơn phân nữa. Quỷ mẫu, ngươi là của ta. Công tôn viễn Nhi phát ra âm thanh chói tai. Nhân cơ hội này, toàn thân nàng hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua hư vô, chớp mắt lại xuất hiện ở trước mặt quỷ mẫu nàng chợt mở miệng nhất thời từ bên trong thất khiếu của nàng chui ra rất nhiều khí đen hình thành gương mặt tiểu nữ hài trong mắt mang theo sự tham lam cùng kích động hung hăng lao về phía quỷ mẫu cắn nuốt thông thiên đạo nhân câu nói kia của ngươi là nói với ta hay là nói với nàng ở trước mắt nguy cơ này âm thanh yếu ớt của quỷ mẫu bỗng nhiên truyền ra mang theo biến hóa kỳ lạ trong lúc thân thể nhanh chóng lui về phía sau hai tay bấm quyết nhất thời từ trên người nàng lại bạo phát ra sương mù màu đen vô cùng vô tận. Những sương mù này hóa thành những lệ quỷ. Lúc này trong tiếng rít gào, chúng không ngừng trùng kích về bốn phía xung quanh, nỗ lực phá vỡ ảnh thu nhỏ của thế giới thiên tôn bao phủ xung quanh. Giọng nàng vừa vang vọng, trong chớp mắt, ánh mắt công tôn uyển nhi lóe lên. Thiên tôn cũng nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là chút tài vặt. Nói xong, thiên tôn bước lên trước, tay phải nhấc lên nhất thời trời cao cuồng cuộn gió nổi mây phun thình lình trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ bàn tay này mang theo lực vô thường từ trên trời hạ xuống lao thẳng đến chỗ quỷ mẫu bốn phía xung quanh có ảnh thế giới thu nhỏ áp chế trên trời cao có bàn tay diệt sạch của thiên tôn đến khí tức của bản thân quỷ mẫu lại bị suy yếu trong lúc nguy cấp thân thể nàng chợt dừng lại có âm thanh thê thảm từ trong cơ thể nàng bỗng nhiên bạo phát thiên quỷ đồ thế Nàng vừa nói ra lời, ầm một tiếng, thân thể nàng lại trở nên tán loạn, hóa thành một đám sương mù màu đen. Sau đó sương mù này lại khuếch tán, hình thành vòng thứ hai, vòng thứ ba. Cho đến cuối cùng sau khi hình thành chính vòng sương mù màu đen, những sương mù này ở trong sự chuyển động, rốt cuộc tất cả lệ quỷ từ bên trong chui ra. Số lượng các lệ quỷ kinh người. Mỗi lệ quỷ ở trong tiếng rít gào vần quanh, không ngừng chạy nhanh, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chúng bay nhanh ở trong nơi này, khiến cho từng vòng sương mù màu đen càng thêm cuồn cuộn, tự nhiên trở thành gió bão. Tổng cộng 9 tầng gió bão, lúc này chồng lên nhau, tản ra một khí tức khủng khiếp khiến cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Khí tức này giống như có thể áp chế pháp tắc thiên địa, không ngừng cuộc khởi. Trong lúc đó, trong mắt mọi người nhìn thấy được, điểm cuối của cơn gió bão giống như nối liền cùng trời cao, còn không ngừng khuếch tán, dường như muốn khiến ảnh thế giới thiên tôn thu nhỏ no quá nổ tung. Cũng chính là vào lúc này, bàn tay thiên tôn cùng với ảnh thế giới thu nhỏ đã hạ xuống cùng trận gió hung bạo này va chạm vào nhau thế giới hình như đều run rẩy thần thông của quỷ mẫu hóa thành gió bão lúc này nàng lại không có cách nào chống lại một đòn toàn lực này của thiên tôn trực tiếp tan vỡ ra sau khi tan vỡ những khí đen khuếch tán ra khắp nơi miễn cưỡng hội tụ vào một chỗ ngưng tụ thành hình dáng quỷ mẫu nhưng rõ ràng thân thể quỷ mẫu đã trở nên mơ hồ hơn rất nhiều lúc này nàng nhanh chóng lui về phía sau. Có thể gia tăng lực ngưng tụ thế giới, thông thiên đạo nhân, ta đã xem thường ngươi. Âm thanh thê lương của quỷ mẫu vang lên. Lúc này nàng đang muốn lui về phía sau. Nhưng tốc độ của công tôn Nguyễn Nhi quá nhanh, trong phút chốc lại lao thẳng đến chỗ quỷ mẫu. Chớp mắt một cái, nàng đã tới gần. Sương mù của nàng hóa thành cái đầu mở miệng lớn, lúc này chợt cắn nuốt qua. Trong nháy mắt, sau khi quỷ mẫu bị thiên tôn ra tay làm suy yếu, lại cùng công tôn Nguyễn Nhi ở đây trực tiếp cuốn quyết lấy nhau. Cảnh tượng như vậy, khiến cho tất cả đám người Bạch Tiểu Thuần đều hít thở ngưng không thông, ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ. Bạch Tiểu Thuần còn đỡ hơn một chút. Nhưng đối với những người khác mà nói, đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy được thiên tôn ra tay. Loại lực lượng ảnh thế giới thu nhỏ này khiến cho bọn họ dâng lên cảm giác mãnh liệt, suốt đời cũng không có cách nào địch nổi. Mà rõ ràng, ở dưới áp chế thiên tôn, công tôn Nguyễn Nhi chiếm ưu thế cực lớn, lại đang cùng quỷ mẫu dây dưa, không ngừng cắn nuốt, khí tức càng lúc càng mạnh. Ban đầu, nàng vốn không phải là đối thủ của quỷ mẫu. Nếu như nói hồn phần thành 10 phần, như vậy công tôn Nguyễn Nhi chỉ chiếm có 2 phần. Có 8 phần 10 đều đang ở chỗ của quỷ mẫu. Nhưng mà bây giờ, theo sự cắn nuốt, hồn công tôn Nguyễn Nhi đã từ 2 phần trước đó, đạt tới 3 phần, 4 phần. Mắt thấy sẽ đạt được 5 phần mà quỷ mẫu bên kia, lúc này dường như vô cùng nóng nảy. Nhưng ở dưới áp chế của ảnh thế giới thu nhỏ này, hình như tất cả cố gắng của nàng chỉ là vô nghĩa. Mặc cho nàng dãy dụa như thế nào, cũng khó thoát được kiếp nạn này. Thiên tôn đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn cảnh tượng như vậy, không có đi tới giúp đỡ. Hắn chỉ toàn lực điều khiển ảnh thế giới thu nhỏ trấn áp. Hắn không trấn áp được người canh giữ lăng mộ, vì người canh giữ lăng mộ cùng hắn đều là người của thế giới này nhưng đối với người từ bên ngoài đến, dựa vào lực thế giới của hắn áp chế, có thể khiến cho hắn chiếm ưu thế cực lớn. Thần sắc bạch tiểu thuần biến đổi. Hơi thở cũng lộ ra sự khẩn trương cùng nôn nóng. Hắn không biết đối với một trận chiến này, trong lòng mình nên thiên về phía người nào. Hắn chỉ lo lắng cho sự an toàn của hầu tiểu muội Rất nhanh, hồn của công tôn Nguyễn Nhi đã đột phá 5 phần, trở thành 6 phần. Thậm chí không ngừng mở rộng về phía 7 phần, hoàn toàn chiếm ưu thế nhưng ngay trong một chớp mắt này khóe miệng thiên tôn thoáng lộ ra một vẻ tươi cười xem ra quỷ mẫu thật sự suy yếu nếu như thật sự có cạm bẫy có thể đánh cược như vậy ta xem như cũng nhận thua trong tiếng nói nhỏ trong mắt thiên tôn lộ ra sự quyết đoán lại đợi thêm một hồi ở trong chớp mắt khi hồn công tôn uyển nhi chiếm bảy phần hắn chợt giơ hai tay lên trong miệng hắn truyền ra âm thanh giống như thế giới nổ tung nô ấn phong Hắn vừa nói ra lời, ảnh thế giới thu nhỏ ở bốn phía xung quanh nhất thời vạn vẹo, trong chớp mắt, lại có thể hóa thành một phong ấn cực lớn, chợt phong tỏa về phía công tôn Nguyễn Nhi. Lực lượng phong ấn ngập trời này mang theo tính cưỡng chế rõ ràng. Thậm chí bên trong còn có lực năm tháng ẩn chứa, hiển nhiên cũng không tạm thời thể hiện ra, mà là ở trước đây rất lâu, đã nổi lên, lúc này mới bạo phát. Sau một khắc cảm nhận được, tâm thần Bạch Tiểu Thuần lại chấn động mãnh liệt mặc dù hắn không nhận ra lai lịch của phong ấn này. Nhưng hắn nhìn ra được, một khi bị phong ấn này hạ xuống, mạnh mẽ giống như công tôn Nguyễn Nhi, cũng nhất định sẽ bị đóng xuống ấn ký, khiến cho từ đó về sau, trở thành nô của thiên tôn. Đây chính là kế hoạch của thiên tôn. Kiêu ngạo giống như hắn, đứng đầu thế giới, hắn làm sao có thể cam tâm đi đánh cược một tương lai không xác định, cùng với đánh cược công tôn Nguyễn Nhi sẽ hoàn thành hứa hẹn, dẫn hắn rời khỏi đây không bằng một khắc khi đối phương gần đạt tới thành công, phong ấn đối phương thành nô bộc của mình. Như vậy, mới phù hợp với cách hành sự cùng với nhu cầu cuối cùng của hắn. Mà bởi vì uy lực phong ấn này quá lớn, cho nên cũng cần thời gian xác thực để chuẩn bị. Trên thực tế, năm đó khi lần đầu tiên gặp công tôn Nguyễn Nhi, trước khi hai người giao hẹn cuộc chiến tuyệt thế ở Mang Hoang, Thiên Tôn lại đã có tâm tư này, bắt đầu chuẩn bị. Lúc này vừa ra tay, lực lượng phong ấn ầm ầm bạo phát, khiến cho ảnh thế giới thu nhỏ trở thành một dạng hình tròn cực lớn, bao phủ công tôn uyển Nhi ở bên trong, đang không ngừng co lại. Có thể tưởng tượng được, một khi hoàn toàn co lại, như vậy công tôn Nguyễn Nhi sẽ trở thành nô bộc của thiên tôn. Chỉ là công tôn uyển Nhi lại có thể hoàn toàn không lộ ra vẻ bất ngờ gì. Ngược lại, trong mắt nàng thoáng hiện u quan. Chuẩn bị lâu như vậy, thông thiên lão tặc, các ngươi chính là chờ giờ phút ta cắn nuốt chủ thể này. Chỉ có điều, Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta sẽ không có sự chuẩn bị sao? Ngươi quá buồn cười. Nhớ kỹ. Lần này ngươi thất bại, xuất phát từ chỗ ngươi căn bản cũng không hiểu rõ đối với thế giới của ta, cũng không biết lực lượng chân chính của chiếc thuyền xương này. Công tôn Nguyễn Nhi phát ra tiếng cười bén nhọn. Trong nháy mắt khi tiếng cười truyền ra, trong mắt nàng có ánh sáng lóe lên. Nhất thời chiếc thuyền xương chỗ đám người bạch tiểu thuần đang đứng lại chấn động. Ở dưới chấn động này, từng ánh sáng màu đen trong nháy mắt từ mỗi cái xương trên chiếc thuyền xương này lập lòe. Cuối cùng toàn bộ chiếc thuyền xương giống như hình thành một vật sáng màu đen. Ánh sáng giống như ánh sáng mặt trời màu đen vậy đồng thời hội tụ về phía tấm kích bát quái cổ xưa trên chiếc thuyền này. Thông thiên lão tặc, trước đó ta không cần chuẩn bị cái gì. Bởi vì đối đầu với kẻ địch mạnh là người canh giữ lăng mộ, ngươi không dám mạnh mẽ phong ấn đối với ta. Hiện tại, khi ngươi cho rằng có nắm chắc, ngươi lại không biết, ta chuẩn bị, chính là thuyền xương này. Ta là do tay trái của quỷ mẫu năm đó biến ra. Bàn tay trái của quỷ mẫu nắm. Chính là phương pháp phong ấn chiếc thuyền này. Chúng ta, thật ra cũng là ngươi ra tay về phía ta. Trấn ma kính, đi ra cho ta. Tiếng cười quỷ dị của công tôn viễn nhi lay động không ngừng. Theo lời nói của nàng, ánh sáng màu đen của chiếc thuyền xương lại một lần nữa bạo phát. Trong tiếng nổ lớn Rốt cuộc tất cả ánh sáng trong khu vực chiếc thuyền này đều hội tụ đến trên chiếc kính bát quái, khiến cho cái gương này lúc này chấn động mãnh liệt, đột nhiên lại bạo phát ra, hóa thành một đạo cường quang, trực tiếp đánh về phía thiên tôn. Sắc mặt thiên tôn thâm trầm. Hắn giơ tay phải lên vung lên. Thiên địa bị chấn động. Cường quang này rốt cuộc không tan vỡ. Chỉ là bị thiên tôn vung vẩy, nó lui ra. Ở giữa không trung, nó cuối cùng ngưng tụ trở thành một vị thân ảnh khổng lồ thân ảnh ấy mặc áo giáp màu đen toàn thân tối tăm duy nhất chỉ có bên trong hai mắt toát ra hỏa diễm màu xanh lục trên người hắn phát ra khí tức còn tràn ngập sóng dao động không thuộc về thế giới này lúc này thoáng một cái hắn lao thẳng đến chỗ thiên tôn từ trong miệng hắn còn truyền ra những tiếng nói nhỏ lâm binh đấu giả bốn chữ này truyền ra khí thế bóng người mặc áo giáp màu đen này lại tăng lên giống như một mảnh nước biển màu đen trực tiếp đánh về phía phong ấn ảnh thế giới thu nhỏ của thiên tôn. Giống như lúc khai thiên lập địa, tám phương chấn động, hư vô sụp xuống. Tâm thần đám người bạch tiểu thuần đều điên cuồng run rẩy. Lực lượng thế giới phong ấn này, rốt cuộc xuất hiện sự buông lỏng, dường như không có cách nào co lại. Sắc mặt thiên tôn có chút khó coi. Tuy rằng hắn biết mình tính kế đối với công tôn Nguyễn Nhi, đồng thời đối phương nhất định cũng có sự chuẩn bị. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, sự chuẩn bị của nàng lại là chiếc thuyền xương này. Thật ra, nếu như hắn không có bị thương ở mang hoang, hắn có rất nhiều biện pháp có thể hóa giải. Chỉ là lúc này tu vi của hắn không ổn, chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng. Điều này khiến cho sự nóng nảy tức giận trong lòng hắn cũng theo đó trở nên nồng đậm. Chỉ có điều, cho dù như vậy, thì thế nào, sự chuẩn bị của ta cũng không thể chỉ có một. Ánh mắt thiên tôn lóe lên, giơ tay phải lên vung ra. Một ngón tay của hắn lại rời khỏi bàn tay chợt bay ra sau đó nó có thể ở giữa không trung hóa thành một khối núi đá cực lớn toàn thân núi đá này màu tím đen hoặc nhìn không tầm thường chút nào nhưng theo một ngón tay trái của thiên tôn nhất thời núi đá này lại phát ra một khí tức khiến cho tất cả mọi người đều nín thở khí tức này giống như có thể trấn áp tất cả tà ma lúc này sau khi biến hóa ở giữa không trung nó lại trực tiếp dung nhập vào bên trong phong ấn của ảnh thế giới thu nhỏ khiến cho lực lượng phong ấn của ảnh thế giới thu nhỏ này nhất thời càng cường hãn hơn so với trước đây bạo phát ra nổ mạnh trực tiếp khiến cho được bóng người mặc giáp màu đen kia không có cách nào chống lại rút lui về phía sau thiên ma thạch đáng chết ngươi làm sao có thể có được cái này cho dù là ở bên ngoài thiên ma thạch cũng rất hiếm thấy thần sắc công tôn uyển nhi cuối cùng điên cuồng biến đổi ở trong trí nhớ của nàng cho dù là ở bên ngoài thiên ma thạch cũng không nhiều mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu tan, thuộc về loại vật phẩm tiêu hao. Đối với người cùng tộc, nó không có tác dụng. Nhưng đối với tu sĩ ngoại tộc, nó lại có tác dụng to lớn, có thể trong nháy mắt, trấn áp vô tận. Mắt thấy nguy cơ, lúc này công tôn uyển Nhi không chú ý tới việc tiếp tục dung hợp nữa. Nàng duy trì ở mức độ hồn chiếm bảy phần, phát ra một tiếng gào thét chói tai. Tay phải nàng bấm quyết một ngón tay. Nhất thời này thiết kiếm của cường giả cổ thiên quân bên ngoài lập tức lại huyển hóa ra. Sau khi một tay nàng nắm lấy thanh kiếm, liền chém một kiếm về phía phong ấn đang từ bốn phía xung quanh co lại. Cùng lúc đó, bóng người mặc giáp màu đen kia cũng giống như muốn thiêu đốt. Hỏa diễm màu xanh lục trong mắt hắn điên cùng chớp động, trong miệng truyền ra tiếng gầm khẽ. Giai trận liệt tại tiền. Theo tiếng hô vang vọng, khí tức của bóng người mặc giáp màu đen thoáng cái lại trở nên cuồng bạo vô cùng thân thể hắn đang nhanh chóng vỡ nát nhưng ở trong sự vỡ nát cơ thể hắn đang phát ra một khí tức khiến cho thế giới này đều phải chấn động dường như ở nguy cơ trước mắt này nó thiêu đốt tất cả mọi thứ của mình đổi lấy việc phát ra một đòn kinh thiên vào lúc này trong sự mơ hồ khí tức này dường như xuyên qua bầu trời của thế giới thông thiên trên bầu trời lại có thể xuất hiện một vòng xoáy cực lớn bên ngoài vòng xoáy hình như chính là thiên địa bên ngoài mơ hồ Dường như có pháp tắc bên ngoài thế giới thông thiên, lấy bóng người mặc giáp màu đen này làm chất dẫn, lấy sự tan vỡ của hắn làm đường, đang cấp tốc hạ xuống. Một khi đã tới, cho dù chỉ là trong nháy mắt đến, cũng là quy tắc của hai thế giới va chạm. Quy lực của nó cường đại, dường như không phải là không khả năng phá vỡ phong ấn của ảnh thế giới thu nhỏ. Từng cảnh tượng như vậy khiến cho đám người Bạch Tiểu Thuần đang đứng trên chiếc thuyền xương đều không kịp nhìn. Thật ra giữa thiên tôn cùng công tôn nguyễn nhi từ khi liên thủ đến nội đấu biến hóa quá nhanh mỗi người đều có rất nhiều chuẩn bị ở phía sau hiện tại dường như tất cả đã sáng tỏ quỷ mẫu suy yếu dường như đã không còn sức lực xoay chuyển trời đất hồn công tôn nguyễn nhi thân là tay trái của quỷ mẫu biến ảo ra nắm giữ phương pháp phong ấn có thể điều khiển kính bát quái lúc này nàng không tiếc phá vỡ pháp bảo này cũng muốn đổi lấy lực kinh thiên phối hợp thiết kiếm trong tay nàng muốn đi đánh phá phong ấn về phần thiên tôn mặc dù hắn ở mang hoang bị thương nặng nhưng hắn chuẩn bị càng đầy đủ hơn đầu tiên là phong ấn nô ảnh thế giới thu nhỏ sau đó lại là thiên ma thạch tất cả những thứ này đều chuyên môn kiềm chế công tôn viễn nhi nhất là hắn nắm giữ thời cơ đúng vào thời khắc mấu chốt công tôn viễn nhi cắn nuốt dung hợp không có cách nào di chuyển chợt nhìn thoáng qua không phân rõ ai có ưu thế hơn nhưng ngay khi toàn thân bóng người mặc giáp màu đen hoàn toàn vỡ nát trong vòng xoáy trên trời cao, quy tắc bên ngoài thế giới muốn hạ xuống, phối hợp với thiết kiếm trong tay công tôn Nguyễn Nhi, muốn đi chém rách phong ấn trong chớp mắt. Thế cục lại biến đổi. Thiên tôn bỗng nhiên nở nụ cười. Trong gương mặt tươi cười kia có một phần ung dung, mang theo sự khinh miệt. Hắn hờ hững mở miệng. Rơi vào trong thế giới của ta, một thanh kiếm nhiều năm như vậy, ngươi thật sự cho rằng nó đã bị ngươi nắm ở trong tay sao? Chẳng qua là ta cho ngươi cảm thấy ngươi đã nắm giữ nó mà thôi. Thiên tôn vừa nói ra lời, trong mắt lại chợt bạo phát ra tinh quang. Tia sáng này lại có thể giống như kiếm quang. Tay trái hắn giơ lên, chợt chỉ một cái về phía thiết kiếm trong tay công tôn Nguyễn Nhi. Những lời này truyền ra, trong chớp mắt, sắc mặt công tôn Nguyễn Nhi đột nhiên nhanh chóng biến hóa. Nhưng nàng chưa kịp làm ra hành động gì, thiết kiếm trong tay nàng rốt cuộc không bị khống chế, không chỉ tuột tay bay ra. Nó xoay chuyển một cái, kiếm phong không phải lao thẳng đến chỗ công tôn Nguyễn Nhi, mà thoáng một cái, xuyên qua phong ấn, lao thẳng đến vòng xoáy trên trời cao. Mắt bạch tiểu thuần vẫn trợn trừng. Vì căng thẳng, hơi thở gấp gáp thậm chí rất lâu còn quên cả hít thở. Một trận chiến này thật sự nghịch chuyển quá nhanh. Hình như mỗi người đều có tâm cơ cùng thủ đoạn của riêng mình, khó có thể thấy rõ kết cục. Nhất là giờ phút này, vẫn kiếm lại có thể ở rất nhiều năm trước, đã bị thiên tôn âm thầm điều khiển, nhưng lại ném ở nơi đó, tùy ý cho công tôn Viễn Nhi sau khi tỉnh dậy đi dung hợp. Tất cả những điều này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không khỏi lạnh tâm. Đối với những tính toán vạch kế hoạch sâu của Thiên Tôn, trong lòng hắn sợ hết hồn hết vía. Hắn rốt cuộc mưu toan bao nhiêu năm? Chẳng lẽ từ rất sớm trước đây, hắn đã biết công tôn Viễn Nhi sẽ thức tỉnh? Không. Công tôn Viễn Nhi lộ vẻ sầu thảm, thét lên. Lần đầu tiên, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Tốc độ của thanh thiết kiếm kia cực nhanh, giống như một mũi tên xé trời lao đi, chớp mắt đã đến giới hạn cuối cùng của tinh không, và chạm vào trong vòng xoáy này, trong nháy mắt, ầm ầm tự bạo. Vụ tự bạo này hình thành lực diệt sạch, trực tiếp lại chìm ngập ở bên trong vòng xoáy này, khiến cho vòng xoáy có thể dẫn dắt quy tắc thế giới bê ngoài, vào giờ phút này bị mạnh mẽ xóa bỏ. Ở trong vòng xoáy này, bóng người mặc giáp màu đen không cam lòng, thân thể trở nên tán loạn, kịch liệt lắc lư u quan trong mắt hắn cũng ảm đạm xuống. Hình như có tiếc núi, toàn thân vỡ nát thoáng cái lại bạo phát. Trong tiếng nổ lớn, hắn trực tiếp lại chia năm xẻ bảy. Tất cả những điều này nghịch chuyển quá nhanh. Trong chớp mắt, tất cả thủ đoạn của công tôn Nguyễn Nhi bị thiên tôn hóa giải. Lúc này phong ấn ảnh thu nhỏ của thế giới này cũng cấp tốc co lại, mạnh mẽ đánh lạc ấn về phía công tôn Nguyễn Nhi ở bên trong. Trở thành pháp nô của ta, mượn sự điều khiển của ngươi, ta có thể sử dụng chiếc chiến thuyền này. Bị quy tắc thế giới bên ngoài tiếp dẫn, không cần mở rộng cửa, cũng có thể rời khỏi nơi này. Mà hiện tại, Minh Hoàng mới nhậm chức, lực chưa đủ. Lão quỷ giữ lăng mộ vô cùng suy yếu. Ai? Còn có thể ngăn cản ta? Lúc này, giọng nói của thiên tôn đầy kích động phấn chấn còn có sự cao ngạo, vang vọng khắp nơi. Hắn nhìn phong ấn ảnh thế giới thu nhỏ. Hình như thành công. Gần ngay trước mắt. Nhưng lại ở trong một tích tắc này. Trong sự tuyệt vọng công tôn Nguyễn Nhi, trong ý thức của nàng, đột nhiên truyền đến âm thanh quỷ mẫu lay động không ngừng, trong sự yếu ớt lại dường như nắm chắc vậy. Tay trái của. Hiện tại, sự lựa chọn của ngươi là trở thành pháp nô của Thông Thiên lão đạo này, hay lựa chọn cùng ta dung hợp lại một chỗ? Ta đến đưa ngươi về nhà. Ngươi. Thình lình ở trong đầu xuất hiện âm thanh khiến cho công tôn viễn nhi trong nháy mắt liền hiểu ra tất cả biểu tình nàng chậm rãi trở nên cay đắng trong mắt đã có phần hiểu rõ ngươi đi đánh cược như vậy không giống như tính cách của chúng ta cuối cùng trong tâm thần công tôn viễn nhi khổ sở mở miệng quả thực không phải là tính cách của chúng ta chỉ có điều ta cược là thắng quỷ mẫu yếu ớt mở miệng ở trong một chớp mắt này trong lòng nàng thật sự kính sợ đối với người canh giữ lăng mộ của mảnh thế giới này Năm đó hắn đã giao hẹn cùng nàng, lại cho nàng kế sách này. Không hổ danh là ý niệm do vị tồn tại từ viễn cổ kia để lại. Quỷ Mẫu hít một hơi thật sâu. Trên thực tế từ lúc mới bắt đầu, nàng chính là đang đánh cược. Sau khi mất đi tay trái, nàng không chỉ tu vi rơi xuống, càng đối với việc điều khiển chiếc thuyền xương cũng rất miễn cưỡng. Quan trọng nhất trong này, là nàng không có lực lượng phong ấn của tay trái, lại không có cách nào mở ra trấn ma kính triệu hồi ra thần thông mạnh nhất trong cả đời nàng, cũng chính là ba lá cờ mặt quỷ kia. Nàng mặc dù có thể trở thành quỷ mẫu, ba lá cờ này là trọng điểm. Ban đầu, thời điểm ở bên ngoài, nàng bỏ ra cái giá cực lớn, không tiếc mời tới cường giả tương trợ, lúc này mới phong ấn ba vị lệ quỷ cấp thiên tôn khác gần như cùng một thời đại với nàng, thậm chí không thua kém chút nào nàng ở trong lá cờ trong. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.